Xin nồng nhiệt chào đón quý vị và các bạn đến với vòng chung kết cuộc thi dự án khởi nghiệp trong Đoàn viên Thanh niên tỉnh Thanh Hóa năm 2024. Kính thưa quý vị và các bạn, cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp trong Đoàn viên Thanh niên tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2017-2023 đã tạo dựng được nền tảng và uy tín vững chắc cho các bạn đoàn viên thanh niên, thúc đẩy, cổ vũ tinh thần khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên vì sự phát triển của phong trào khởi nghiệp tỉnh nhà. Tiếp nối thành công từ những mùa thi trước, chung kết cuộc thi dự án khởi nghiệp trong Đoàn viên Thanh niên tỉnh Thanh Hóa năm 2024 là nơi quy tụ những mô hình dự án tiêu biểu của thanh niên khởi nghiệp tỉnh Thanh Hóa. Và ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau có mặt tại đây để cùng cổ vũ cho 10 dự án xuất sắc nhất được lựa chọn từ 140 mô hình dự án tham gia cuộc thi. Và xin được chúc cho các thí sinh của chúng ta, những chiến binh khởi nghiệp sẽ thể hiện thật tốt, thật tự tin phần trình bày dự án của mình trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, đến dự chương trình ngày hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các vị đại biểu khách quý. Về phía lãnh đạo tỉnh, xin trân trọng giới thiệu đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Về phía lãnh đạo các sở ngành, xin trân trọng giới thiệu đồng chí Bùi Văn Lưỡng, Phó Trưởng ban Dân vận tỉnh ủy. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Thị Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Đức Thịnh, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Trịnh Văn Xúy, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Lê Hoàng Long, Trưởng phòng Thông tin Tổng hợp Ban Tuyên giáo tỉnh ủy. Về phía tỉnh đoàn Thanh Hóa, xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Lê Văn Châu, tỉnh ủy viên, bí thư tỉnh đoàn, chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các đồng chí thường trực, ủy viên ban thường vụ tỉnh đoàn, các đồng chí lãnh đạo, cán bộ nghiên cứu chỉ đạo cơ quan tỉnh đoàn. Về phía đơn vị đồng hành nhà tài trợ, xin được trân trọng giới thiệu ông Lê Minh Ánh, phó giám đốc VNPT Thanh Hóa. Xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Quỳnh, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh. Về phía cấp huyện, xin được trân trọng giới thiệu và nồng nhiệt chào mừng các đồng chí bí thư, phó bí thư các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc tỉnh. Về dự vòng chung kết cuộc thi ngày hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của phóng viên các cơ quan báo đài trung ương địa phương, các doanh nhân trẻ tiêu biểu cùng các bạn sinh viên, đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh đã đến dự và cổ vũ cho hội thi. Xin nồng nhiệt chào mừng! Thưa quý vị, và ngay sau đây, xin được trân trọng kính mời đồng chí Phùng Tố Linh, Phó Bí thư tỉnh đoàn, sẽ cùng lên phát biểu khai mạc chung kết cuộc thi năm 2024. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Kính thưa các đồng chí đại diện lãnh đạo các sở ngành, đoàn thể cấp tỉnh. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa các bạn đoàn viên thanh niên. Trong không khí thi đua sôi nổi của tuổi trẻ toàn tỉnh, thiết thực chào mừng thành công Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Thanh Hóa lần thứ 7. Tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2024-2029. Hôm nay, được sự đồng ý của Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh,
Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức chung kết cuộc thi dự án khởi nghiệp trong Đoàn viên Thanh niên tỉnh Thanh Hóa năm 2024. Lời đầu tiên, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Ban tổ chức cuộc thi, tôi xin trân trọng gửi tới các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, khách quý và toàn thể các bạn đoàn viên thanh niên, các tác giả tham dự vòng chung kết, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc cuộc thi diễn ra thành công tốt đẹp. Kính thưa quý vị đại biểu, trong những năm qua, khởi nghiệp đã trở thành một trong những yếu tố quan trọng giúp đa dạng hóa các hoạt động kinh tế và thúc đẩy kinh tế tăng trưởng. Các doanh nghiệp khởi nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp trẻ, doanh nghiệp do thanh niên làm chủ, đã và đang tạo ra các động lực mới cho nền kinh tế với những hướng đi mới và cách làm sáng tạo. Với mục đích thúc đẩy, cổ vũ, khuyến khích và xây dựng tinh thần khởi nghiệp, khát vọng làm giàu chính đáng của đoàn viên thanh niên, từ đó hình thành đội ngũ doanh nhân trẻ tương lai. Năm 2017, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao cho Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chủ trì tổ chức cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp trong Đoàn viên Thanh niên tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2017-2022 và thực hiện nhiệm vụ được giao trong chương trình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2023-2030 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Thời gian qua, Đoàn Thanh niên tỉnh đã tích cực triển khai nhiều giải pháp toàn diện, đồng hành cùng đoàn viên thanh niên phát hiện, ươm mầm và bồi đắp các ý tưởng dự án khởi nghiệp, thúc đẩy mạnh mẽ tinh thần khởi nghiệp của thanh niên trong tỉnh. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã cụ thể hóa thành các hoạt động hỗ trợ, đào tạo kỹ năng hỗ trợ khởi nghiệp cho cán bộ đoàn hội, kỹ năng kiến thức khởi nghiệp cho đoàn viên thanh niên, tổ chức các diễn đàn, ngày hội tư vấn khởi nghiệp và đặc biệt là tiếp tục triển khai cuộc thi dự án khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên hàng năm. Trải qua 8 năm triển khai, cuộc thi đã thu hút hơn 2.000 ý tưởng dự án của thanh niên tham gia. Nhiều dự án khởi nghiệp có tính ứng dụng cao của thanh niên không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn có ý nghĩa xã hội thiết thực và sâu sắc. Nhiều dự án đạt giải đã được ứng dụng và triển khai hiệu quả, trở thành doanh nghiệp và góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của đoàn viên thanh niên và chỉ tiêu phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh như Công ty Cổ phần Truyền thông số ADVTV, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Khoa học Công nghệ Đăng Khoa. Kính thưa quý vị đại biểu và các bạn đoàn viên thanh niên, cuộc thi được tổ chức hàng năm đã dần trở thành một diễn đàn lớn, một sân chơi bổ ích, thu hút sự quan tâm, hưởng ứng và tham gia đông đảo của thanh niên. Từ cuộc thi, nhiều dự án khởi nghiệp đã được bảo trợ, kết nối và đi vào hoạt động hiệu quả, mở rộng quy mô và có đà tăng trưởng tốt. Ban tổ chức cuộc thi rất vui mừng khi thấy thành phần tham gia dự thi của cuộc thi năm nay cũng tiếp tục được mở rộng với sự tham gia của các bạn, của các tác giả là các học sinh sinh viên, những đoàn viên thanh niên đang còn ngồi trên ghế nhà trường. Tác giả của các dự án khởi nghiệp lần này đều đã ấp ủ và nuôi dưỡng ý tưởng, quyết tâm đưa dự án của mình vào thực tiễn. Sau 5 tháng triển khai cuộc thi, ban tổ chức đã nhận được 140 mô hình và dự án tham gia trên nhiều lĩnh vực đa dạng như khoa học công nghệ, dịch vụ, nông nghiệp xanh. Trên cơ sở kết quả chấm điểm vòng sơ khảo và vòng bán kết, với sự tham gia của nhiều chuyên gia giàu kinh nghiệm về hỗ trợ khởi nghiệp cũng như có kiến thức chuyên môn sâu ở các lĩnh vực liên quan, ban tổ chức đã chọn được 10 dự án khởi nghiệp xuất sắc có tiềm năng phát triển để tham gia vòng chung kết ngày hôm nay. Đây là những dự án có tính thực tiễn cao, có giá trị phát huy và nâng tầm thương hiệu sản phẩm dịch vụ của các địa phương và của tỉnh Thanh Hóa. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin chúc mừng 10 dự án khởi nghiệp xuất sắc của năm 2024 đã có mặt tại vòng chung kết ngày hôm nay. Ban tổ chức cuộc thi mong rằng các tác giả dự thi sẽ từng bước và sớm hiện thực hóa ước mơ của mình trong thời gian tới, đồng thời tiếp tục phát huy sự sáng tạo, nuôi dưỡng niềm đam mê khởi nghiệp của mình và tiếp tục truyền cảm hứng về tinh thần khởi nghiệp tới nhiều thế hệ thanh niên. Kính thưa quý vị đại biểu và các bạn thanh niên, trong những năm gần đây, hoạt động khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ngày càng có bước phát triển mạnh mẽ, cả về quy mô lẫn chất lượng, từng bước khẳng định chỗ đứng của tỉnh trên bản đồ khởi nghiệp toàn quốc. Và trong kết quả chung đó, lực lượng thanh niên đã tự hào đã có những đóng góp nhất định. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Ban tổ chức cuộc thi, chúng tôi bày tỏ sự cảm ơn chân thành tới sự quan tâm và chăm lo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự phối hợp hỗ trợ của các sở ngành, các địa phương, các chuyên gia trong việc tạo cơ chế chính sách, tạo môi trường để hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp lập nghiệp. Xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến các doanh nghiệp, các nhà tài trợ, các nhà đầu tư, các cơ quan thông tấn, báo chí đã đồng hành cùng với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn trong những năm qua với phong trào thanh niên khởi nghiệp nói chung và cuộc thi dự án khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên nói riêng.
và mong rằng trong thời gian tới, phong trào khởi nghiệp của thanh niên Thanh Hóa sẽ tiếp tục nhận được sự khích lệ, động viên, sự quan tâm của cấp ủy chính quyền các cấp, sự phối hợp của các sở ngành và đặc biệt là sự đồng hành hỗ trợ, kết nối của cộng đồng doanh nghiệp, các chuyên gia đối với các mô hình kinh tế và các dự án khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn tỉnh. Kính thưa các đồng chí, thưa các bạn đoàn viên thanh niên thân mến, không chỉ bao hàm việc phát triển kinh tế, khởi nghiệp chính là nâng cao năng lực của bản thân, qua đó mang lại lợi ích cho cộng đồng và xã hội, và khởi nghiệp để không chỉ tạo được công việc cho bản thân mình, mà còn góp phần tạo nhiều việc làm cho xã hội, tham gia phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Mỗi thanh niên có việc làm, mỗi doanh nhân trẻ thành đạt cũng chính là đang tham gia xây dựng và bảo vệ quê hương một cách tốt nhất. Với tinh thần đó, thay mặt Ban Thường vụ tỉnh đoàn, tôi chính thức khai mạc chung kết cuộc thi dự án khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên Thanh Hóa năm 2024. Một lần nữa xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, khách quý, ban giám khảo và toàn thể các bạn đoàn viên thanh niên thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc cuộc thi của chúng ta sẽ tìm ra các dự án xuất sắc nhất và xứng đáng để vinh danh tại vòng chung kết ngày hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Phùng Tố Linh, Phó Bí thư tỉnh đoàn Thanh Hóa. Thưa quý vị, và tiếp theo chương trình, xin được mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng nhìn lại quá trình tổ chức cuộc thi dự án khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên tỉnh Thanh Hóa năm 2024 qua phỏng sự ngắn sau đây. Cuộc thi dự án khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên tỉnh Thanh Hóa năm 2024 được khởi động từ tháng 6, thu hút đông đảo học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh tham gia với 140 dự án thuộc nhiều lĩnh vực ngành nghề như nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, thương mại, ẩm thực. Nhiều ý tưởng của các tác giả, nhóm tác giả được các chuyên gia kinh tế, ban giám khảo đánh giá cao. Mỗi ý tưởng đều mang dấu ấn riêng, thể hiện sự năng động và tầm nhìn của các tác giả đối với hướng đi của mình. Trải qua vòng sơ khảo, bán kết, căn cứ vào từng lĩnh vực, ban tổ chức cuộc thi đã lựa chọn 10 dự án xuất sắc nhất vào vòng chung kết. Tại vòng chung kết, các thí sinh sẽ thuyết trình, phản biện, bảo vệ dự án của mình và kêu gọi đầu tư, hợp tác, triển khai, thực hiện dự án. Sau rất là nhiều năm theo dõi, thì cá nhân tôi nhận thấy rằng cuộc thi là một cuộc thi cực kỳ uy tín, nơi có rất nhiều chuyên gia đầu ngành cũng như là các nhà đầu tư. Đây là một cơ hội lớn để chúng tôi có thể tiếp cận các chuyên gia, các nhà đầu tư để có thể tiếp tục hoàn thiện dự án, mở rộng mô hình. Vì đó, năm nay tôi đã quyết định tham gia cuộc thi này. Từ những ngày đầu tham gia cuộc thi, chúng em đã nhận được những lời hướng dẫn rất nhiệt tình từ các anh chị trong ban tổ chức. Sau khi trải qua vòng sơ khảo và vòng bán kết, chúng em đã được ban giám khảo góp ý một cách thực tế và phù hợp để có thể hoàn thiện thêm về dự án. Và bây giờ, chúng em đã sẵn sàng bước vào vòng chung kết của cuộc thi. Cuộc thi dự án khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên tỉnh Thanh Hóa năm 2024 không chỉ là nơi tạo khí thế thi đua, giúp nhiều bạn trẻ thay đổi về tư duy khởi nghiệp, dám nghĩ, dám làm, mà còn là dịp để đoàn viên thanh niên được truyền đạt kinh nghiệm, lan tỏa cảm hứng khởi nghiệp, lập nghiệp từ các doanh nhân, các chuyên gia kinh tế. Tham gia cuộc thi, các tác giả, nhóm tác giả của dự án được hỗ trợ thị trường trong quá trình phát triển, mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, thúc đẩy đam mê lập thân khởi nghiệp, làm giàu chính đáng. Từ những cuộc thi được tổ chức thành công trong 10 năm qua, tinh thần khởi nghiệp đã lan tỏa mạnh mẽ trong giới trẻ trên toàn tỉnh. Cuộc thi đã mang lại nhiều kiến thức bổ ích và cổ vũ khuyến khích tinh thần khởi nghiệp cho những người trẻ đang đi tìm chỗ đứng cho sản phẩm, cho thương hiệu của mình với rất nhiều những thách thức cần phải vượt qua. Cuộc thi tiếp tục được tổ chức với mục tiêu đẩy mạnh phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, khuyến khích và xây dựng tinh thần khởi nghiệp, tạo sân chơi bổ ích để kích thích sự sáng tạo, tư duy năng động, chuyên nguồn cảm hứng kinh doanh, ươm mầm những ý tưởng khởi nghiệp, khơi dậy niềm đam mê khát vọng, dám đương đầu với những thử thách để mở ra cơ hội phát triển cho đoàn viên thanh niên. Từ đó, lớp doanh nhân trẻ khởi nghiệp sẽ mạnh dạn áp dụng công nghệ, tạo ra sản phẩm mới, góp phần vào thành công chung của công cuộc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà. Với sự hỗ trợ rất tích cực của tổ chức đoàn, thì trong thời gian qua, phong trào khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã đạt được những kết quả nhất định. Tổ chức đoàn đã thể hiện được vai trò của mình trong việc là
cầu nối, kết nối thanh niên trong lĩnh vực khởi nghiệp và lực lượng thanh niên cũng như đội ngũ doanh nhân trẻ đã phát huy được vai trò của mình trong việc thúc đẩy cũng như tham gia đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Có thể thấy rằng cuộc thi dự án khởi nghiệp đã ngày càng trở nên có sức hút đối với nhiều bạn trẻ, và cuộc thi không chỉ thu hút các thanh niên, các đoàn viên có mô hình kinh tế mà còn thu hút sự quan tâm của các bạn thanh niên, đoàn viên là sinh viên, là học sinh đang còn ngồi trên ghế nhà trường. Nội dung của các dự án tham gia cuộc thi ngày càng trở nên phong phú, đa dạng, có tính thời sự cao, và ban tổ chức cuộc thi năm nay mong rằng từ cuộc thi này sẽ ngày càng có nhiều bạn trẻ, nhiều bạn đoàn viên thanh niên sẽ đến với cuộc thi, cũng như là phong trào khởi nghiệp của thanh niên Thanh Hóa sẽ ngày càng được đẩy mạnh. Cuộc thi dự án khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên tỉnh Thanh Hóa năm 2024 đang góp phần tạo sự lan tỏa tinh thần khởi nghiệp trong cộng đồng, tìm kiếm, tôn vinh những ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên. Đồng thời, cuộc thi tạo ra môi trường thuận lợi, hỗ trợ thanh niên trong quá trình khởi nghiệp, cổ vũ tinh thần đổi mới sáng tạo trong thế hệ trẻ Thanh Hóa nói riêng và cả nước nói chung, truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ khác bước vào con đường khởi nghiệp với tinh thần sáng tạo và cống hiến, đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng và phát triển quê hương, đất nước. Vâng, thưa quý vị và các bạn, tin tưởng là với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng thì cuộc thi năm nay của chúng ta sẽ được diễn ra thành công tốt đẹp. Còn ngay bây giờ thì chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu một thành phần vô cùng quan trọng trong cuộc thi ngày hôm nay của chúng ta, đó chính là ban giám khảo, những người cầm cân nảy mực cho chương trình. Xin được trân trọng giới thiệu các thành viên trong ban giám khảo. Trân trọng giới thiệu đồng chí Phùng Tố Linh, Phó Bí thư tỉnh đoàn, trưởng ban giám khảo. Xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Thanh Hóa, thành viên. Xin trân trọng giới thiệu ông Bùi Tiến Thành, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại Tiến Thành Thảo, thành viên. Xin trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Phương Hoa, Phó Trưởng phòng Đăng ký Kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa, thành viên. Xin trân trọng giới thiệu ông Lê Kim Cương, Phó Trưởng phòng Quản lý Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa, thành viên. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn nữa để cùng chúc cho ban giám khảo sẽ làm việc thật thành công trong cuộc thi hôm nay. Và ngay bây giờ sẽ là lúc chúng ta cùng làm quen với những gương mặt của các tác giả, nhóm tác giả, các dự án tham gia cuộc thi ngày hôm nay. Xin mời quý vị cùng hướng lên màn hình và theo dõi đoạn clip ngắn sau đây. Tháng 11 này, một sự kiện đặc biệt sẽ diễn ra. Kịch tính, hấp dẫn, cơ hội thu hút đầu tư. Nơi những người trẻ khát vọng làm chủ cuộc sống và ấp ủ những ý tưởng sáng tạo được tỏa sáng. Cuộc thi dự án khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên tỉnh Thanh Hóa năm 2024, nơi quy tụ, đánh giá những dự án khởi nghiệp mang tính sáng tạo, đột phá, thể hiện sinh động, tinh thần dám nghĩ, dám làm, sẵn sàng chinh phục thử thách của tuổi trẻ Thanh Hóa. Tại vòng chung kết cuộc thi dự án khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên tỉnh Thanh Hóa năm 2024, 10 tác giả, nhóm tác giả sẽ giới thiệu nội dung dự án, chứa đựng khát vọng, niềm đam mê khởi nghiệp của mình, để từ thành công bước đầu tiếp tục phấn đấu trở thành những doanh nhân thành đạt trong tương lai. Dự án phát triển cây mật hậu trở thành một sản phẩm du lịch độc đáo tại thôn Húng, xã Giao Thiện, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa, kết hợp hài hòa giữa phát triển nông nghiệp, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa cộng đồng dân tộc Thái, đồng thời tạo ra một điểm đến hấp dẫn thu hút du khách trong và ngoài tỉnh. Du lịch xanh, ngọt lành, vị mận. Natta Food là một team khởi nghiệp trẻ với sứ mệnh là xây dựng một mô hình nông nghiệp xanh tuần hoàn từ nguyên liệu bản địa. Chúng tôi tự hào đem đến cho thị trường những quả trứng gà thơm ngon, an toàn, giàu dinh dưỡng. Đến với cuộc thi, chúng tôi rất mong muốn được kết nối với các chuyên gia đồng hành để có thể tiếp tục hoàn thiện mô hình, mở rộng quy mô để đóng góp thêm nữa vào các mục tiêu quốc gia như trung hòa carbon và đem lại sinh kế bền vững cho bà con nông dân tại địa phương. Là sinh viên ngành dược trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa, mong muốn mang đến những sản phẩm an toàn, lành tính, thân thiện cho con người và môi trường, sáp thơm, natural, mang thiên nhiên đến với không gian sống của bạn.
Với tình yêu và sự tận tâm đối với nông sản Việt, chúng tôi mang đến những chai dầu ăn thuần tự nhiên và giàu dưỡng chất được chiết xuất từ hạt lạc, gừng và nhiều loại nông sản khác. Dầu ăn Chuli không chỉ thơm ngon mà còn an toàn cho sức khỏe của cả gia đình bạn. Chuli, khỏe đẹp để hạnh phúc. Với mong muốn có cơ hội học hỏi, giao lưu và kết nối đến những nhà đầu tư cũng như các bạn trẻ có cùng đam mê khởi nghiệp, chúng tôi đem đến dự án SafeDrive, phần mềm lưu trữ bảo mật đáng tin cậy cho cơ quan doanh nghiệp với tiêu chí bảo vệ và quản lý dữ liệu một cách an toàn bảo mật. SafeDrive, bảo mật dữ liệu vững bước tương lai. Là một cựu sinh viên công nghệ sinh học có niềm đam mê mãnh liệt với cây cối và đặc biệt là hương sắc thuần khiết của những bông hoa hồng cổ, tôi mang đến những sản phẩm an lành kết hợp từ hoa hồng cổ và thảo mộc bản địa, nông trại hồng Ecofarm, hoa từ đất lành. Với niềm đam mê nghiên cứu khoa học và tinh thần sáng tạo của tuổi trẻ, chúng em mang đến sản phẩm Ecobectin, chiết xuất bectin từ vỏ thanh long với mong muốn giảm thiểu các vấn nạn về ô nhiễm môi trường và thực phẩm bẩn. Ecobectin, tinh hoa nông sản Việt. Chúng em, những học sinh đến từ trường Trung học phổ thông chuyên Lam Sơn với niềm đam mê khởi nghiệp. Chúng em mong muốn lan tỏa những giá trị tốt đẹp về nông sản Việt Nam. Đó là dự án VNG Mart, giải pháp cung cấp và quảng bá nông sản đặc sản chất lượng đến những người nước ngoài sinh sống, làm việc và du lịch tại Việt Nam. VNG Mart, sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ hoàn hảo. Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp và giống cây trồng Đồng Tâm là địa chỉ tin cậy cung ứng các loại giống cây trồng chất lượng cao, từ đó tạo nên các sản phẩm nông nghiệp theo hướng hữu cơ nhằm nâng cao sức khỏe đời sống người tiêu dùng, nâng cao giá trị nông sản địa phương. Hợp tác xã Đồng Tâm uy tín, chất lượng, tạo nên thương hiệu. Mời bạn cùng khám phá hành trình độc đáo từ rượu sim rừng Bảo An, nơi hội tụ tinh hoa giữa rượu sim rừng truyền thống và vẻ đẹp hoang sơ của đồi sim xã Hoàng Xuân, huyện Hoàng Hóa. Bảo An Eco Sim, tinh túy từ sim. Vòng chung kết dự án khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên tỉnh Thanh Hóa năm 2024 sẽ diễn ra vào lúc 7:30 thứ Bảy ngày 23 tháng 11 năm 2024 tại trường quay tổng hợp Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa và được phát trực tiếp trên fanpage của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Startup ươm mầm khởi nghiệp. Vâng, thưa quý vị, qua clip vừa rồi thì chúng ta có thể thấy rằng mỗi một chiến binh khởi nghiệp đến với cuộc thi của chúng ta với một mong muốn, một khát khao riêng. Nhưng tất cả đều có chung một điểm, đó là niềm đam mê chiến thắng bản thân, hiện thực hóa ước mơ của mình. Và ngay lúc này, chúng ta hãy cùng chào đón trên sân khấu những nhân vật chính trong cuộc thi hôm nay. Xin được trân trọng kính mời các tác giả, nhóm tác giả sẽ cùng trở về sân khấu. Xin được mời nhóm tác giả Nguyễn Mai Hoa, Nguyễn Yến Vi, Trương Thị Hải Bình, Nguyễn Thị Huệ, Lê Thanh Trường đến từ trường Đại học Hồng Đức với dự án phát triển cây mận hậu trở thành sản phẩm du lịch độc đáo tại thôn Húng, xã Giao Thiện, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa. Hãy cùng chào đón tác giả Hà Minh Nguyệt, thị xã Bỉm Sơn với dự án trứng gà thảo mộc sản xuất xanh từ nguyên liệu bản địa. Xin được chào đón nhóm tác giả Vũ Mai Thanh, Nguyễn Mai Anh, Nguyễn Thị Kim Lân, Nguyễn Thị Như Quỳnh, Nguyễn Thùy Linh, trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa với dự án Sáp Thơm Nature. Xin được chào đón nhóm tác giả Lê Thị Quỳnh Nga, Lê Văn Chủ, xã Định Long, huyện Yên Định với dự án Dầu Lạc Chuli. Xin chào đón nhóm tác giả Tô Quang Linh, Trịnh Sĩ Tuấn, Nguyễn Mậu Đức, Nguyễn Phú Chiến, trường Đại học Hồng Đức với dự án J-Driver, phần mềm trao đổi công việc và lưu trữ dữ liệu an toàn, tin cậy cho doanh nghiệp. Xin được chào đón nhóm tác giả Trần Thị Hồng, Phạm Hồng Giang, xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Thủy với dự án Nông trại Hồng Ecofarm, tinh hoa từ hoa hồng cổ và thảo mộc bản địa. Xin được chào đón nhóm tác giả Trần Thị Khánh Linh, Nguyễn Đức Anh, Nguyễn Vũ Hải Đăng, Lê Vân Hà, Nguyễn Quang Trung, lớp 11A1, trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Vinschool Star City với dự án Ecopectin, chiết xuất pectin từ vỏ thanh long. Xin chào đón nhóm tác giả Nguyễn Thanh Hà, Lương Thị Đào, xã Hoàng Xuân, huyện Hoàng Hóa với dự án Bảo An Ecosim. Xin được chào đón nhóm tác giả Đỗ Thu Phương, Đinh Sĩ Đức, Trịnh Phương Anh, Phạm Lê Tuệ Quân, trường trung học phổ thông chuyên Lam Sơn với dự án Vengimat, sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ hoàn hảo. Và cuối cùng xin được chào đón tác giả Đỗ Đồng Tâm, xã Ngọc Trung, huyện Ngọc Lặc với dự án phát triển nông sản địa phương theo chuỗi giá trị.
Vâng ạ, trên sân khấu của chúng ta lúc này đó chính là các tác giả, nhóm tác giả xuất sắc nhất tham dự vòng chung kết ngày hôm nay. Hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để cùng chúc cho họ sẽ trình bày thật tự tin trong cuộc thi ạ. Xin được cảm ơn các tác giả, nhóm tác giả và xin mời các bạn sẽ cùng trở vào phía bên trong để chuẩn bị cho phần thi của mình. Xin mời. Thưa quý vị, vòng chung kết cuộc thi ngày hôm nay, cuộc thi dự án khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên tỉnh Thanh Hóa năm 2024 được mang tên Thăng Hoa Ý Tưởng. Mỗi tác giả sẽ có 7 phút trình bày, thuyết trình đề án khởi nghiệp của mình và thời gian phản biện giải quyết tình huống kinh doanh do ban giám khảo đưa ra, cũng như là phần trả lời phản biện của tác giả tối đa là không quá 5 phút. Và có lẽ là bây giờ thì các tác giả, nhóm tác giả của chúng ta cũng đã rất sẵn sàng để đến với cuộc thi ngày hôm nay. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để cùng chào đón phần trình bày đầu tiên của nhóm tác giả Nguyễn Mai Hoa, Nguyễn Yến Vi, Trương Thị Hải Bình, Nguyễn Thị Huệ, Lê Thanh Trường đến từ Trường Đại học Hồng Đức với dự án phát triển cây mận hậu trở thành sản phẩm du lịch độc đáo tại thôn Húng, xã Giao Thiện, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa. Xin chào quý vị đại biểu ban giám. Xin chào quý vị đại biểu ban giám khảo cùng toàn thể quý vị khán giả đang có mặt tại trường quay ngày hôm nay. Xin tự giới thiệu, tôi là Nguyễn Thị Huệ đến từ nhóm dự án phát triển cây mận hậu trở thành sản phẩm du lịch độc đáo tại thôn Húng, xã Giao Thiện, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa. Và sau đây tôi xin trình bày về dự án của nhóm chúng tôi. Dự án nhóm chúng tôi thực hiện canh tác cây mận hậu, đồng thời chế biến cây mận hậu và kết hợp với khai thác du lịch tại vườn mận. Về lý do hình thành dự án thì dự án của chúng tôi được thực hiện tại thôn Húng, xã Giao Thiện, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa. Và nơi đây là nơi có điều kiện thổ nhưỡng cũng như là độ cao vô cùng lý tưởng để trồng cây mận hậu. Và hiện tại thì đã có khoảng hơn 4 hectare cây mận hậu được trồng tại đây với tuổi đời từ 1 đến 3 tuổi và đã cho ra những cái trái ngọt đầu tiên. Và điều đặc biệt hơn nữa là tại khu vực này còn có một hệ thống thác hó lối rất đẹp và đã được ghi nhận là danh lam thắng cảnh cấp tỉnh. Vì vậy mà dự án của chúng tôi ra đời nhằm khai thác toàn bộ những cái tiềm năng về nông nghiệp cũng như là tiềm năng về du lịch tại thôn Húng. Ngoài ra thì dự án của chúng tôi được thực hiện còn nhằm đáp ứng cái nhu cầu của thị trường về sản phẩm mật hậu sạch, an toàn, đảm bảo vệ sinh thực phẩm, đồng thời đáp ứng nhu cầu về du lịch của thị trường trong và ngoài tỉnh Thanh Hóa. Cuối cùng, dự án của chúng tôi được thực hiện với mong muốn rằng là sẽ tạo ra cái nguồn thu nhập bền vững cho những người dân tộc đồng bào Thái tại nơi đây và bảo tồn, phát huy cái giá trị văn hóa truyền thống tại địa phương. Điểm đặc sắc trong dự án của chúng tôi đó là ngoài việc canh tác cây mận hậu thì chúng tôi còn chế biến, đồng thời kết hợp với du lịch, trải nghiệm vườn mận và trải nghiệm thác hón lối. Kính thưa quý vị, cái việc tham quan vườn mận hiện nay thì đã có tại khu vực Sơn La, Mộc Châu và một số khu vực tại Tây Bắc. Tuy nhiên thì ở tỉnh Thanh Hóa của chúng ta thì mới chỉ có tại thôn Húng có vườn mận có thể đưa vào để khai thác du lịch. Và vườn mận thôn Húng hoàn toàn có khả năng cạnh tranh để trở thành một cái địa điểm thay thế dựa vào những cái lợi thế cạnh tranh vượt trội như là cái vị trí rất là gần
đang còn khá là hoang sơ và chưa bị thương mại hóa. Vì vậy mà chi phí các dịch vụ tại đây cũng rẻ hơn so với những cái khu du lịch mà đã được khai thác từ lâu đời. Ngoài ra thì tại khu vực này còn có rất nhiều những cái điểm đến hấp dẫn, tạo thành một cái hành trình du lịch thuận tiện cho du khách. Du khách có thể tắm thác Hòn Lối, sau đó tham quan vườn mận, trải nghiệm du lịch tâm linh tại Chùa Mèo, tham quan những cái địa điểm, những cái di tích lịch sử liên quan đến người anh hùng Lê Lợi, đồng thời là trải nghiệm sinh hoạt tại nhà sàn truyền thống và có thể trải nghiệm cái văn hóa, đồng thời cũng là ẩm thực của người dân tộc Thái tại nơi đây. Thêm nữa thì vườn mận nằm ngay tại chân thác Hòn Lối, vì vậy mà chúng tôi có thể tận dụng được cái nguồn nước tưới trong lành, tinh khiết từ thác để tạo ra những cái sản phẩm mận hậu thơm ngon, hữu cơ, an toàn vệ sinh thực phẩm. Và hiện nay thì tại các khu vực trồng mận, chủ yếu là người dân chỉ tập trung vào các cái sản phẩm quả mận hậu tươi. Tuy nhiên thì đối với dự án của chúng tôi sẽ chế biến mận hậu thành các loại sản phẩm rất là đa dạng như là mứt mận hậu hay là siro mận hậu. Về sản phẩm và kính thưa quý vị, với cái kết quả của việc canh tác cây mận hậu và kết hợp với khai thác du lịch thì chúng tôi kỳ vọng rằng nó sẽ tạo ra cái tác động thúc đẩy các cái ngành kinh tế địa phương phát triển để đáp ứng nhu cầu của khách du lịch như là dịch vụ homestay hay là các dịch vụ chăn nuôi và các ngành nghề truyền thống. Và kính thưa quý vị, dự án của chúng tôi tập trung vào 4 sản phẩm chính. Thứ nhất đó là quả mận hậu tươi, thứ hai là siro mận hậu, thứ ba là mứt mận hậu và cuối cùng là dịch vụ du lịch trải nghiệm. Và ngày hôm nay thì chúng tôi có mang đến đây cái sản phẩm mứt mận hậu mà chúng tôi dự kiến sản xuất và xin kính mời quý ban giám khảo chúng ta cùng thưởng thức. Còn đối với dịch vụ du lịch trải nghiệm thì chúng tôi sẽ xây dựng 3 tour du lịch theo mùa. Tour thứ nhất vào mùa hoa mận nở, đó là vào tháng 1 và tháng 2, thì du khách có thể chiêm ngưỡng được cái vẻ đẹp tinh khiết của hoa mận tại nơi đây. Tour thứ hai đó là vào mùa thu hoạch quả tháng 4 và tháng 5, du khách có thể trải nghiệm ăn quả và thu hoạch quả tại vườn, đồng thời có thể tham quan cái nhà máy sản xuất và chế biến các sản phẩm từ mận hậu. Tour thứ ba sẽ là tour du lịch khám phá thôn Húng, khám phá và trải nghiệm văn hóa cũng như là ẩm thực của người dân tộc Thái tại nơi đây, được tiến hành từ tháng 6 đến tháng 12 hàng năm. Và khách hàng của 3 tour du lịch này đó sẽ là các nhóm gia đình, nhóm bạn bè, những người trẻ và khách du lịch ngoại quốc yêu thích trải nghiệm, yêu thích khám phá nông nghiệp, khám phá văn hóa cũng như là trải nghiệm du lịch sinh thái. Và các cái sản phẩm từ mận hậu chúng tôi sẽ bán trực tiếp cho cái nguồn khách du lịch này. Về chi phí đầu tư ban đầu của dự án thì chúng tôi dự kiến là 190 triệu và cái chi phí này chủ yếu nó là chi phí để xây dựng cái cơ sở sản xuất và chế biến sản phẩm từ mận hậu. Về đất canh tác thì đây là đất của người dân địa phương và chúng tôi sẽ liên kết khuyến khích người dân mở rộng canh tác cây mận hậu và chúng tôi sẽ ký kết bao tiêu sản phẩm cho người dân. Và hiện tại thì chúng tôi đã kết nối được với các cái cán bộ địa phương để bắt đầu triển khai dự án. Về lộ trình thực hiện dự án của chúng tôi sẽ bao gồm 3 giai đoạn trong 5 năm từ 2025 đến 2029 và nguồn doanh thu sẽ tương ứng với mỗi giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, chúng tôi sẽ tập trung khai thác cái nguồn thu từ du lịch và nguồn thu này sẽ được tiếp tục tái đầu tư để mở rộng diện tích canh tác cũng như là mở rộng cái cơ sở chế biến và sản xuất các sản phẩm từ mận hậu. Giai đoạn thứ hai, từ 2027 đến 2028 thì lúc này cây mận hậu đã bắt đầu cho ra hoa kết quả và chúng tôi ngoài việc khai thác du lịch, chúng tôi sẽ chế biến các sản phẩm từ mận hậu. Cái nguồn thu vào giai đoạn này sẽ được bổ sung thêm và không chỉ nguồn thu từ du lịch mà còn là nguồn thu từ việc bán các sản phẩm từ mận hậu. Giai đoạn thứ 3 sau năm 2029, chúng tôi sẽ đánh giá lại cái hiệu quả hoạt động của dự án, xác định lại các cái lĩnh vực cần cải thiện và chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng dự án sang những cái khu vực khác có tiềm năng.
Và kính thưa quý vị, dự án của chúng tôi được thực hiện bởi đội ngũ sinh viên thuộc rất là nhiều chuyên ngành và chúng tôi có khả năng hướng dẫn du lịch, đồng thời là giới thiệu về những cái đặc sắc trong văn hóa địa phương. Ngoài ra chúng tôi còn có khả năng xây dựng các cái dự án truyền thông nhằm quảng bá cho sản phẩm cũng như là quảng bá du lịch địa phương. Và cuối cùng, dự án của chúng tôi hứa hẹn rằng là sẽ tạo ra được cái nguồn thu nhập bền vững cho cộng đồng người dân tộc Thái tại thôn Húng, đồng thời là cũng bảo tồn và phát huy cái giá trị văn hóa truyền thống địa phương. Và chúng tôi nhận định rằng dự án của chúng tôi có tính khả thi cao và thật sự là rất mong muốn nhận được sự đồng hành và hỗ trợ từ các doanh nghiệp. Và chúng tôi tin tưởng rằng với sự đồng hành hỗ trợ từ các doanh nghiệp thì dự án sẽ được thực hiện một cách nghiêm túc, hiệu quả và mang lại được cái lợi ích thiết thực. Trên đây là toàn bộ nội dung dự án phát triển cây mận hậu trở thành sản phẩm du lịch độc đáo tại thôn Húng, xã Giao Thiện, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ cũng như là góp ý từ toàn thể quý vị. Xin cảm ơn ạ. Vâng, xin được chúc mừng nhóm tác giả đầu tiên đến từ trường Đại học Hồng Đức đã thực hiện trình bày xong phần thể hiện dự án của mình. Còn ngay bây giờ thì xin được mời các thành viên trong dự án sẽ cùng trở ra sân khấu để chúng ta cùng lắng nghe những câu hỏi từ phía ban giám khảo. Vâng ạ, xin được mời ban giám khảo sẽ cùng đặt ra những câu hỏi để nhóm dự án của chúng ta cùng phản biện. Xin mời. Trước hết thì xin được thay mặt cho ban giám khảo xin chúc mừng các bạn ở nhóm đầu tiên, dự án đầu tiên đã thuyết trình thành công cái dự án của mình. Thế thì chúng tôi đánh giá đây là một cái dự án mà có cái tác động xã hội rất là lớn, sẽ làm góp phần làm phong phú thêm các cái sản phẩm du lịch, đồng thời là phát huy cái tiềm năng của địa phương. Đấy, tuy nhiên thì chúng tôi rất tiếc là với cái tính chất ở đây là một cái cuộc thi về dự án khởi nghiệp. Đấy, thế thì các bạn đã dành tương đối nhiều thời gian cho cái việc giới thiệu dự án của mình. Tuy nhiên thì về phần kinh tế, về phần các cái phương án kinh doanh, về phần đầu tư, chi phí, lợi nhuận thì các bạn cũng chưa thể hiện được nhiều thông qua 7 phút vừa rồi. Đấy, thế thì tôi xin hỏi các bạn là dự án của các bạn thì đã được triển khai chưa? Và đã được triển khai như thế nào? Bởi vì là theo như tôi được biết thì các bạn đã triển khai rồi, nhưng mà trên cái phần trình bày của các bạn ấy, thì các bạn lại bắt đầu giai đoạn 1 từ năm 2025. Có phải thế không ạ? Dạ vâng ạ. Dự án của nhóm chúng em thì hiện nay là mới đang chỉ ở giai đoạn ý tưởng và chúng em rất mong muốn là sẽ nhận được cái sự đồng hành của các doanh nghiệp để chúng em bắt đầu tiến hành triển khai dự án luôn ạ. Và hiện tại thì thật ra là mận hậu đã được trồng tại thôn Húng rồi và đã mở rộng ra được hơn 4 hecta rồi. Thì cái việc mà mình tiếp tục phát triển nó cũng là một cái việc mà khả thi ạ. Thế thì tôi thấy là trong cái phần các bạn ở đây có lập cái phần cấu trúc chi phí. Thế thì tôi thấy là ở trong cái giai đoạn đầu của các bạn ấy, thì cái chi phí các bạn dành cho cái cây mận hậu là chủ yếu. Còn cái phần mà chi phí về cho du lịch ấy, thì nó chưa được nhiều. Tuy nhiên thì tôi lại cho rằng là trong cái giai đoạn đầu thì các bạn lấy cái chi phí của cái phần du lịch để các bạn nuôi lại cái cây mận, đầu tư lại cho cái cây mận hậu. Đấy, thế thì các bạn thử xem là trong số các khách xa, các cái khách mà đến du lịch thì các bạn có khảo sát cái số lượng khách quay lại lần thứ hai hay không? Bởi vì là trong du lịch ấy, thì cái điều quan trọng nhất là khách quay lại lần thứ hai là mới thể hiện được cái sự thu hút của cái điểm du lịch của mình. Thế thì các bạn đã có cái khảo sát đấy chưa? Đấy, nếu mà chưa có thì cũng đề nghị các bạn là cũng quan tâm để chúng ta đầu tư thêm những cái điểm mà có thể thu hút thêm khách du lịch nữa. Đấy không phải là một câu hỏi mà cũng chỉ là một cái góp ý đối với các bạn thôi. Xin cảm ơn. Dạ vâng ạ. Nhóm chúng em xin cảm ơn góp ý từ ban giám khảo ạ.
Xin chúc mừng cái nhóm tác giả đã phát triển cái cây mận hậu trở thành một cái sản phẩm du lịch độc đáo. Tôi cũng là thành viên trong ban giám khảo thì cũng muốn đặt ra cái câu hỏi đối với các bạn. Với cái suất đầu tư là 190 triệu và các bạn đã đầu tư. Tuy nhiên cái thể hiện thì các bạn chưa thể hiện cái hiệu quả trên đây, nhưng mà trong cái thuyết minh của các bạn này, bạn thể hiện là cái lợi nhuận là từ cái đầu tư 190 triệu và có cái lợi nhuận 85 triệu đúng không? Trong một tháng. Thì cái này có quá lớn không? Và các bạn giải trình thêm cái nội dung này xem như thế nào đối với cái sản phẩm du lịch và cái cây phát triển cái cây mận hậu cho cái sản phẩm nông nghiệp này. Và xin cảm ơn. Em xin cảm ơn câu hỏi từ ban giám khảo ạ. Cái chi phí 190 triệu là chúng em sẽ chỉ tính về cái chi phí xây dựng cái cơ sở sản xuất và chế biến các sản phẩm từ mận hậu. Còn phần doanh thu là 800 triệu, đó sẽ là doanh thu tổng hợp từ một phần là bán quả mận hậu tươi, một phần là từ các sản phẩm chế biến từ mận hậu. Ngoài ra đó còn là có cả cái doanh thu du lịch. Và cái du lịch này ấy, thì chúng em sẽ phát triển theo kiểu là du lịch cộng đồng và các cái hộ dân ở đây sẽ tự thực hiện. Nghĩa là ở đây đã có khoảng 12 cái căn nhà sàn truyền thống thì có thể khuyến khích các cái hộ gia đình ở đây để phát triển nó thành một cái homestay. Và cái doanh thu như chúng em nói đó là sẽ tổng hợp từ bán quả tươi, bán các sản phẩm chế biến từ mận hậu và cả từ doanh thu du lịch nữa. Vâng, cảm ơn các bạn. Tuy nhiên tôi thấy rằng để hợp lý hơn thì các bạn nên thể hiện rõ hơn cái nội dung về cái phát triển du lịch trong cái doanh thu, thể hiện trong cái thuyết minh này và tính đủ thêm các cái phần chi phí để làm sao thể hiện các cái lợi nhuận hàng tháng. Vì chúng tôi thấy trong đây lợi nhuận hàng tháng rất là cao và cái này nên các bạn cũng phải nghiên cứu lại làm sao để sau này dự án đi vào thực thi thì thành công hơn. Xin cảm ơn. Dạ vâng ạ, chúng em xin cảm ơn góp ý từ ban giám khảo ạ. Vâng ạ, xin được cảm ơn ban giám khảo và xin được cảm ơn các bạn. Một lần nữa xin được chúc mừng ạ. Thưa quý vị, còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chào đón tác giả Hà Minh Nguyện đến từ thị xã Bỉm Sơn với dự án trứng gà thảo mộc sản xuất xanh từ nguyên liệu bản địa. Hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để cùng cổ vũ cho thí sinh của chúng ta. Em xin kính chào quý đại biểu, quý ban giám khảo cùng toàn thể hội thi. Em là Hà Minh Nguyện, đại diện của dự án Natafood trứng gà thảo mộc sản xuất xanh từ nguyên liệu bản địa. Sau đây em xin phép trình bày dự án của mình. Hợp tác xã Nông nghiệp Năm Tầng được thành lập vào năm 2023 bởi team khởi nghiệp trẻ Natafood với mong muốn là đóng góp một phần sức lực của mình để xây dựng quê hương và tạo sản xuất nông nghiệp bền vững. Tới nay, Hợp tác xã Nông nghiệp Năm Tầng đã có 10 thành viên liên kết và tạo công việc ổn định cho 15 hộ nông dân trên địa phương. Mục tiêu của dự án có 3 mục tiêu chính được em đặt ra. Thứ nhất là xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp xanh, tuần hoàn, không phát thải. Thứ hai là sản xuất sản phẩm trứng gà thơm ngon, an toàn, giàu dinh dưỡng. Và thứ ba đó là tạo sinh kế bền vững cho người nông dân từ địa phương, tận dụng các cái nguồn nguyên liệu, các cái nguồn tài nguyên và cơ sở vật chất sẵn có của bà con nông dân tại địa phương. Từ đó đóng góp vào các mục tiêu chung quốc gia như là sản xuất trung hòa carbon vào 2050 và tạo sinh kế bền vững cho cộng đồng địa phương. Để theo đuổi những cái mục tiêu đặt ra này, chúng em xuất phát từ các lý do chính. Thứ nhất là tiềm năng và nhu cầu của thị trường. Hiện tại, nhu cầu về sản phẩm an toàn, xanh trên thị trường ngày càng được ưa chuộng và được khách hàng ưu tiên. Đồng thời, các cái nhà tiêu dùng đòi hỏi khắt khe hơn đối với nhà sản xuất, không chỉ là sản xuất xanh, an toàn mà còn là phải có cái sự đóng góp cho cộng đồng địa phương cũng như là bảo vệ môi trường sinh thái. Đây là một cái nhu cầu tất yếu của thị trường thế giới và nó đã trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Thứ hai nữa đó là xuất phát từ cái việc mà sức cạnh tranh của người nông dân đồng thời là sức cạnh tranh của nông sản địa phương ngày càng kém trong cái bối cảnh kinh tế hàng hóa. Việc không làm chủ được các quy trình sản xuất hiện đại, các cái công nghệ mới khiến cái việc sản xuất của người nông dân ngày càng khó khăn và chi phí ngày càng đắt đỏ, đồng thời không nắm bắt được các cái xu hướng thị trường cũng như là các cái việc chủ động thương mại khiến cho cái việc mà thương mại sàn phẩm nông sản ngày càng kém và giá cả càng rẻ. Cái việc mà sản xuất đắt
cả thương mại rẻ diễn ra trong thời gian dài khiến người nông dân hết sức khó khăn, và từ đó bà con không thể tiếp tục với nghề nông, bỏ hoang chuồng trại cũng như đất nông nghiệp, từ đó làm lãng phí rất nhiều nguồn tài nguyên sản xuất. Từ những cái cơ hội cũng như là khó khăn đó, team khởi nghiệp Natafood được thành lập vào năm 2021. Chúng em bắt đầu nghiên cứu thị trường, nghiên cứu về sản phẩm để bắt đầu tiến hành sản xuất. Thì trước khi mà hoàn thiện về mô hình sản xuất, chúng em bắt đầu về nghiên cứu về thị trường. Đầu tiên là về kế hoạch phát triển của chính phủ về sản xuất và tiêu thụ quả trứng gà vào năm 2030. Theo đó, cái nhu cầu tiêu thụ của người Việt Nam về sản phẩm trứng gà là 230 quả trên người trên năm. Một số nghiên cứu nữa của cơ quan khảo sát thị trường quốc tế Asian Nielsen, đó là vào năm 2030, tổng số người dân thuộc tầng lớp trung lưu Việt Nam là 25 triệu người, trong đó 25% số lượng người này sẵn sàng chi tiêu cho những sản phẩm an toàn, hữu cơ với giá cao. Từ đó có thể tính được quy mô thị trường vào năm 2030 có thể lên tới 1 tỷ quả trứng gà một năm. Đây là một thị trường hết sức tiềm năng và xứng đáng để khai thác. Phân khúc khách hàng em hướng đến là phụ nữ từ 35 đến 50 tuổi. Đây là phân khúc chính đi chợ cho gia đình. Những vị khách hàng này sẽ có thu nhập trung bình khá đổ lên và tập trung ở các thành phố lớn. Đồng thời sẽ có cái lối sống xanh, quan tâm đến sức khỏe của gia đình và sự phát triển của môi trường. Sau khi mà đã phát định được cái quy mô thị trường cũng như là phân khúc khách hàng, chúng em xây dựng một cái quy trình sản xuất và một cái sản phẩm nó thật là đặc biệt, là thật độc đáo, có thể đáp ứng được những cái nhu cầu khách hàng kể trên. Đầu tiên về quy trình sản xuất, chúng em xây dựng một quy trình sản xuất an toàn, sử dụng ngũ cốc và các cái loại thảo dược giàu dinh dưỡng tại bản địa. Từ đó sản phẩm nói không với thức ăn công nghiệp cũng như là thuốc kháng sinh hóa học. Đồng thời chúng em dùng công nghệ vi sinh làm nền tảng trong mọi quá trình chăn nuôi, từ ủ trí thức ăn nâng cao cái sức khỏe đường ruột cho gà mẹ, đồng thời là tạo ra cái mô hình sản xuất không phát thải mùi hôi. Hơn nữa, cái chất thải của gà mẹ được quay trở lại đồng ruộng để canh tác ngũ cốc cũng như các loại thảo dược, từ đó là tạo ra mô hình chăn nuôi không phát thải. Chúng em tiếp tục là ứng dụng các cái quy chuẩn về chăn nuôi an toàn quốc tế, hướng tới các cái tiêu chí về phúc lợi động vật như là cage free hoặc free range trong cái quá trình chăn nuôi. Và chính những cái quy trình và khắt khe và độc đáo này đã tạo ra một cái sản phẩm trứng gà hết sức đặc biệt. Đầu tiên phải nói là cái hương vị thơm ngon và cực kỳ an toàn. Tiếp theo đó là cái hàm lượng dinh dưỡng trong quả trứng gà rất là cao. Có thể kể đến như chỉ số omega 3 trong quả trứng gà được kiểm tra cho thấy là có thể đạt tới 560mg trên 100g trứng gà. Tức là có thể cao đến gấp 10 lần so với trứng gà thông thường. Đồng thời chỉ số cholesterol trong quả trứng gà khá là thấp. Điều này là sẽ rất là tốt cho người tiêu dùng. Và sau khi mà đã có sản phẩm, chúng tôi bắt đầu triển khai về thị trường. Và thực tế hiện tại, bên em đã có cái quy mô về gà mẹ là 4.000 con với sản lượng là 1 triệu quả trứng gà trên năm. Và hiện tại sản phẩm đã được đi tại 15 tỉnh thành trên cả nước với 50 điểm bán và những đối tác rất là uy tín như là cửa hàng Bác Tôm, chuỗi cửa hàng An Nông hoặc Xanh Xanh. Các kênh phân phối chính của chúng em là có 3 kênh chính. Thứ nhất là các cái cửa hàng bán sỉ, các cái chuỗi cửa hàng hoặc là siêu thị. Thứ hai đó là các cái kênh bán lẻ qua các kênh thương mại điện tử. Và thứ ba đó là nhập nguyên liệu cho các cái nhà sản xuất thức ăn cao cấp. Thực tế đây là cái doanh thu của chúng em có thể dự kiến vào cuối năm 2024 với cơ cấu chi phí đó là 45% về chi phí chiết khấu bán hàng, 40% về chi phí sản xuất, 5% về chi phí dự phòng và có 10% đó là lợi nhuận đang được sử dụng lại để tái đầu tư mở rộng sản xuất. Tiếp đà phát triển, bọn em đặt ra 4 mục tiêu chính vào năm 2025. Thứ nhất là tiếp tục nâng cấp mô hình, nâng cấp sản phẩm. Đầu tiên có thể kể đến là chúng em sẽ hoàn thiện cái mô hình mà trang trại đạt cái tiêu chí về trung hòa carbon vào năm 2025. Tiếp theo nữa, bọn em sẽ tiếp tục mở rộng quy mô, hướng đến cái quy mô đàn gà mẹ lên tới 8.000 con và đạt sản lượng trứng là 2 triệu quả trên một năm. Đồng thời cái kênh phân phối sẽ đạt tới 100 điểm bán trong năm 2025. Và đặc biệt, với mỗi 1.000 gà được nuôi thêm, bọn em sẽ tạo thêm 3 sinh kế bền vững cho người dân tại địa phương. Tiếp theo nữa, một cái quất quan trọng, chúng em sẽ tiếp tục nghiên cứu để chế biến sâu sản phẩm, để đảm bảo rằng mình sẽ không vướng vào cái rủi ro của việc thương mại sản phẩm tươi, cũng như tạo thêm nhiều giá trị gia tăng cho cái sản phẩm nông sản hiện có. Và cuối cùng đó là khai thác các cái thị trường tiềm năng khác như các cái kênh về nhà hàng, khách sạn cao cấp. Đây là một cái kênh mà em chưa khai thác trong những năm vừa rồi, đồng thời là hướng đến những cái đơn hàng xuất khẩu đầu tiên. Và cuối cùng, chúng em là một team khởi nghiệp trẻ, vẫn đang nỗ lực hết mình để đem lại những giá trị tốt cho cộng đồng. Chúng em rất mong nhận được sự góp ý của ban giám khảo,
sự đồng hành các chuyên gia để có thể tiếp tục mở rộng quy mô. Và hơn hết thảy, chúng em chỉ mong muốn tạo được một cái mô hình nông nghiệp xanh, bền vững cho người dân tại địa phương. Em xin cảm ơn. Vâng, xin được chúc mừng tác giả Hà Minh Nguyện đến từ thị xã Bỉm Sơn đã vừa thực hiện xong phần trình bày dự án của mình. Còn ngay bây giờ thì xin mời bạn sẽ cùng lắng nghe những câu hỏi đến từ phía ban giám khảo. Xin mời. Vâng, xin được chúc mừng bạn đã hoàn thành tốt phần thi của mình. Thì tôi có một số câu hỏi dành cho bạn như sau. Thì bạn xác định cái phân khúc giá của mình nằm ở phân khúc nào? Bạn xác định đối thủ chính của mình là ai? Và trong bản thuyết minh thì tôi thấy chi phí bán hàng của bạn rơi vào là 45%. Thì liệu là giá cả như vậy và chất lượng như vậy nó có tương đồng? Dạ vâng, em xin cảm ơn câu hỏi của giám khảo. Đầu tiên là bên em sẽ xác định cái phân khúc, cái giá cả mình thuộc phân khúc trung bình cao. Hiện tại trên thị trường hàng tự nhiên và hữu cơ, các cái sản phẩm trứng gà được sản xuất theo cái tiêu chí tự nhiên và hữu cơ ở cái mức giá dao động từ 7.500 đồng cho đến 15.000. Và hiện tại là bên em đang có một cái giá cũng có thể là cạnh tranh được trên thị trường. Câu hỏi thứ hai đó là về cái cơ cấu chi phí bán hàng. Tại vì bọn em xác định là hàng hóa của mình sẽ phải ở phân khúc cao. Vì khi đó những cái khách hàng mà ở phân khúc này họ sẽ quan tâm không chỉ là về chất lượng sản phẩm, đồng thời họ sẽ quan tâm nhiều hơn đến câu chuyện sản phẩm cũng như là những cái ý nghĩa trong sản phẩm đó. Chính vì thế mà cái chi phí bán hàng bên đây của bên em sẽ là phải cao hơn những cái sản phẩm thông thường. Tại vì là bên em sẽ phải chạy rất nhiều về cái câu chuyện truyền thông, về những cái bản test liên tục như thế. Và đó là những cái chi phí bán hàng làm cho cái cơ cấu chi phí nó cao đến như thế. Dạ, xin cảm ơn. Nếu mà chi phí thông thường mà lên đến 45% thì tôi đang hơi nghi ngờ một chút. Đúng không ạ? Bởi vì như vậy thì chất lượng cái sản phẩm của mình nhá, thì nó có đảm bảo hay không? Bởi vì là cùng một khúc giá như vậy sản xuất liên quan đến trứng gà thì tôi nghĩ nó cũng không khó lắm. Và rất nhiều hộ kinh doanh, rất nhiều hộ làm và có thể là chất lượng nó cũng tương đồng, thậm chí có thể tốt hơn bạn. Đúng không ạ? Nhưng mà có thể người ta bán rẻ bằng một nửa của bạn bởi vì chi phí người ta không quá nhiều. Thì bạn giải quyết vấn đề này như thế nào? Vâng, em cảm ơn thầy. Thật ra sản phẩm trứng gà là một cái sản phẩm thực sự là rất dễ sản xuất. Tuy nhiên, mỗi một nhà sản xuất sẽ có một cái gọi là bí mật công nghệ khác nhau. Bên em cũng đã sử dụng rất cái nhiều các cái bài báo khoa học cũng như là các nghiên cứu cá nhân để tạo ra một quy trình mà có thể tạo ra sản phẩm trứng gà. Thứ nhất là nó phù hợp với cả khẩu vị của người tiêu dùng. Thứ hai nữa về cái dinh dưỡng trong nó cũng là có một cái đặc biệt, đó là về các cái tiêu chí về omega 3 cũng như là về cholesterol. Thì em nghĩ các cái sản phẩm khác trên thị trường cũng có thể có những câu chuyện riêng, có những cái giá cả riêng. Và những cái phân khúc khách hàng mà em hướng tới cũng có thể là sẽ không trùng khớp với những sản phẩm đó. Và em rất tự tin là cái sản phẩm này cũng có thể phát triển được nữa trong tương lai. Tôi xin có một câu hỏi đối với bạn. Tức là theo như bạn có giới thiệu là Natafood đã được thành lập từ năm 2021. Và cái sản phẩm trứng gà đã được sản xuất, kinh doanh bắt đầu từ năm 2021 đúng không? Dạ, bên em bắt đầu kinh doanh sản xuất sản phẩm trứng gà từ giữa năm 2023. Thế thì cũng có từ giữa năm 2023 đến nay cũng đã được một năm rưỡi rồi đúng không? Thì qua quá trình mà phát triển sản xuất kinh doanh đối với sản phẩm trứng gà này thì như bạn nói thì nó cũng là rất dễ sản xuất. Thế thì bạn có thể đánh giá được cái hiệu quả kinh tế mang lại đối với cái tổ chức sản xuất kinh doanh của bạn trong một năm rưỡi qua như thế nào để có thể từ đó để phát triển được cái dự án trong tương lai mà bạn đang bảo vệ cho cái dự án này. Thế thì đề nghị bạn làm rõ hơn. Vâng, em xin cảm ơn. Thì thực tế là team Natafood như bọn em là được thành lập từ 2021. Tuy nhiên là cái quá trình mà nghiên cứu và phát triển sản phẩm nó sẽ mất là một vài năm. Đến 2023 sau khi mà phát hiện được cái sản phẩm của thị trường thì bọn em mới bắt đầu mở rộng. Cho tới nay là một năm rưỡi, mất một nửa năm bọn em thăm dò thị trường và chạy những cái sản phẩm nhỏ. Thì bọn em bắt đầu tăng sản lượng vào đầu năm 2024.
Cho đến nay thì cái hiệu quả kinh tế đem lại của cái sản phẩm trứng gà như bên em đánh giá là thực sự là thuận lợi. Cái tiền lợi nhuận đã đủ và có lợi nhuận cho bọn em rồi. Đồng thời là có lẽ là cái bọn em tự hào nhất đó là cái thu nhập của người nông dân tại địa phương rất là bền vững. Trong khi đầu năm nay thì cái việc mà khủng hoảng thừa sản phẩm trứng gà, nếu như ban giám khảo có thể để ý thì rất là nhiều cái sản phẩm trứng gà đầu năm nay đã bị thừa, không chỉ ở những thị trường ngách như là sản phẩm sạch mà kể cả thị trường chung. Thì người nông dân liên kết với hợp tác xã đã được hưởng lợi rất là nhiều khi mà có cái giá cả đều đặn quanh năm. Cảm ơn bạn. Vâng, xin được cảm ơn ban giám khảo. Xin được chúc mừng bạn đã vừa thực hiện xong phần trình bày cũng như phản biện với ban giám khảo. Thưa quý vị, chúng tôi cũng xin được lưu ý với các tác giả, nhóm tác giả trình bày dự án của chúng ta. Các bạn sẽ có thời gian là 7 phút ạ. 7 phút để trình bày dự án của mình. Và chúng tôi cũng có phần bấm thời gian ở trên màn hình LED. Vì vậy mà quý vị và các bạn lưu ý để có thể thực hiện đúng thời gian theo quy định. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chào đón phần trình bày dự án của nhóm tác giả Vũ Mai Thanh, Nguyễn Mai Anh, Nguyễn Thị Kim Lân, Nguyễn Thị Như Quỳnh, Nguyễn Thùy Linh đến từ trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa với dự án Sáp Thơm Nature. Hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón. Lời đầu tiên, cho phép nhóm tác giả chúng em xin được gửi lời chào đến tất cả các quý vị đại biểu, các ban giám khảo cùng với tất cả mọi người đang có mặt ở đây ngày hôm nay ạ. Em xin tự giới thiệu, em là Vũ Mai Thanh và là người đại diện cho nhóm thuyết trình về dự án Sáp Thơm Natural ạ. Nhóm dự án của chúng em thì gồm 5 bạn, các bạn đều là đến từ khoa dược của trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa. Chúng em muốn gửi đến cho mọi người 3 nội dung về sự hình thành dự án của chúng em. Chắc hẳn mọi người ở đây, ai rồi cũng sẽ không ít lần cảm thấy rất là khó chịu khi mà mùa mưa hoặc là mùa ấm thấp đến thì những con côn trùng, đặc biệt là muỗi, đang ẩn nấp ở trong nhà. Và sự gia tăng số lượng về muỗi ngày nay đang là một vấn đề rất là nghiêm trọng. Trên thị trường hiện nay thì chúng em đã khảo sát thì có một số loại diệt muỗi sử dụng bằng chất hóa học có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Vì vậy nên là dự án Sáp Thơm Natural của chúng em đã được hình thành mong muốn mang đến cho mọi người những cái sản phẩm an toàn, lành tính cho cả con người và thiên nhiên ạ. Về sản phẩm của chúng em thì sản phẩm chúng em làm bằng những nguyên liệu đến từ thiên nhiên, ví dụ như là sáp ong và tinh dầu. Chúng em đã có tìm hiểu và đã có liên kết với những cái cơ sở sản xuất những cái sản phẩm này để có thể nhập một lô nguyên liệu với một giá thành rẻ mang đến cho mọi người những cái sản phẩm vừa rẻ và vừa chất lượng ạ. Đây là những cái hình ảnh mà chúng em đã sản xuất lô sáp đầu tiên tại phòng thực hành hóa học của trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa. Sản phẩm nào rồi cũng sẽ có ưu điểm và nhược điểm riêng. Sản phẩm của chúng em cũng không ngoại lệ, nhưng mà ưu điểm lớn nhất của sản phẩm chúng em đó chính là giá thành rẻ, bởi vì đây là sản phẩm handmade mà sinh viên chúng em đã sản xuất ra. Và bên cạnh đấy là sản phẩm chúng em rất là dễ sử dụng, không cần phải đốt mà chỉ cần treo lên, hương thơm cũng có thể tỏa ra ở trong những cái không gian nhỏ. Và chúng em chia ra làm 2 loại là dạng đựng trong hộp và dạng đựng trong túi treo. Chúng em chia ra ưu điểm và nhược điểm riêng của 2 loại để có thể khách hàng có thể lựa chọn được những cái sản phẩm phù hợp nhất với bản thân mình ạ. Chúng em đã thiết kế mô hình kinh doanh theo BMC để chúng em có thể đưa ra các đối tác chính, các hoạt động chính để chúng em có thể triển khai được dự án một cách hoàn thiện hơn ạ. Về phân khúc khách hàng thì dự án của chúng em nhắm tới những cái khách hàng ví dụ như là học sinh, sinh viên, những nhân viên văn phòng hoặc là những cái người yêu thích sản phẩm handmade, vì chúng em tin rằng là những nhóm khách hàng này là những nhóm khách hàng mà mang đến lợi nhuận bền vững cho dự án của chúng em ạ. Chúng em cũng có chia ra làm 3 nhóm và thanh thiếu niên, người trưởng thành và người cao tuổi. Thực ra sản phẩm chúng em làm những nguyên liệu đến từ thiên nhiên nên là tất cả mọi người đều có thể sử dụng được. Chúng em chia ra nhóm khách hàng như thế này để chúng em có thể khảo sát được là nhóm khách hàng nào là nhóm khách hàng mà đưa lợi nhuận của chúng em cao nhất ạ. Chúng em đã có tư vấn trực tiếp, tư vấn online và dịch vụ giao hàng chuyển phát nhanh ạ. Chúng em đã xây dựng những cái hình ảnh ở trên các trang mạng xã hội và bên cạnh đấy chúng em sẽ cố gắng đẩy mạnh những cái hình ảnh của mình ở trên các
trang mạng điện tử ví dụ như là Shopee hoặc Lazada để những khách hàng từ xa có thể dễ dàng mua và sử dụng những sản phẩm của chúng em. Bên cạnh đó thì chúng em sẽ cố gắng mang đến cho những khách hàng thân yêu của chúng em những cái voucher giảm giá cũng như là những cái ưu đãi dành tặng cho mọi người. Chúng em có chạy quảng cáo trên mạng xã hội để đưa các sản phẩm của chúng em. Chúng em sẽ thuê những cái KOL để có thể đưa sản phẩm của mình đến tiếp cận được với mọi người hơn. Bên cạnh đấy là sự hỗ trợ của các trang mạng chính thống của nhà trường chúng em là trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa sẽ đưa hình ảnh của chúng em tiếp cận được những nhóm khách hàng, ví dụ như học sinh, sinh viên và đưa hình ảnh sản phẩm của chúng em trở nên chất lượng hơn ạ. Về chiến lược thực hiện dự án, chúng em có 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là giai đoạn chúng em bắt đầu phát triển dự án. Giai đoạn này là giai đoạn rất là cần đến sự quảng cáo để đưa hình ảnh sản phẩm chúng em tiếp cận được với mọi người. Giai đoạn tiếp theo sẽ là giai đoạn đẩy mạnh phát triển quy mô vừa. Giai đoạn này là giai đoạn mà một số khách hàng đã có thể tiếp nhận được những cái hình ảnh sản phẩm của chúng em rồi và đã sử dụng rồi. Nhưng chúng em vẫn muốn tiếp tục đẩy mạnh sản phẩm của chúng em đến với thị trường lớn hơn. Và giai đoạn cuối cùng là giai đoạn liên tục đánh giá đúc kết kinh nghiệm và cải tiến sản phẩm để đưa đến cho mọi người những cái sản phẩm hoàn thiện và đẹp hơn nữa. Đội ngũ nhân sự của chúng em gồm 5 bạn và chúng em đã chia ra những công việc là những điểm mạnh của 5 bạn để có thể cùng nhau đẩy mạnh phát triển dự án. Về kế hoạch phát triển năm 2025 cũng như là các năm sắp tới thì cứ 2 tháng chúng em sẽ hoàn thiện được một mục tiêu và để đến 4 tháng cuối cùng chúng em sẽ marketing và tiến hành sản xuất đồng loạt các loại sáp ạ. Chúng em có xây dựng kế hoạch tài chính, tổng chi phí ban đầu đầu tư của chúng em sẽ là 10.950.000. Và để chúng em đã ước tính được giá thành trung bình cho một sản phẩm sẽ là 11.000 và giá bán dự kiến sẽ là 19.000 đến 22.000 cho một sản phẩm. Chúng em có 2 loại sáp đó là sáp 15g và sáp 20g ở trong bao bì hộp và bao bì đựng túi treo và tổng lợi nhuận hàng tháng chúng em dự kiến sẽ là 41 triệu ạ. Dự kiến bảng lương nhân viên của chúng em thì chúng em là những sinh viên năm 3 của trường và một số bạn đã đi học việc và có một mức lương hoặc là một mức phụ cấp ổn định rồi nên là chúng em có dự kiến tổng lương hàng tháng của chúng em sẽ là 20 triệu đồng và chi phí hoạt động hàng tháng cho tất cả các tiền thuê mặt bằng, tiền nguyên liệu đầu vào hay tiền lương nhân viên sẽ là 31 triệu 950 nghìn đồng ạ. Xu hướng tiêu dùng ngày nay đang trở nên phát triển những cái sản phẩm mà handmade và thân thiện với môi trường và chúng em dựa những cái phương pháp truyền thống sử dụng tinh dầu để xua đuổi côn trùng, xua đuổi muỗi và từ đó thì chúng em phát triển ra được những sản phẩm độc đáo hơn và mới mẻ hơn dành tặng đến cho mọi người ạ. Và chúng em mong rằng dự án của chúng em cũng mong muốn là sản phẩm của chúng em cũng như hình ảnh của trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa được mọi người tiếp nhận nhiều hơn nữa. Và sản phẩm của chúng em có thể là không quá mới mẻ đối với mọi người, nhưng mà đây chính là sự nỗ lực tâm huyết và cũng là sự đặc trưng của ngành nghề chúng em, đó chính là sản xuất sản phẩm. Và sự tin tưởng chọn lựa sản phẩm của mọi người dành tặng cho chúng em sẽ là một cái động lực để chúng em có thể phát triển được những cái sản phẩm tốt hơn và muốn cải tiến được nhiều loại sản phẩm hơn nữa. Bài thuyết trình của chúng em đến đây là kết thúc rồi ạ. Thì nhóm chúng em mong rằng là sẽ nhận được những ý kiến đóng góp của ban giám khảo cũng như tất cả mọi người để dự án và sản phẩm của chúng em có thể trở nên hoàn thiện và chúng em đã mong muốn rằng là sản phẩm của chúng em sẽ gửi gắm được đến mọi người những cái thông điệp là hãy bảo vệ môi trường và mang không gian xanh đến với những ngôi nhà của bạn ạ. Chúng em xin cảm ơn ạ. Vâng, xin được chúc mừng nhóm tác giả đến từ trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa đã trình bày xong phần thiện dự án của mình. Còn bây giờ thì xin được mời các thành viên trong dự án chúng ta sẽ cùng trở ra sân khấu để cùng lắng nghe và phản biện những câu hỏi từ phía ban giám khảo. Xin mời ban giám khảo. Trước tiên thì xin chúc mừng phần trình bày của các bạn thí sinh thuộc nhóm tác giả đến từ trường Cao đẳng Y tế. Đối với dự án của các bạn thì có tên gọi là sáp thơm natural, cũng có cái yếu tố về bảo vệ môi trường như là bảo vệ sức khỏe ngay từ trong cái tên thương hiệu của mình rồi. Và đây cũng có thể nói rằng là một cái sản phẩm mà có cái tính thương hiệu rất là rõ nét của trường, của sinh viên của trường Cao đẳng Y tế. Và tôi thì trong cái
quá trình mà nghiên cứu cái dự án của các bạn thì cũng có nêu một số câu hỏi, cũng đề nghị các bạn có thể làm rõ thêm để, với dự án của mình. Thứ nhất là đối với sản phẩm sáp thơm ấy, thì khi mà thời tiết nóng thì các bạn sẽ xử lý như thế nào? Liệu nó có cái tình trạng là bị chảy ra hay không? Bởi vì là cái sản phẩm này các bạn có nêu rằng là không cần phải đốt mà chỉ cần để tự nhiên để nó tự tỏa mùi hương. Thứ hai đó là cái khả năng chống muỗi thì thể hiện ở cái yếu tố nào trong sản phẩm? Ở đây các bạn có nêu là cái tinh dầu xả quế, nhưng mà trong cái phần trình bày cũng như là trong cái dự án thì tôi cũng chưa thấy có cái sự thuyết phục ở cái yếu tố về khả năng chống muỗi, các bạn có thể làm rõ hơn. Và cái thứ ba nữa là sản phẩm sáp thơm của các bạn thì các bạn cho rằng là có cái yếu tố nào để có thể cạnh tranh được với các cái sản phẩm về mùi thơm trên thị trường hiện nay, và đặc biệt là các cái sản phẩm mà có khả năng xua muỗi mà không cần sử dụng đến mùi hương, bởi vì cũng có nhiều người là người ta không thích cái mùi hương này, mà trong khi các cái sản phẩm của bạn thì cái mùi hương của nó cũng chưa có cái sự đa dạng, mới chỉ là hai cái mùi tinh dầu mà tôi cũng thấy đều trong dự án thôi. Đó là một số câu hỏi của tôi dành cho các bạn. Dạ, nhóm chúng em xin được cảm ơn những câu hỏi của ban giám khảo, và chúng em xin phép được trả lời câu hỏi của ban giám khảo là câu hỏi đầu tiên là sản phẩm của chúng em thì có nói là có bảo quản ở trong không nhiệt độ của căn phòng thường, thì chúng em đã có sử dụng đến những cái loại, chúng em đã sử dụng đến cái bao bì túi để ngăn chặn được giảm thiểu được cái mức độ tan chảy của sáp, và nếu mà mọi người chỉ cần để treo những cái sáp này ở trong căn phòng thường thôi là nó cũng không bị chảy đâu ạ. Câu hỏi thứ hai là cái khả năng chống muỗi mà các bạn nêu trong dự án ấy, thì các bạn có thể phân tích thêm để làm rõ cái khả năng xua muỗi của sản phẩm này. Em xin phép trả lời câu hỏi của ban giám khảo. Vì là trong sáp dầu của bọn em đều có hai mùi hương là mùi chanh sáo và mùi quế, thì muỗi thường sẽ rất sợ hai mùi đấy ạ. Nên là bọn em đã dùng hai tính chất đấy để tạo nên hương để chọn đuổi muỗi trong phòng ạ. Tránh những tình trạng khi mà trời mưa ẩm thấp ạ. Và câu hỏi thứ ba thì là các bạn hãy nêu một số những cái điểm mạnh của sản phẩm của mình để thể hiện cái sự cạnh tranh với các cái sản phẩm cùng loại trên thị trường. Các sản phẩm về mùi thơm cũng như là các sản phẩm có tính chất, có mục đích để xua muỗi. Sản phẩm của chúng em là dùng những nguyên liệu đến từ thiên nhiên, là chúng em nghĩ đấy là một trong những điểm mạnh mà sản phẩm của chúng em mong muốn mang đến cho mọi người ạ. Có thể là sản phẩm sáp thơm ở trên thị trường có rất là nhiều, nhưng mà cũng không thể đảm bảo là sẽ sử dụng những cái nguyên liệu thiên nhiên mà sản phẩm của chúng em, giống như sản phẩm của chúng em mang lại đến cho mọi người. Và giá thành sản phẩm của chúng em cũng là một cái giá thành rẻ, đấy cũng là một điểm mạnh của sản phẩm chúng em so với các sản phẩm trên thị trường ạ. Rồi, cảm ơn câu trả lời của bạn, và tôi tin rằng là sản phẩm sáp thơm của các bạn sinh viên trường Cao đẳng Y tế cũng như là các cái sản phẩm liên quan đến sức khỏe khác của trường Cao đẳng Y tế thì rất đảm bảo về mặt sức khỏe, và tôi cũng mong rằng là sản phẩm của các bạn sẽ có thêm cái thời gian nghiên cứu để có thể đa dạng hóa cái mùi hương của mình cũng như là làm rõ hơn cái tính thuyết phục về cái công dụng của sản phẩm. Thì tin tưởng là sản phẩm sẽ có cái tiềm năng lớn hơn trong tương lai. Và thêm một nội dung nữa là cũng đề nghị các bạn là có cái bổ sung thêm về cái thời hạn sử dụng của sản phẩm trong cái dự án của mình. Ở trong cái dự án này thì tôi chưa thấy nêu cái nội dung đó. Cảm ơn các bạn. Nhóm chúng em xin cảm ơn ý kiến của ban giám khảo ạ. Vâng, xin được chúc mừng nhóm dự án đến từ trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa đã
trình bày xong phần dự thi của mình. Xin cảm ơn ạ. Thưa quý vị, và bây giờ sẽ là phần trình bày dự án của nhóm tác giả Lê Thị Quỳnh Nga, Lê Văn Chủ đến từ xã Định Long, huyện Yên Định với dự án Dầu Lạc Chu Ly. Xin mời ạ. Lời đầu tiên cho phép tôi xin được gửi tới quý vị đại biểu, quý ban giám khảo cùng toàn thể các bạn đoàn viên thanh niên lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Xin phép được tự giới thiệu, tôi là Lê Thị Quỳnh Nga, đại diện cho dự án Dầu Lạc Chu Ly. Sau đây tôi xin phép được trình bày về dự án của mình. Kính thưa quý vị, lớn lên trong một gia đình gắn bó với nông nghiệp, tôi luôn mong muốn làm một điều gì đó để góp phần tôn vinh nông sản quê hương. Và điều sâu xa hơn mà tôi luôn trăn trở đó chính là vấn đề về thực phẩm và an toàn sức khỏe cho người tiêu dùng. Và đặc biệt trong cuộc sống hiện đại ngày nay thì mỗi một người chúng ta không chỉ quan tâm đến bữa ăn ngon mà còn mong muốn gia đình mình được chăm sóc bởi những thực phẩm sạch và an toàn. Tuy nhiên, trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại dầu ăn chứa chất bảo quản và được tinh chế qua quá nhiều công đoạn khiến chúng mất đi những dưỡng chất tự nhiên và có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của mỗi chúng ta. Và ở Việt Nam có một loại hạt mà từ xa xưa ông cha ta đã mệnh danh đó là hạt trường sinh. Đó chính là hạt lạc, bởi những công dụng tuyệt vời của nó lại tận dụng được nguồn nguyên liệu sẵn có ở huyện nhà, tỉnh nhà. Vào tháng 10 năm 2023, chúng tôi đã bắt tay vào sản xuất và tạo ra sản phẩm dầu lạc Chu Ly. Và với công dụng tuyệt vời của dầu lạc, đó là tăng cường sức khỏe tim mạch, ngăn ngừa ung thư, giảm nồng độ cholesterol, hỗ trợ giảm đường huyết ở bệnh nhân đái tháo đường, chống oxy hóa, làm đẹp da và hỗ trợ giảm cân. Và cách sử dụng của dầu lạc cũng hết sức đơn giản. Chúng ta có thể sử dụng dầu lạc để thay thế mọi loại dầu ăn tinh luyện. Chúng ta có thể sử dụng để chiên, xào, nấu ở nhiệt độ cao hoặc ướp trực tiếp vào nguyên liệu và sử dụng để chế biến các món ăn cho trẻ em. Từ những công dụng và cách sử dụng trên thì nhóm khách hàng mục tiêu mà chúng tôi hướng đến đó là những người nội trợ quan tâm đến sức khỏe, trẻ em, người già, phụ nữ mang thai, những người đang phải áp dụng chế độ ăn kiêng, ví dụ đó là những bệnh nhân mỡ máu, những bệnh nhân tiểu đường hay là những người đang áp dụng chế độ ăn kiêng, giảm cân và nhóm những người ăn chay. Và để sản xuất ra sản phẩm trên thì chúng tôi đã có sản xuất những bước như sau. Bước 1, chọn lọc nguồn nguyên liệu đầu vào thì nguyên liệu đầu vào của chúng tôi là 100% lạc thuần giống được trồng tại huyện Yên Định, Nga Sơn và Tĩnh Gia. Và trong quy trình sản xuất của chúng tôi thì đảm bảo 3 không, đó là không chất bảo quản, không chất tạo màu, không phụ gia và 100% dầu ăn thuần chay nguyên chất từ lạc. Bước 2 là chúng tôi sẽ loại bỏ những hạt xấu, mốc và sẫm màu. Lạc đưa vào sản xuất 100% là những hạt mẩy chắc đẹp để đảm bảo lượng dầu cao và đặc biệt là không bị hôi dầu. Bước 3 là đưa lạc vào máy ép. Bước 4 là chúng tôi sử dụng máy lọc áp suất thông qua các màng lọc để lọc được phần dầu tinh khiết nhất. Bước 5 là chiết rót và đóng chai. Thì chúng tôi có chai thủy tinh, chai nhựa hoặc có thể sản xuất theo yêu cầu đơn đặt hàng của khách hàng ạ. Và từ những điều trên thì chúng tôi cũng nhìn nhận rằng điểm mạnh cũng như điểm khác biệt của chúng tôi đó là người tiêu dùng thông thường khi sử dụng dầu lạc thì có một số nhóm khách hàng khó tính. Họ thấy là sau khi dùng dầu lạc để chế biến đồ ăn thì đồ ăn vẫn còn bị vướng mùi lạc khiến họ có cảm giác khó chịu. Nhưng đối với dầu lạc Chu Ly thì điều đó hoàn toàn không. Khi mở nắp chai ra, bạn sẽ ngửi thấy một mùi thơm ngọt nhẹ từ lạc và sau khi chế biến xong thì mùi lạc sẽ hoàn toàn biến mất và giữ nguyên được cái mùi vị của đồ ăn. Và chính vì thế, sau hơn 1 năm đưa sản phẩm ra thị trường thì chúng tôi đã chinh phục được rất nhiều khách hàng khó tính và tỷ lệ khách hàng tái sử dụng sản phẩm đạt 80%. Và đặc biệt, máy móc dụng cụ chiết rót của chúng tôi thì sử dụng 100% chất liệu bằng inox. Và không chỉ dừng lại ở đó, chúng tôi đã gửi mẫu đi kiểm nghiệm và đến tháng 6 năm 2024, chúng tôi đã được chứng nhận là sản phẩm OCOP 3 sao.
Và chúng tôi cũng tự nhìn nhận rằng cơ hội của chúng tôi là rộng mở khi thị trường Việt Nam tiêu thụ khoảng 2 tấn dầu ăn mỗi năm và con số này sẽ tiếp tục tăng lên bởi tốc độ gia tăng dân số hiện nay. Và mọi người luôn có xu hướng tiêu dùng sản phẩm lành mạnh. Tuy nhiên bên cạnh đấy thì chúng tôi cũng xác định điểm yếu của mình thì Chuli còn là một thương hiệu đang còn mới và vốn sản xuất thì quy mô nhỏ lẻ. Chính vì vậy sau cuộc thi này thì tôi rất mong được tiếp xúc với các nhà đầu tư và nguồn khách hàng của chúng tôi đã có nhưng chưa cao, giá thành sản phẩm cao và chịu ảnh hưởng của mùa vụ. Và chúng tôi cũng xác định được đối thủ cạnh tranh của mình, đó chính là các loại dầu thực vật như dầu đậu nành và dầu cọ là hai loại dầu mà rất phổ biến trên thị trường hiện nay. Và họ có thể sản xuất công nghiệp, số lượng cao, giá thành rẻ. Và ở phân khúc dầu thực vật cao cấp thì có dầu ô liu ạ. Và đây là một sản phẩm tiêu dùng hàng ngày nên khách hàng có nhiều sự lựa chọn sản phẩm thay thế. Và các kênh bán hàng của chúng tôi đấy là chúng tôi bán qua các sàn thương mại điện tử, ví dụ như Facebook, Zalo, website. Và được sự ưu ái của tỉnh nhà, chúng tôi là gương mặt đại diện cho những cuộc xúc tiến thương mại toàn quốc, các chương trình OCOP, các chương trình của tỉnh. Và chúng tôi đưa hàng vào các hệ thống bán lẻ, đó là các siêu thị, các nhà hàng chay, v.v. Và tình hình tài chính của chúng tôi thì nguồn vốn gồm có vốn tự có là 250 triệu, vốn vay là 150 triệu. Và đây chính là bản kế hoạch mà chúng tôi đặt mục tiêu đưa ra trong 5 năm. Đó là đến năm 2028 thì doanh thu đạt hơn 4 tỷ, lợi nhuận trước thuế đạt 654 triệu đồng. Và chúng tôi phấn đấu để Chuli trở thành lựa chọn hàng đầu của người tiêu dùng khi tìm kiếm một loại dầu ăn tự nhiên, an toàn cho sức khỏe. Và tất cả để phục vụ cho mục tiêu rằng đến năm 2030, sản phẩm dầu lạc Chuli có đại lý độc quyền và có thể xuất khẩu ra nước ngoài. Và để làm được điều đó thì chúng tôi cần có những hành động và kế hoạch cụ thể về sản phẩm thì chúng tôi sẽ nâng cao chất lượng sản phẩm để đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và quốc tế, cải tiến quy trình sản xuất để làm sao giảm thiểu chi phí nhất có thể ạ. Và về chiến lược marketing thì chúng tôi đưa sản phẩm vào các siêu thị lớn ở trong và ngoài tỉnh, đẩy mạnh bán hàng các sàn thương mại điện tử và kết hợp với các blogger ẩm thực để review về sản phẩm. Kính thưa quý vị, chúng tôi tin rằng mỗi bữa ăn không chỉ đơn giản là đồ ăn, mà đó còn là cách bạn thể hiện tình yêu thương đối với gia đình. Chuli khỏe đẹp để hạnh phúc. Chúc cho tất cả mọi người ở đây luôn khỏe mạnh, xinh đẹp để trở nên hạnh phúc. Một lần nữa, xin cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe và rất mong nhận được sự đánh giá từ Hội đồng Ban giám khảo. Em xin chân thành cảm ơn ạ. Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa cùng lắng nghe phần trình bày dự án dầu lạc Chuli của nhóm tác giả đến từ xã Định Long, huyện Yên Định. Còn ngay bây giờ thì xin được mời bạn sẽ cùng lắng nghe những câu hỏi đến từ phía ban giám khảo. Xin mời ban giám khảo. Xin chúc mừng bạn đã hoàn thành cái phần thuyết trình của mình. Thế thì trước hết thì tôi xin có một cái câu hỏi đối với bạn như thế này. Trong cái phần mà điểm mạnh ấy, thì các bạn có nêu là lượng tỷ lệ khách hàng tái sử dụng là 80%. Đấy, tuy nhiên thì ở trong cái phần điểm yếu thì các bạn lại có một cái gạch đầu dòng, đó là cái tỷ lệ khách hàng trung bình chưa cao. Đấy, thì tôi cho rằng là khách hàng tái sử dụng 8% là một cái tỷ lệ tương đối là cao rồi. Đấy là một cái tỷ lệ mà rất là tốt. Thế thì đề nghị bạn làm rõ thêm cái điểm này một chút. Câu hỏi thứ hai nữa là cái công suất của cái dự án của các bạn là bao nhiêu? Đấy, và cái điểm hòa vốn của các bạn là bao nhiêu? Đấy, bởi vì từ đó thì nó sẽ dẫn đến cái việc là cái lợi nhuận và của mình. Thế ở trong cái phần trong cái dự án của các bạn, trong phần thuyết minh ấy, thì tôi thấy là ở đây thì các bạn có 3 nhân lực và lương cho 3 nhân lực thì chỉ có 14 triệu thôi. Thế thì 3 người mà 14 triệu thì tôi cho rằng là nó tương đối là thấp. Thứ hai nữa là cái lợi nhuận trước thuế của các bạn thì chỉ có 8 triệu một tháng. Thế thì tôi nghĩ là đối với lại là một cái khoản đầu tư mà thu lại cái phần lương và cái phần lợi nhuận như thế này thì nó cũng đang còn hơi thấp. Thế thì đề nghị bạn làm rõ. Xin cảm ơn. Vâng, em xin được cảm ơn câu hỏi của ban giám khảo ạ. Và cái tỷ lệ chúng em đưa ra là 80% khách hàng tái sử dụng. Đấy là chúng em thống kê là sau khi khách hàng mua hàng xong thì tỷ lệ khách hàng quay lại để mua sản phẩm của mình là bao nhiêu thì là đạt 80%. Còn cái phần điểm yếu chúng em đánh giá
khách hàng đã trung thành đã có nhưng chưa cao. Đấy là chưa cao so với cái mục tiêu mà chúng em đặt ra, cũng như là cái doanh số mà chúng em đặt ra thì nó chưa cao ạ. Chúng em chỉ mới thấy điểm mạnh của mình là mình có khách hàng quay lại là 80%, thế nhưng mà nó chưa đáp ứng được cái mong muốn và nguyện vọng của mình. Chính vì vậy đấy cũng là một điểm yếu của em mà chúng em nêu ra để cần cố gắng có thêm nhiều khách hàng hơn. Và từ đấy cũng có nhiều khách hàng trung thành để sử dụng sản phẩm của mình hơn ạ. Và cái cơ sở sản xuất của chúng em thì là có 3 nhân khẩu. Thì chủ yếu nhân khẩu tại vì là cơ sở của chúng em là cơ sở sản xuất gia đình. Thế nên là đấy là cái bảng lương của những người sản xuất chính. Còn ngoài ra thì vì là cơ sở sản xuất gia đình nên chúng em sẽ có thêm những người phụ giúp khác mà em chưa kê vào trong cái bảng lương ạ. Vâng. Ví dụ như là tất cả mọi người đều có thể hỗ trợ vào trong cái khâu, ví dụ như là những cái khâu không quan trọng. Còn những cái khâu ví dụ như cần đến những cái vấn đề về kỹ thuật, về vệ sinh an toàn thực phẩm thì sẽ là người sản xuất chính để sản xuất ạ. Và cái người mà chịu trách nhiệm về mảng marketing online của chúng em thì có thể làm việc tự xa. Và họ có thể nhận nhiều công việc cùng một lúc. Thế nên là cái mức lương của họ thì hiện tại chúng em đang trả là như vậy thôi ạ. Vâng. Thế thì nếu mà các em mà tính đúng tính đủ ra thì dự án này là dự án mà không có lợi nhuận, bởi vì cái lợi nhuận của các em tính ở trong này là một tháng là chỉ có 8 triệu thôi. Dạ vâng. Trong khi mà có rất nhiều loại chi phí mà chưa được kê vào, đúng không ạ? Chúng em có kê chi phí và cái lợi nhuận của chúng em, tại vì chúng em mới sản xuất từ tháng 10 năm 2023 đến bây giờ ạ. Thì với cái lượng bán chưa cao nên là cái lợi nhuận đang còn thấp ạ. Và cái dự án của chúng em lợi nhuận nó sẽ tăng lên rất nhiều tùy vào mức doanh số mình bán hàng ạ. Em đang kê cái số lượng thực tế mà chúng em bán được, nên là với cái sản lượng bán hiện tại thì mức doanh thu của chúng em là đang có lãi. Và giống như là cái kế hoạch em đề ra 5 năm ấy ạ, thì là trong những năm tiếp theo thì lợi nhuận sẽ tăng lên rất là nhiều và trên 1 tỷ đồng trên một năm ạ. Vâng, tại vì là mới sản xuất. Còn một ý nữa, tức là cái công suất của cái dự án của các em là bao nhiêu và các em xác định cái điểm hòa vốn là bao nhiêu? Nếu mà công suất sản xuất tối đa thì một tháng chúng em sản xuất ở hơn 1.000 lít. Đấy là công suất tối đa, có nhu cầu đặt hàng của khách hàng thì chúng em sản xuất hơn 1.000 lít một tháng. Và điểm hòa vốn của chúng em là khoảng 80%. 80% ạ. Vâng. Chúng em sẽ đạt lợi nhuận là 20%. Cảm ơn em. Dạ vâng, em cảm ơn ạ. Hello. Tôi thì cũng thành viên ban giám khảo thì cũng xin muốn hỏi bạn thêm một ý này nữa. Về thực tế cái khởi nghiệp mà đối với cái dầu nói chung trên thị trường thì rất nhiều và rất phổ thông. Đối với cái dầu lạc chu ly của bạn thì bạn thử thể hiện xem cái dầu lạc này có sự khác biệt gì so với các dầu khác để cạnh tranh được. Bởi đây là một sản phẩm từ địa phương, đặc biệt là Yên Định. Nếu như mà cạnh tranh với các cái thương hiệu lớn, đặc biệt như Neptune và các cái thương hiệu khác phục vụ cho người tiêu dùng đại trà, thì khác biệt của bạn là gì để cạnh tranh được? Bạn giải trình trên một chút cái ý này. Xin cảm ơn. Dạ vâng, em xin được cảm ơn câu hỏi của ban giám khảo. Về cái điểm khác biệt của chúng em so với các loại dầu lạc khác thì đó là về mùi vị ạ. Với các loại dầu lạc khác, một số loại dầu trên thị trường, khách hàng phản ánh lại là sau khi mà họ sử dụng để chế biến món ăn xong thì vẫn còn mùi lạc ở trên đồ ăn. Nhưng đối với dầu lạc chu ly của chúng em ấy, thì sau khi chế biến xong thì sẽ không còn mùi lạc nữa và sẽ giữ nguyên được mùi vị của đồ ăn. Đấy là một cái mà chúng em đã khảo sát và sử dụng thực tế ở trên mình nấu ăn hàng ngày luôn. Và cái điểm khác biệt nữa mà chúng ta có thể xem bằng mắt thường, đấy là chai dầu của chúng em rất là trong. Đây ạ, dầu rất là trong và nó không có cặn, nhìn rất là đẹp mắt. Đấy là cũng là một đánh giá của khách hàng. Và đối thủ của cạnh tranh như Neptune, các dầu đậu nành, các dầu cọ trên thị trường thì chúng em cạnh tranh bằng chất lượng ạ. Bởi vì là có một số loại dầu trên thị trường thì
nó được tinh luyện qua quá nhiều công đoạn và sản xuất công nghiệp, thế nên là sẽ mất đi một số dưỡng chất tự nhiên cũng như là có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe. Còn đối với dầu lạc của chúng em, kể cả khách hàng có đến xem trực tiếp vẫn ok ạ, bởi vì từ đầu đến cuối quy trình sản xuất thì chúng em sử dụng lạc 100% và không có chất phụ gia, không có chất bảo quản. Đấy là họ bỏ tiền ra để họ mua sức khỏe về lâu dài của họ, nên là em nghĩ là nếu mà những người tiêu dùng thực sự quan tâm đến sức khỏe thì họ sẵn sàng bỏ tiền ra để mua một chai dầu với giá 180.000 một lít ạ. Vâng, xin được cảm ơn bạn với cái sự thể hiện vừa rồi. Nhưng mà tôi cũng nghĩ rằng là bạn cũng phải thể hiện cái quy trình công nghệ làm sao sản xuất sạch, an toàn để thể hiện cái sự cạnh tranh của sản phẩm mới tiếp cận thị trường với bạn đối với sản phẩm của thương hiệu hiện nay trên thị trường đối với đại bộ phận khách hàng. Xin cảm ơn bạn. Vâng, em cảm ơn ban giám khảo ạ. Vâng, một lần nữa thì xin được chúc mừng dự án dầu lạc Chuli đến từ xã Đình Long, huyện Yên Định. Xin cảm ơn bạn. Thưa quý vị, còn ngay bây giờ, xin mời toàn thể quý vị sẽ cùng lắng nghe phần trình bày dự án VNGmart, sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ hoàn hảo của nhóm tác giả trẻ Đỗ Thu Phương, Đinh Sĩ Đức, Trịnh Phương Anh, Phạm Lê Tuệ Quân đến từ trường Trung học phổ thông chuyên Lam Sơn. Nhóm khởi nghiệp đến từ trường Trung học phổ thông chuyên Lam Sơn xin kính chào quý vị và các bạn đang có mặt tại cuộc thi ngày hôm nay. Chúng em xin trân trọng giới thiệu dự án giải pháp cung cấp và quảng bá nông sản đến với người ngoại quốc tại Việt Nam với tên gọi VNGmart, sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ hoàn hảo. Trước khi đi vào nội dung chi tiết của dự án, xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một clip mà chúng em vừa thực hiện. Right? Yeah, but that's only the problem sometimes because they don't understand me. It's very complicated because we didn't know Vietnamese before. When I come first time, that time I had problem. Yes, I've had a lot of difficulties, but it's hard for me to make an order because they cannot understand. Kính thưa quý vị và các bạn, khi vừa xem xong clip vừa rồi thì chúng ta đang cảm thấy như thế nào ạ? Đây chính là những khó khăn và là những thực trạng mà người dân nước ngoài đang gặp phải khi đi mua hàng tại Việt Nam. Theo thống kê mỗi năm, có khoảng 130.000 người nước ngoài đang sinh sống và làm việc và hơn 12,6 triệu lượt khách quốc tế đến du lịch Việt Nam mỗi năm. Điều này cho thấy nhu cầu mua sắm và trải nghiệm các sản phẩm nông sản, đặc sản đến từ phân khúc khách hàng này là vô cùng lớn và nhiều tiềm năng. Tuy nhiên, theo khảo sát của dự án, chúng em nhận thấy rằng có đến 85% người nước ngoài đang gặp phải các nỗi đau khi đi mua hàng, như mua phải hàng kém chất lượng, giá cao, dịch vụ nghèo nàn hoặc không thể mua được các sản phẩm nội địa như mong muốn. Điều này đó chính là do rào cản về ngôn ngữ và thiếu hệ thống cung ứng sản phẩm một cách chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, nhận thấy Việt Nam ta có rất nhiều loại nông sản đặc sản chất lượng cao, tuy nhiên lại thường rơi vào tình trạng là được mùa mất giá, được giá mất mùa. Phần lớn người dân vẫn đang canh tác và bán sản phẩm một cách truyền thống, và việc tìm một cái thị trường tiêu thụ chuyên nghiệp thì vẫn cần rất nhiều lời giải. Xuất phát từ vấn đề và tiềm năng thị trường, với niềm đam mê kinh doanh và mong muốn là tạo một cái thị trường tiêu thụ nông sản chuyên nghiệp cho người nước ngoài tại Việt Nam, thì nhóm đã quyết tâm phát triển dự án VNGmart với phương châm sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ hoàn hảo. Để thực hiện dự án đúng với mục tiêu thì nhóm đã xây dựng một quy trình gồm 10 bước cho 3 giai đoạn trước, trong và sau bán hàng. Cụ thể, bắt đầu từ việc là tìm các đối tác cung ứng sản phẩm nông sản đặc sản cũng như là dịch vụ vận chuyển uy tín. Tiếp theo là việc mà xây dựng các website cũng như là các trang thương mại điện tử. Sau đó là việc mà bán hàng, quản lý đơn hàng và cuối cùng là chăm sóc khách hàng cũng như là lắng nghe phản hồi của họ. Về sản phẩm và dịch vụ, các sản phẩm của VNGmart được lựa chọn kỹ lưỡng, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng tương đương OCOP từ 3 sao trở lên với giá cả hợp lý, cũng như mô tả chi tiết về thành phần và cách thức sử dụng và câu chuyện văn hóa. Bên cạnh đó, các sản phẩm sẽ được giao nhận nhanh chóng và thuận tiện đến khách hàng, có hotline hỗ trợ 24/7 và cộng đồng khách hàng VIP của VNGmart.
Và có một cái thông tin rất là vui, đó chính là sau 2 tháng vận hành thử nghiệm, chúng tôi đã nhận được những đánh giá tích cực từ khách hàng về chất lượng của sản phẩm, cũng như là dịch vụ chăm sóc khách hàng. Và sau đây, xin mời quý vị quét mã QR ở trên màn hình để trải nghiệm trực tiếp sản phẩm của VNG Mart. Về các đối tác chính, chúng tôi đã kết nối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, các chủ thể ô cốp và các sàn giao dịch nông sản Việt Nam để cung ứng sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Bên cạnh đó, để vận chuyển sản phẩm đến khách hàng nhanh chóng và chuyên nghiệp nhất, chúng tôi còn hợp tác với các đơn vị vận chuyển như giao hàng nhanh, giao hàng tiết kiệm, VNPort để đảm bảo dịch vụ hiệu quả, đạt được sự hài lòng tối đa từ khách hàng. Ngoài ra thì VNG Mart còn kết nối với các đối tác khác để quảng bá dịch vụ cũng như là bán hàng một cách hiệu quả nhất. Theo thống kê thì hiện nay tại Việt Nam có khoảng 35% người nước ngoài có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh và 28% là bằng tiếng Trung. Với lợi thế là chuyên Anh cũng như là khả năng thông thạo ngôn ngữ tiếng Trung thì trong giai đoạn đầu dự án sẽ tập trung vào tệp khách hàng tiềm năng này. Về hoạt động marketing truyền thông của VNG Mart thì chúng em sẽ thông qua 3 phương diện là trực tiếp, trực tuyến và lan tỏa qua cộng đồng. Về trực tiếp thì chúng em sẽ truyền thông trực tiếp thông qua các khu công nghiệp, khu kinh tế, các trung tâm ngoại ngữ, cùng với đó là kết hợp với các khách sạn, các công ty du lịch lữ hành. Về truyền thông trực tuyến thì chúng em sẽ truyền thông qua mạng xã hội như là Facebook Ads và Google Ads. Về truyền thông lan tỏa trong cộng đồng thì chúng em sẽ kết hợp với cựu học sinh du học sinh Lam Sơn để review sản phẩm dịch vụ đến với cộng đồng du học sinh ngoại quốc. Về hoạt động dự kiến thì kết quả kinh doanh của VNG Mart thì dựa theo nhu cầu khách hàng và tiềm năng thị trường thì chúng em đã dự kiến doanh thu, chi phí và lợi nhuận trong một tháng như trên slide đây và chi tiết ở trong bản đề án. Vì đây là dự án dựa trên nền tảng số, vậy nên sẽ tiết kiệm tối đa chi phí cố định và áp dụng chiến lược đặt cọc trước nên và thanh toán theo đơn hàng nên chi phí vốn đầu tư có thể được giảm đến mức tối đa. Về lộ trình và chiến lược của VNG Mart, dự án của chúng em sẽ phát triển qua 3 giai đoạn. Ở giai đoạn khởi động, chúng em sẽ tập trung vào việc set up, quảng bá cho dự án và xây dựng tệp khách hàng. Đến với giai đoạn thứ 2, chúng em sẽ phát triển thị trường và triển khai thêm các nhóm đối tượng khách hàng mới nói tiếng Nhật và tiếng Hàn. Đến với giai đoạn thứ 3, chúng em sẽ tiếp tục phát triển hướng đến các hoạt động sản xuất nông sản ra nước ngoài. Để đảm bảo được mục tiêu kinh doanh của VNG Mart, chúng em ưu tiên việc phòng ngừa và quản lý các rủi ro dựa trên 4 phương diện như sau. Và đó là về chất lượng sản phẩm, về các dịch vụ giao hàng vận chuyển, về các cách chăm sóc khách hàng và chính sách thanh toán và bảo hành. Chúng em tin rằng là dự án này sẽ mang lại giá trị kinh tế và ý nghĩa xã hội cao, thì không chỉ là tạo nên một cái dòng doanh thu và lợi nhuận ổn định mà còn mở cửa một thị trường tiềm năng, tạo một cái kênh tiêu thụ nông sản đặc sản hiệu quả cũng như là tạo ấn tượng đối với kinh doanh nước ngoài. Và ngoài ra thì VNG Mart cũng sẽ quảng bá và lan tỏa các giá trị cũng như là kết nối văn hóa truyền thống. Và một ý nghĩa đặc biệt hơn nữa đó là dự án này sẽ tạo một cái mô hình kinh doanh đổi mới sáng tạo cũng như là lan tỏa và truyền cảm hứng kết nối kinh doanh cho các bạn trẻ và cộng đồng. Chúng em tin tưởng rằng dự án sẽ thực hiện theo đúng lộ trình và thành công trong tương lai gần. VNG Mart, sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ hoàn hảo. Vâng, xin được chúc mừng phần trình bày dự án VNG Mart, sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ hoàn hảo của các bạn học sinh rất là trẻ đến từ trường Trung học Phổ thông chuyên Lam Sơn. Còn bây giờ thì xin mời các bạn sẽ cùng lắng nghe những câu hỏi và đưa ra những câu trả lời từ phía ban giám khảo. Xin mời ạ. Vâng. Tôi đánh giá rất là cao cái khả năng trình bày của các bạn. Một điểm rất độc đáo ấy là các bạn có sự thể hiện nội dung của tất cả các thành viên trong nhóm. Xin chúc mừng các bạn. Và tôi thì tôi có một câu hỏi tôi cũng rất là băn khoăn. Lý do tại sao các bạn lựa chọn đối tượng khách hàng là những người nước ngoài sống và làm việc tại Việt Nam? Và cái câu hỏi thứ hai ấy là trong quá trình kinh doanh, đúng không? Các bạn xác định đối tượng khách hàng là người nước ngoài rồi, nhưng trong quá trình kinh doanh thì rất nhiều người Việt Nam mong muốn được mua sản phẩm của các bạn, thì các bạn sẽ lựa chọn là cung cấp thêm cho đối tượng khác để duy trì và phát triển, hay các bạn vẫn giữ vững quan điểm chỉ phục vụ cho nước ngoài để tạo ra nét riêng của mình?
Em xin cảm ơn câu hỏi của ban giám khảo. Về câu hỏi thứ nhất thì em xin trả lời là hiện nay có khoảng 137.000 người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Và hàng năm có khoảng 12,6 triệu lượt du khách quốc tế mỗi năm, trong đó 35% là người nói tiếng Anh và 28% là người nói tiếng Trung, chiếm khoảng hơn 60% thị trường. Vậy nên với khả năng là chuyên Anh cũng như là khả năng thông thạo ngôn ngữ tiếng Trung thì bọn em sẽ tập trung vào tệp khách hàng này trong giai đoạn đầu tiên. Em xin được trả lời câu hỏi thứ hai của ban giám khảo. Thì bọn em đều biết là người Việt Nam, nếu mà người ta Việt Nam có nhu cầu thì bọn em cũng sẽ cung cấp sản phẩm cho người Việt Nam. Như bọn em mong muốn là đang trong thời trong giai đoạn đầu tiên của dự án thì chúng em muốn sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh để có thể cải thiện và rút lại những cái lỗi sai và những kinh nghiệm từ cái việc cải thiện dự án ban đầu. Và chúng em mong muốn là người Việt khi vào trang bán hàng của chúng em thì sẽ coi như là một cách để học ngoại ngữ và giao tiếp với người nước ngoài. Chúng tôi đánh giá rất cao cái sự mạnh dạn và cái tinh thần khởi nghiệp của các em, những người còn ngồi trên ghế nhà trường. Tuy nhiên thì ở đây thì tôi thấy cái điểm khác biệt lớn nhất của cái VNG Mark so với lại là các cái sàn OCOP khác, đó chính là cái việc mà các em giải quyết cái vấn đề về bất đồng ngôn ngữ. Đấy, thế thì về chúng tôi được biết là cả bốn em thì đều là học sinh chuyên Anh. Thế thì về cái giao diện bằng tiếng Anh thì các em làm tốt rồi. Đấy, nhưng mà các em còn tập trung vào cái mảng tiếng Trung nữa. Đấy, thế thì tôi chưa thấy cái việc mà các em xử lý các cái đơn hàng hay là cái giao diện bằng tiếng Trung. Đấy, thế thì xin hỏi các em là cái phần tiếng Trung này thì các em xử lý như thế nào? Cho bọn em bàn luận một chút ạ. Em xin cảm ơn câu hỏi của bên ban giám khảo. Vậy thì về cái vấn đề tiếng Trung ấy thì chúng em vừa mới cập nhật hôm qua về cái bản tiếng Trung. Nhưng mà trong giai đoạn đầu này thì chúng em vẫn đang tập trung về mảng tiếng Anh là chủ yếu để mà có thể sửa các cái lỗi cũng như là rút kinh nghiệm. Và chúng em cũng đang tìm kiếm một cái nhân sự làm việc và toàn thời gian để cũng có thể cung cấp tiếng Trung cho tương lai sau này ạ. Tôi có một câu hỏi dành cho các bạn như thế này. Thứ nhất là các bạn là đang là học sinh cấp 3 và tôi thấy là dự án của các bạn thì các bạn cũng rất tham vọng. Vậy thì cái thời gian, các bạn sẽ cân đối cái thời gian của mình như thế nào để có thể vận hành dự án này? Và cái câu hỏi thứ hai nữa đó là chúng ta cũng đang có rất là nhiều những cái nền tảng và cái ứng dụng để có thể hỗ trợ chuyển ngữ, không chỉ trong cái việc mua sắm mà còn trong rất nhiều lĩnh vực khác. Thậm chí là bây giờ đi du lịch cũng không nhất thiết là phải có hướng dẫn viên đâu, mà cái việc mà trao đổi giao tiếp để mua sắm những cái nhu cầu đơn giản thì đôi khi là không cần phải sử dụng tiếng Anh một cách quá khó hoặc quá sâu sắc để có thể hiểu được nhu cầu của khách hàng. Bên cạnh đó thì còn có cả ứng dụng AI trong việc chuyển ngữ nữa. Thì bây giờ cái dự án của các bạn có cái điểm mạnh gì, có cái ưu thế nổi trội nào so với những cái công cụ hỗ trợ hiện đại, công cụ hỗ trợ AI hiện nay trong việc chuyển ngữ, thì các bạn có thể làm rõ và phân tích thêm để thuyết phục về cái điểm mạnh của dự án của mình. Em xin được trả lời câu hỏi của ban giám khảo. Thì cái vấn đề là phân chia thời gian như thế nào để chúng em vừa có thể cân bằng được việc học mà cũng có thể cân bằng được việc khởi nghiệp, thì chúng em đã cân nhắc đến và đã đưa ra được một số giải pháp như sau. Thì đầu tiên là chúng em đã cùng với nhau là phân chia thời gian để có thể trực tổng đài. Thứ hai là bọn em đã thuê được một nhân sự làm việc toàn thời gian, là biết nói cả tiếng Anh và tiếng Trung, nên là có thể xử lý các công việc một cách hiệu quả. Cái thứ ba là chúng em đã tận dụng được công nghệ một cách tối ưu, nên là sẽ có thể quản lý được công việc. Và chúng em cũng đã xây dựng một cái quy trình vận hành dự án một cách hiệu quả, nên là chúng em nghĩ cái vấn đề đó đã được giải quyết ạ. Và em xin trả lời câu hỏi thứ hai của ban giám khảo. Thứ nhất thì đúng là hiện nay có rất nhiều các phần mềm dịch thuật và AI để
có thể giúp cho khách hàng mua bán các sản phẩm của Việt Nam. Tuy nhiên thì trong khi mà AI chỉ có thể chuyển ngữ một cách máy móc, thì đến với dịch vụ của VNGmart, các khách hàng sẽ được tư vấn trực tiếp thông qua các nhân viên thông thạo tiếng Anh, thì các nhân viên thông thạo tiếng Anh để có thể gọi là hiểu thêm về sản phẩm cũng như là giải đáp các cái thắc mắc về các cái sản phẩm đấy một cách linh hoạt nhất. Cảm ơn các bạn. Xin được cảm ơn ban giám khảo và một lần nữa thì xin được chúc mừng các bạn học sinh đến từ trường Trung học phổ thông chuyên Lam Sơn với dự án VNGmart, sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ hoàn hảo. Cảm ơn các bạn. Thưa quý vị, như vậy là từ đầu chương trình tới giờ chúng ta đã được theo dõi phần trình bày 5 dự án và chúng ta còn 5 dự án nữa. Hy vọng là tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi và cổ vũ cho các tác giả, nhóm tác giả của chúng ta. Và chúng tôi cũng một lần nữa xin được lưu ý lại với tất cả các bạn tham gia trình bày dự án, đó là thời lượng của chúng ta là 7 phút để trình bày dự án và cũng có bấm thời gian trên màn hình. Vì vậy mà các bạn lưu ý để không vượt quá thời gian theo quy định của ban tổ chức. Bây giờ sẽ là phần trình bày của tác giả Đỗ Đồng Tâm đến từ xã Ngọc Trung, huyện Ngọc Lặc với dự án phát triển nông sản địa phương theo chuỗi giá trị. Hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để cùng cổ vũ cho tác giả của chúng ta. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa ban giám khảo, kính thưa toàn thể quý vị có mặt tại hiện trường hội trường ngày hôm nay. Lời đầu tiên cho tôi xin được gửi tới quý vị lời chào, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc thành đạt, chúc hội thi tổ chức thành công tốt đẹp. Sau đây tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Đỗ Đồng Tâm, đến từ đơn vị huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa. Sau đây tôi xin được trình bày dự án phát triển nông sản địa phương theo chuỗi giá trị. Xuất phát từ điều kiện tự nhiên của địa phương là một huyện miền núi có quỹ đất rộng lớn, phì nhiêu, khí hậu thổ nhưỡng rất phù hợp cho quá trình sinh trưởng và phát triển của các loại cây ăn quả. Và địa phương qua khảo sát thì địa phương có trồng các loại cây trồng truyền thống như mía, ngô, sắn mang lại hiệu quả kinh tế không cao. Cùng với đó, nhu cầu của thị trường rất người tiêu dùng đang dần chuyển đổi thói quen sử dụng các sản phẩm nông sản được sản xuất theo hướng hữu cơ, đặc biệt là trái cây. Để đáp ứng được xu thế tiêu dùng này, việc sản xuất xuất khẩu các mặt hàng nông sản theo hướng hữu cơ là hướng đi phát triển bền vững và lâu dài. Sau một thời gian nghiên cứu tìm tòi học hỏi kinh nghiệm, kỹ thuật, cùng với đó được sự đồng hành giúp đỡ của các chuyên gia nông nghiệp, thì năm 2018 tôi đã bắt đầu thực hiện dự án với số vốn đầu tư ban đầu là 300 triệu đồng, diện tích 2,6 hectare để phát triển diện tích quy mô lớn để đáp ứng được sản lượng nông sản lớn cho các đơn vị đối tác. Thì năm 2022 tôi đã thành lập hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp và giống cây trồng Đồng Tâm với số thành viên ban đầu là 17 thành viên, nhưng đến nay hợp tác xã đã có 52 thành viên với số vốn đầu tư là 3 tỷ đồng và diện tích 40 hectare. Các sản phẩm chính của hợp tác xã là có dứa, mít ruột đỏ lá bầu Indonesia và đặc biệt là sản phẩm nhãn Hương Chi. Đối với sản phẩm dứa, diện tích có 17 hectare, 17,5 hectare, trong đó có 16 hectare là trồng dứa Queen truyền thống và 1,5 hectare là dứa MD2. Với sản lượng hàng năm đạt 735 tấn, lợi nhuận đạt khoảng 1 tỷ 400 triệu đồng. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ chuyển đổi từ giống dứa Queen truyền thống thành dứa MD2 để phục vụ nhu cầu thị trường và phục vụ các đối tác lớn của chúng tôi như Viện Phát triển Kinh tế Hợp tác, Tập đoàn Xuân Thiện. Về sản phẩm mít của chuột đỏ lá bầu Indonesia, chúng tôi có diện tích 3 hectare, sản lượng đạt 69 tấn, lợi nhuận khoảng 600 triệu đồng. Trong thời gian tới, chúng tôi năm 2025 chúng tôi sẽ tăng sản lượng diện tích lên 7 hectare để phục vụ nhu cầu thị trường và sẽ sản xuất làm mít sấy. Đối với sản phẩm nhãn Hương Chi là sản phẩm chủ lực của hợp tác xã chúng tôi. Như trên thị trường có các loại giống nhãn truyền thống, nhãn cũ mang lại hiệu quả kinh tế không cao, năng suất và chất lượng kém. Phụ thuộc rất nhiều về yếu tố thời tiết, nhưng đối với nhãn Hương Chi của chúng tôi đã giải quyết được các
Các nhược điểm như trên cho ra quả sớm hơn thị trường từ 2 đến 3 tháng. Nhờ việc áp dụng đúng quy trình kỹ thuật vào trong canh tác sản xuất thì cho ra quả theo ý muốn thì giá thành cao hơn gấp 2 đến 3 lần so với nhãn chính vụ. Với diện tích của chúng tôi có 10 hecta, trong đó có 2,6 hecta đã cho ra quả ổn định và 7,4 hecta đang trong quá trình ra quả, thì năng suất hàng năm đạt 120 tấn, giá bán dao động từ 35 đến 45 nghìn đồng trên 1 kg, lợi nhuận hàng năm đạt 2 tỷ đồng. Nhãn của chúng tôi đã đạt chứng nhận Việt Gáp từ năm 2022. Nhờ việc áp dụng đúng quy trình, biện pháp kỹ thuật trong quá trình canh tác sản xuất các loại sản phẩm theo hướng hữu cơ, tạo môi trường trong lành, thân thiện với con người và vật nuôi, nâng cao giá trị nông sản địa phương đã được khách hàng trong và ngoài tỉnh đón nhận tích cực, đã được các doanh nghiệp đơn vị ký kết bao tiêu đầu ra của sản phẩm như Hiệp hội Thực phẩm Minh Bạch, IFT, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hải Tàu, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thương mại Sao Mai và chuỗi cửa hàng thực phẩm Miền Xanh. Ngoài việc sản xuất các loại trái cây, chúng tôi còn chú trọng phát triển vườn cây thực nghiệm với diện tích 0,7 ha trồng các loại cây trồng mới trong và ngoài nước để đánh giá về tiềm năng, năng suất, chất lượng của các loại giống cây trồng, từ đó tư vấn kỹ thuật, tư vấn cho bà con. Ngoài ra chúng tôi còn sản xuất làm vườn ươm cây giống được sự đồng hành giúp đỡ của các chuyên gia. Chúng tôi sản xuất, cùng với đó chúng tôi cũng liên kết với các nhà vườn lớn tại các tỉnh phía Nam để sản xuất cung ứng các loại giống cây trồng chất lượng cao phục vụ bà con trong và ngoài tỉnh. Hàng năm xuất ra thị trường khoảng 3 đến 4 loại các 3 4 đến 4 vạn các loại giống cây trồng khác nhau. Lợi nhuận đạt từ 150 triệu đồng đến 200 triệu đồng. Trong thời gian tới, hợp tác xã chúng tôi sẽ kết nạp thêm thành viên mới, mở rộng diện tích, liên kết với các hợp tác xã, các đơn vị đối tác để tăng sản lượng, cung cấp đủ cho các đối tác. Ngoài ra chúng tôi sẽ mở lớp tập huấn, mời các cuộc hội thảo, mời các chuyên gia nông nghiệp về tư vấn cho bà con, các thành viên trong hợp tác xã và bà con nhân dân. Với sự tâm huyết về lĩnh vực nông nghiệp, đầu tư về kinh tế và thời gian, trau dồi kiến thức kinh nghiệm, chúng tôi đã mang lại giá trị hiệu quả kinh tế cao, đã tạo công ăn việc làm cho 52 lao động, hỗ trợ giúp đỡ cho 7 trang trại hợp tác xã và 75 nhà vườn trong và ngoài tỉnh áp dụng thành công các kỹ thuật vào trong thành công vào trong trong vườn trại nhà mình. Kính thưa toàn thể hội thi, thưa ban giám khảo, tôi vừa trình bày xong phần thuyết trình của mình. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe, xin trân trọng cảm ơn. Xin được cảm ơn tác giả Đỗ Đồng Tâm đã vừa trình bày xong dự án phát triển nông sản địa phương theo chuỗi giá trị. Còn ngay bây giờ thì xin được mời ban giám khảo sẽ cùng đưa ra những câu hỏi để tác giả của chúng ta sẽ cùng trả lời. Xin mời. Tôi thấy rằng là cái dự án của em thì đã được triển khai từ năm 2018 và đã... tôi nghĩ là ở đây thì tên dự án của em là phát triển nông sản theo chuỗi giá trị, mà trong chuỗi giá trị thì tôi nghĩ là cái điều quan trọng nhất là cái sự cam kết giữa các thành viên tham gia vào chuỗi giá trị giữa các cái công đoạn với nhau. Đấy, và trong cái việc cái lĩnh vực sản xuất nông nghiệp theo mô hình hợp tác xã của các em thì thường là cũng sẽ cái mối liên kết giữa người nông dân với lại là khách hàng để mua hàng đầu ra, các cái nhà tiêu thụ sản phẩm ấy, thì thường là có cái việc là đã ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm rồi đấy, nhưng mà khi được giá thì cũng có người là sẽ bán cho người khác, sẽ phá vỡ cái hợp đồng đấy. Thế thì tôi nghĩ là tôi có một cái câu hỏi là trong cái quá trình hoạt động thì em có gặp cái khó khăn gì đấy trong cái để cho các bên các khâu đảm bảo được cái cam kết đồng hành lâu bền cùng với nhau hay không? Em đã có những cái giải pháp gì để em xử lý những cái khó khăn như vậy? Xin cảm ơn em. Xin cảm ơn câu hỏi của ban giám khảo. Sau đây tôi xin được trả lời câu hỏi. Trong quá trình thực hiện dự án, khó khăn nhất đối với hợp tác xã chúng tôi là
làm việc với những đối tác lớn thì chúng tôi cần phải cung cấp số lượng nông sản lớn để phục vụ và phát triển diện tích lớn cho các đơn vị đối tác. Thì khó khăn của chúng tôi là về diện tích và vốn đầu tư. Đối với diện tích của chúng tôi, hướng giải pháp chúng tôi sẽ kết nạp thêm thành viên để mở rộng diện tích. Cùng với đó chúng tôi sẽ liên kết với các hợp tác xã, các đơn vị để có thể mở rộng diện tích, để cam kết tăng sản lượng, chất lượng, phục vụ nhu cầu của thị trường cũng như các đối tác. Tôi cũng có một câu hỏi xin hỏi bạn. Theo như cái nội dung bạn giới thiệu về cái mô hình hoạt động của bạn là bạn năm 2022 bạn thành lập hợp tác xã có 17 thành viên, thì đến năm 2023 là đã đến năm 2024 là 52 thành viên. Thế thì cho tôi hỏi là đối với các thành viên trong hợp tác xã như thế này thì tăng quy mô, tăng về số lượng, thế thì quy mô của bạn nó có tăng hơn nhiều so với năm 2022 hay không? Và cái hiệu quả kinh tế phát triển, ví dụ như là đối với các thành viên họ có góp vốn vào trong hợp tác xã của bạn thì cái lợi nhuận mang lại và chia cho các thành viên như thế nào? Và đặc biệt là đối với bạn là Đỗ Đồng Tâm thì tôi xin hỏi vai trò của bạn ở hợp tác xã là như thế nào? Đấy. Vai trò ví dụ như người quản lý đấy, hoặc vâng, là người sáng lập. Vâng. Đấy. Cảm ơn câu hỏi của ban giám khảo. Tôi xin được trình bày vai trò của tôi tại hợp tác xã là giám đốc hợp tác xã. Còn đối với việc quản lý hợp tác xã thì các thành viên, tôi đã tăng số lượng các thành viên lên để góp về diện tích cũng như số vốn thì sẽ chia theo lợi nhuận, tỷ lệ góp vốn về quỹ đất cũng như giá trị tiền. Tức là ví dụ như là so với các năm, từ năm 2022, 2023, 2024 thì bạn có thể phân tích đánh giá cái sự so sánh phát triển vượt bậc của hợp tác xã của bạn như thế nào? Qua hàng năm thì chúng tôi cũng chú trọng về phát triển về số lượng thành viên cũng như chất lượng. Thì ngoài ra chúng tôi để nâng cao hiệu quả về diện tích của các thành viên của hợp tác xã, chúng tôi cũng thường xuyên mở các lớp tập huấn, các buổi hội thảo, cũng cùng mời các chuyên gia nông nghiệp về để tư vấn kỹ thuật, để nâng cao giá trị, chất lượng và sản lượng nông sản cho các thành viên. Cùng với đó ký kết đầu ra bao tiêu sản phẩm với các đối tác để bà con yên tâm trong quá trình canh tác sản xuất. Xin chân trọng cảm ơn. Rồi, cảm ơn bạn. Vâng ạ, xin được cảm ơn tác giả Đỗ Đồng Tâm đã vừa thực hiện thành công phần trình bày dự án của mình cũng như là phản biện với ban giám khảo. Thưa quý vị, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần dự thi của nhóm tác giả Trần Thị Khánh Linh, Nguyễn Đức Anh, Nguyễn Vũ Hải Đăng, Lê Vân Hà, Nguyễn Quang Trung đến từ lớp 11A1, trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Vinschool Star City với dự án Ecopectin, chiết xuất pectin từ vỏ thanh long. Xin mời ạ. Và xin kính chào các quý vị ban giám khảo và em là Trần Thị Khánh Linh. Em xin phép đại diện cho các bạn trong nhóm trình bày về dự án Ecopectin chiết xuất pectin từ vỏ thanh long ạ. Và đầu tiên, pectin là gì? Pectin là một loại phụ gia được sử dụng trong thực phẩm, trong mỹ phẩm, trong dược mỹ phẩm, được sử dụng để tạo cấu trúc và gieo hóa, được sử dụng để làm bao bì sinh học. Ngoài ra, và trên màn hình là những con số vô cùng ấn tượng.
đầu tiên là 500 kg CO2 là lượng khí thải CO2 từ 1 tấn vỏ thanh long khi thải ra môi trường. 1,01 tỷ đô la là giá trị thị trường của Bechtin hiện nay và 50.000 đến 60.000 hecta là diện tích đất trồng thanh long tại Việt Nam ạ. Về lý do thực hiện dự án, chúng em là những người có niềm đam mê với làm bánh và nghiên cứu khoa học. Và trong quá trình làm bánh thì chúng em đã nhận thấy rằng Bechtin là một loại nguyên liệu gần như là không thể thiếu. Và trong quá trình học tập cũng như nghiên cứu tại trường Vinschool thì chúng em đã biết được rằng trong Bechtin có một lượng trong vỏ thanh long có một lượng Bechtin vô cùng lớn và từ đó chúng em đã thực hiện dự án này. Và từ lý do đó thì chúng em đã nghiên cứu thị trường cho dự án. Đầu tiên, ở Việt Nam hiện nay thì nguồn cung Bechtin phần lớn là phụ thuộc vào nước ngoài. Thứ hai, đó là sản xuất Bechtin phần lớn là chưa có quy mô lớn. Và thứ ba là nhu cầu Bechtin tăng cao và dự kiến đến năm 2029 thì thị trường Bechtin tăng đến 1,33 tỷ đô la. Và từ những cái nghiên cứu thị trường đó thì chúng em đã nhận thấy rằng đây là một cơ hội tiềm năng cho dự án của chúng em. Đầu tiên, dự án của chúng em sẽ giúp giảm phụ thuộc vào nhập khẩu. Thứ hai, đó là có thể đáp ứng được nhu cầu cao của thị trường. Và thứ ba là có thể đảm bảo được, có thể mở rộng được Bechtin trong nhiều ngành nghề. Về quy trình sản xuất thì chúng em có 7 bước như trên màn hình và dự kiến khi đưa dự án ra thị trường thì chúng em sẽ bắt đầu từ bước thứ 3, tức là chúng em sẽ thu mua vỏ thanh long từ các nhà cung cấp đã được sấy khô và sau đó chúng em sẽ xay nhỏ và sản xuất Bechtin ạ. Và trong quá trình nghiên cứu ra sản phẩm tại phòng lab thì chúng em đã gửi sản phẩm đến Viện Nghiên cứu và Phát triển Sản phẩm Thiên nhiên tại Việt Nam và đã nhận được kết quả là hoàn toàn an toàn và chúng em có giấy kiểm định tại bàn ban giám khảo ạ. Và về mô hình kinh doanh của dự án của chúng em gồm có 9 cấu phần như trên màn hình ạ. Về giá trị cốt lõi của dự án, đầu tiên, dự án của chúng em có sản phẩm 100% từ thiên nhiên. Thứ hai là có thể ứng dụng đa ngành nghề. Và cuối cùng đó là có giá cả cạnh tranh. Và tại sao ở đây lại có giá cả cạnh tranh? Bởi vì hiện nay trên thị trường thì Bechtin có giá là 850.000 đến 900.000 một kg. Tuy nhiên, khi chúng em dự kiến khi đưa vào thực tiễn thì 1 cân kg Bechtin của chúng em sẽ bán với giá là 450.000 một kg ạ. Và về nguồn lực chính thì đầu tiên chúng em có nguồn nguyên liệu dồi dào. Thứ hai là có hệ thống máy móc và xử lý Bechtin hiện đại. Và thứ ba là có đội ngũ nhân sự trình độ cao. Về hoạt động chính, đầu tiên chúng em sẽ thu mua các sản phẩm, thu mua vỏ thanh long đã được sấy khô từ các nhà cung cấp. Thứ hai chúng em sẽ bắt đầu sản xuất. Thứ ba là nghiên cứu và phát triển sản phẩm. Và cuối cùng là đưa sản phẩm ra thị trường. Về dòng doanh thu thì dự án Eco Bechtin của chúng em dự kiến sẽ có 2 dòng doanh thu chính. Đầu tiên là bán sản phẩm Bechtin cho các công ty mỹ phẩm, dược phẩm và thực phẩm. Và thứ hai đó là kết hợp nghiên cứu để đưa sản phẩm vào đa ngành nghề. Về chiến lược thị trường, chúng em dự tính sẽ làm các website chuyên nghiệp, các kết hợp với các blogger, các influencer, các đầu bếp nổi tiếng để quảng bá về sản phẩm. Ngoài ra chúng em sẽ quảng bá sản phẩm trên các trang mạng xã hội, trang Google bằng 2 ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh. Và chúng em sẽ gửi sản phẩm demo cho các hội chợ, các show diễn thực phẩm tại Việt Nam để quảng bá sản phẩm. Về đơn vị cung cấp thì chúng em dự kiến sẽ có 2 đơn vị cung cấp như trên màn hình. Tuy nhiên, đơn vị Vinacati sẽ là đơn vị cung cấp tiềm năng cho dự án của chúng em. Bởi vì công ty Vinacati có rất nhiều sản phẩm từ thanh long, ví dụ như mì thanh long, mứt thanh long được xuất khẩu. Và chúng em cho rằng đây sẽ là nhà cung cấp tiềm năng của dự án chúng em, bởi vì công ty Vinacati có sẵn các máy móc để sấy khô mứt, vì thế nên cái việc sấy khô vỏ thanh long là hoàn toàn hợp lý. Và cuối cùng đó là đội ngũ nhân sự, thì chúng em có sự đồng hành của nhà khoa học tiến sĩ Lê Tuấn Anh, tiến sĩ ngành công nghệ sinh học thực phẩm Đại học Nghiên cứu Kỹ thuật Kazan Liên bang Nga, và chúng em có 5 thành viên. Và sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông thì các bạn trong nhóm em sẽ chia ra thành 5 nhóm với 5 điểm mạnh của các bạn và để chúng em sẽ đưa dự án vào thực tiễn. Và phần thuyết trình của em đến đây là kết thúc và em xin cảm ơn các quý vị ban giám khảo và các quý vị khách quý đã lắng nghe và em mong muốn rằng sẽ được nghe những lời nhận xét cũng như đóng góp từ các quý vị ban giám khảo ạ.
Vâng, chúng ta vừa được lắng nghe phần trình bày dự án Ecopectin, chiết xuất pectin từ vỏ thanh long. Và xin bây giờ thì xin được mời các bạn sẽ cùng lắng nghe những câu hỏi từ phía ban giám khảo. Xin mời ban giám khảo. Chúc mừng các bạn. Cảm nhận của tôi không những mình tôi đâu, mà tất cả ban giám khảo ở đây thì có một cái quan điểm chung, nhận định chung ấy, là các bạn trình bày khá là tốt và năng lượng và thu hút người nghe. Tôi thì có một câu hỏi như thế này. Nếu mà dự án của các bạn ấy mà thực hiện ấy, thì tôi tính đánh giá rất cao tính nghiên cứu khoa học của nó. Một yếu tố liên quan đến chất lượng sản phẩm thì đó là đầu vào. Đúng không ạ? Đầu vào vỏ thanh long thì cái yếu tố nào để các bạn được đảm bảo được cái chất lượng đầu vào? Và trong bài thuyết minh của mình thì là các bạn đã đưa ra một đơn vị, thì một đơn vị liệu đạt đủ không? Nếu đơn vị đó có rủi ro thì các bạn xử lý như thế nào? Em xin phép trả lời câu hỏi của ban giám khảo ạ. Với câu hỏi đầu tiên thì chúng em sẽ xác thực được tính an toàn của sản phẩm như nào. Thì với chúng em sẽ lựa chọn các nhà đối tác và hợp các đối tác cung cấp các đối tác cung cấp sản phẩm uy tín. Thì về khi mà họ sản xuất ra sản phẩm của họ và họ có chứng nhận để có thể xuất khẩu đi nước ngoài. Vì thế nên cái sản phẩm thanh long của họ phải là sản phẩm an toàn thì họ mới có thể sản phẩm đi xuất khẩu đi nước ngoài được. Vì thế nên chúng em tin rằng sản phẩm vỏ thanh long của họ là hoàn toàn an toàn, và chúng em khi mà chúng em kết hợp với họ thì chắc chắn chúng em sẽ cần yêu cầu các giấy tờ mà yêu cầu công ty cung cấp. Và nếu khi chúng em nhận thấy rằng là công ty có những rủi ro về sản phẩm thì chúng em sẽ lựa chọn nhà cung cấp khác, hoặc là sẽ chứng minh tức là sẽ yêu cầu công ty chứng minh về sự an toàn của sản phẩm trước khi mà kết thúc hợp đồng với họ. Bởi vì hiện nay thì ở Việt Nam cũng không phải là mình công ty Vinacati sản xuất các sản phẩm từ thanh long. Ngoài ra có những công ty khác như công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sản xuất rượu thanh long ở Long An. Ý tôi là như thế này, có nghĩa là khi mà các bạn ấy là mình là thu mua sản phẩm vỏ thanh long, đúng không ạ? Và thường thường các đơn vị mà xuất khẩu thì người ta quan tâm đến cái ruột nhiều hơn, cái chất lượng bên trong ấy, cái tiêu dùng nhiều hơn. Thì các bạn có đưa ra cái tiêu chuẩn nhất định nào để chúng ta thu mua hay không? Bởi vì lúc này nếu mà sự mà tôi nói là trong kinh doanh nó có rất nhiều rủi ro, các bạn mà phụ thuộc vào một đơn vị thì chắc chắn là chết. Đúng không ạ? Nếu có thể một ngày nào đó người ta có thể quý bạn, người ta có thể hợp tác bạn, nhưng có thể ngay ngày mai người ta không hợp tác bạn, thì bạn xử lý bằng cách nào ấy? Và các bạn có đưa ra cái tiêu chuẩn như thế nào với tôi mới thu mua hay không? Đấy, kiểu như vậy ạ. Đầu tiên là tiêu chuẩn khi mà, tức là tiêu chuẩn của vỏ thanh long thì chúng em thứ nhất là phải là vỏ thanh long sau khi tách vỏ ra để họ lấy cái nhân để họ lấy cái ruột thanh long để họ sản xuất ấy, thì cái vỏ thanh long nó phải sấy trước một tiếng, tức là trong vòng một tiếng và không quá cái thời gian một tiếng đó, thì như thế nó sẽ đảm bảo được cái sự tươi của vỏ thanh long. Ngoài ra thì chúng em tin rằng là khi mà họ nhập thanh long rồi thì ăn thanh long, tức là cái thanh long, cái vỏ, cái ruột an toàn thì chắc chắn cái vỏ sẽ an toàn. Còn về cái mà ngày hôm nay họ đầu tư với mình, ngày hôm nay họ hợp tác với mình nhưng ngày mai họ không hợp tác với mình nữa, thì chúng em sẽ làm hợp đồng và sẽ phải yêu cầu là hợp đồng lâu dài, hợp đồng dài hạn, hợp đồng 10 năm, 15 năm, 25 năm để có thể chắc chắn được là họ sẽ là đối tác của mình về lâu về dài và sẽ có điều kiện nếu mà họ phá vỡ hợp đồng đó. Tôi có một số câu hỏi dành cho cái dự án của các bạn như thế này. Tôi cũng rất là băn khoăn giống anh Thành ấy, là cái nguyên liệu đầu vào của các bạn là vỏ thanh long, nhưng mà đa phần là chúng ta đang sản xuất và cung ứng ra thị trường cái sản phẩm là quả thanh long nguyên quả. Thì do vậy là cũng rất là băn khoăn cái việc là cái nguyên liệu đầu vào của các bạn nó hơi khó và hơi bị động trong cái việc là thu thập cái nguyên liệu đầu vào. Và ở đây thì bạn cũng có đề cập đến một cái doanh nghiệp, nhưng mà tôi cho là cái số lượng như vậy cũng rất là ít. Thì
cái yếu tố về cái nguyên liệu đầu vào thì các bạn cũng cần phải nghiên cứu thêm và có cái sự phân tích đánh giá thêm để cho dự án của mình có cái tính thuyết phục cao hơn. Cái thứ hai nữa là hiện nay thì trong cái dự án của các bạn á, tôi có đọc được á, là các đơn vị cùng sản xuất pectin ấy, thì họ không sản xuất một mình pectin mà họ sản xuất kết hợp với cả các cái nguyên liệu sinh học rồi các cái sản phẩm khác, và pectin chỉ là một cái sản phẩm được sản xuất kèm theo cái quy trình này. Vậy thì cái sản phẩm pectin của các bạn ấy, liệu là khi mà đưa ra thị trường và đưa vào sản xuất và đưa ra thị trường thì nó có cái tính cạnh tranh so với các cái sản phẩm của các cái đơn vị cung ứng khác hay không, thì tôi cũng đang rất là băn khoăn. Thì cái này thì các bạn cũng cần có cái nghiên cứu thêm và các bạn có thể giải thích thêm để thuyết phục và để tăng cái tính thuyết phục của mình đối với dự án này. Xin hết. Em xin trả lời câu hỏi từ ban giám khảo là sản phẩm của chúng em có tính cạnh tranh không? Thì chúng em xin trả lời là sản phẩm của chúng em hoàn toàn có tính cạnh tranh, bởi vì hiện nay thì chúng em tái chế sử dụng lại vỏ thanh long mà lâu nay họ không sử dụng, họ vứt đi. Thế nên là chúng em có giá thành rẻ hơn so với các sản phẩm khác, và với giá thành rẻ hơn gần một nửa đến một nửa trên thị trường thì chúng em tin rằng là đây là sản phẩm cạnh tranh với các sản phẩm khác. Nếu vậy thì tôi cũng có một lời khuyên cho các bạn là cái việc các bạn tìm kiếm cái nguyên liệu đầu vào thì cũng phải hết sức lưu ý về cái độ tươi của sản phẩm, bởi vì cái vỏ thanh long là một cái loại thực phẩm mà có thể nói là rất dễ bị hỏng, và cũng chưa thấy các bạn nêu rõ trong cái dự án của mình là việc bảo quản cái sản phẩm này, cái vỏ thanh long này như thế nào trong cái trường hợp mà các bạn đang đưa ra cái lý do để thuyết phục ban giám khảo rằng là thu mua vỏ thanh long để có thể là bảo vệ môi trường. Thì cái đấy thì cũng chưa thấy rõ lắm, thì các bạn cũng cần phải có cái nghiên cứu kỹ hơn về cái vấn đề này. Cảm ơn cái phần trình bày của các bạn. Vâng, em cảm ơn những nhận xét và những câu hỏi đến từ các quý vị ban giám khảo ạ. Vâng, xin được chúc mừng các bạn. Xin cảm ơn ạ. Thưa quý vị, như vậy là trong buổi sáng ngày hôm nay chúng ta chỉ còn phần trình bày của hai tác giả, nhóm tác giả nữa thôi ạ. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe phần trình bày dự án Bảo An EcoSim đến từ nhóm tác giả Nguyễn Thanh Hà, Lương Thị Đào, xã Hoàng Xuân, huyện Hoàng Hóa. Bảo An EcoSim xin được gửi lời chào trân trọng nhất tới quý ban giám khảo, quý vị đại biểu đã có mặt trong cuộc thi ngày hôm nay. Dự án của chúng tôi gồm hai thành viên là Nguyễn Thanh Hà và tôi, Lương Thị Đào, đến từ thôn Đại Điền, xã Hoàng Xuân, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Và sau đây, phần thi của chúng tôi xin phép được bắt đầu. Kính thưa quý vị thân mến, nếu một lần về Hoàng Xuân quê em, mời anh về thăm đồi sim đang chín, tận mắt nhìn sắc tím mọng ngọt ngon, không hòn hào rực rỡ những màu son, nhưng đậm đà vị núi non hoang dã. Mời anh thêm vỏ rượu sim mới ủ, vị hương thơm nồng nàn, đủ men cay. Vâng, chúng tôi đến đây, đó là lý do vì sao hôm nay chúng tôi mang đến đây một dự án được mang tên EcoSim, Bảo An EcoSim, tinh túy từ sim. Kính thưa quý vị thân mến, Bảo An EcoSim ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu thiết thực nhất của con người, đó chính là nhu cầu ẩm thực, và rượu là một trong những thức uống tinh túy của chất của trời đất. Và quê hương Hoàng Xuân của chúng tôi vô cùng tự hào khi có một thương hiệu Bảo An, rượu sim rừng Bảo An, một sản phẩm OCOP 3 sao của tỉnh Thanh Hóa. Và hơn nữa, Bảo An EcoSim ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu du lịch trải nghiệm văn hóa địa phương.
Và đặc biệt chúng tôi, những người con được sinh ra và lớn lên trên quê hương Hoàng Xuân, luôn luôn mong muốn khát khao được làm giàu cho quê hương của mình, để mong muốn phát triển du lịch sinh thái, bảo tồn những sản vật của địa phương và để kích cầu kinh tế. Bởi chúng tôi tự tin, chúng tôi có vị trí địa lý vô cùng thuận lợi với rừng sim rừng tự nhiên rộng lớn và hệ thống giao thông thuận lợi. Và đặc biệt, chúng tôi tự tin khi có sản phẩm hiện có, đó là rượu sim rừng Bảo An, một sản phẩm được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa chứng nhận xếp hạng OCOP 3 sao. Sản phẩm vào top 10 thương hiệu uy tín quốc gia năm 2023 và thương hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam năm 2023. Và chúng tôi mong muốn từ những sản phẩm hiện có là sản phẩm OCOP 3 sao, rượu sim rừng Bảo An, chúng tôi phát triển du lịch sinh thái kết hợp với du lịch văn hóa tâm linh. Chúng ta thường hay nói biết người, biết ta thì trăm trận, trăm thắng. Và dự án Bảo An EcoSim của chúng tôi cũng vậy. Khi phát triển một dự án này, chúng tôi cũng nhìn nhận theo mô hình SWOT trong kinh doanh. Đó là chúng tôi có những điểm mạnh, điểm yếu gì và cơ hội, thách thức ra làm sao. Về điểm mạnh và cơ hội của chúng tôi có 3 sản phẩm hiện có. Sản phẩm đầu tiên đó chính là rượu sim rừng Bảo An OCOP 3 sao. Thứ hai nữa là chúng tôi đang phát triển dịch vụ EcoSim, dịch vụ sinh thái Bảo An EcoSim và những hoạt động phục vụ giáo dục và bảo tồn văn hóa tại cộng đồng. Tuy nhiên, bên cạnh đó thì chúng tôi cũng xác định được những thách thức và những điểm yếu của chúng tôi. Vâng, tại sao chúng tôi lại tự tin về sản phẩm rượu sim rừng Bảo An như vậy ạ? Đó là đây là một sản phẩm được OCOP 3 sao với nguồn nguyên liệu hoàn toàn là tự nhiên, vô cùng an toàn và tốt cho sức khỏe. Thứ hai nữa, đây là một sản phẩm rất đa dạng và phong phú, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng và quy trình sản xuất truyền thống kết hợp với công nghệ hiện đại nhằm nâng cao chất lượng của sản phẩm. Và với những sản phẩm khác thì có sự lo sợ về sự tồn đọng của sản phẩm. Nhưng các quý vị yên tâm, rượu sim rừng Bảo An nếu để càng lâu thì càng ngon và khả năng nhanh chóng thu hồi vốn. Đó là những cái thế mạnh mà chúng tôi có. Và ngoài ra, hiện nay chúng tôi đang cung cấp những cái dịch vụ du lịch sinh thái Bảo An EcoSim trên cơ sở sản phẩm OCOP 3 sao. Đó là những tour tham quan vườn sim, check-in, chụp ảnh, chữa lành và tour tham quan xưởng sản xuất rượu. Khách hàng đến không chỉ mua rượu mang về mà có thể trải nghiệm làm rượu sim tại chỗ hoặc mua sim mang về làm, trải nghiệm ẩm thực văn hóa địa phương tại chỗ. Và đặc biệt, khách hàng có thể lưu trú ở lại để thưởng thức văn hóa nghệ thuật từ chèo, từ hát văn tại cộng đồng và trải nghiệm thiên nhiên. Và đặc biệt chúng tôi có du lịch tâm linh là Phủ Vàng Linh Tự, nơi rất đông du khách thập phương đã đến. Ngoài ra, các trường học cũng có những cái hoạt động mà chúng tôi cung cấp, đó là các chương trình giáo dục về nông lâm nghiệp và bảo tồn hệ sinh thái vô cùng đa dạng. Kính thưa quý vị thân mến, phân khúc khách hàng của chúng tôi hướng tới với EcoSim Bảo An đó là một lượng khách hàng vô cùng đa dạng, không chỉ quan tâm đến rượu, những người thích dùng những sản phẩm tự nhiên, những sản phẩm khách hàng có sở thích là thưởng thượng rượu, hoặc là không thưởng thức rượu nhưng mà có thể mua về làm quà tặng. Và đặc biệt chúng tôi hướng tới phân khúc khách hàng là những du khách tham gia vào các tour Hải Tiến, Sầm Sơn, những khách nội địa trong và ngoại tỉnh, và hướng tới đó là khách hàng là những học sinh, sinh viên, các doanh nghiệp, các công ty tổ chức sự kiện. Và mong muốn hơn nữa là chúng tôi mong muốn du khách trong và ngoài nước đến với Bảo An EcoSim Hoàng Xuân Hoàng Hóa chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi cũng có gặp những khó khăn và thách thức. Đầu tiên, đó là tài chính, nhân lực, là những chiến lược quảng bá truyền thông hay là những sản phẩm cạnh tranh liên kết. Và chúng tôi nhận ra rằng hiện nay, cái khó khăn lớn nhất của chúng tôi đó là tài chính. Và mong muốn đến với cuộc thi này, chúng tôi mong muốn các nhà đầu tư đồng hành để chúng tôi phát triển Bảo An EcoSim hơn nữa. Về tính khả thi của dự án, vâng, có thể là trên tay của quý ban giám khảo đã có quyển thuyết minh của chúng tôi vô cùng chi tiết về doanh thu. Chúng tôi xin giới thiệu về tính khả thi của dự án về rượu sim rừng Bảo An. Những sản phẩm mà chúng tôi mang đến đây rất là đa dạng. Từ rượu sim Bảo An cao cấp, Bảo An loại 1, Bảo An không độ, Bảo An và các sản phẩm khác từ sim như là bột trà sim, siro hay là mật sim. Và khách tham quan từ năm 2021 cho đến nay, khách tham quan theo thống kê của chúng tôi là đã tiếp đón 2.000 lượt khách đến tham quan với lợi nhuận thu được vào năm đầu tiên năm 2021 là 422 triệu
400.000 đồng trong một năm. Và đến năm 2022-2023, hiện nay thì lợi nhuận chúng tôi đã tăng lên từ 700 đến 800 triệu một năm, rất là lớn. Và qua hai kênh phân phối, đó là kênh phân phối trực tiếp và kênh phân phối gián tiếp. Trong kế hoạch tương lai của chúng tôi, ban đầu giai đoạn 1, hiện nay Bảo An EcoSim đang là một sản xuất theo hệ kinh doanh gia đình. Nhưng nếu mà được đầu tư, chúng tôi mong muốn sẽ được thành lập những cái công ty với quy mô vừa và nhỏ, đặc biệt đó là liên kết với các tour du lịch trong và ngoài nước để phát triển, để nâng tầm sản phẩm của chúng tôi có thể xuất khẩu sang nước ngoài. Vâng, và với những lợi thế, với những gì mà chúng tôi đã trình bày trên cơ hội và thách thức, chúng tôi sẽ luôn luôn nỗ lực để cố gắng đưa Bảo An EcoSim đạt được tầm nhìn, sứ mệnh, chất lượng, sáng tạo, bền vững, vươn tầm thế giới, du lịch thân thiện và bảo tồn văn hóa Việt Nam. Vâng ạ, xin chân thành cảm ơn. Vâng, xin được chúc mừng phần trình bày thành công dự án Bảo An EcoSim. Và bây giờ thì xin được mời các bạn sẽ cùng lắng nghe những câu hỏi từ phía ban giám khảo. Xin mời ạ. Vâng, xin được chúc mừng nhóm tác giả Nguyễn Thị Hà và Lương Thị Đào đã thể hiện xong cái dự án khởi nghiệp của mình. Đấy là Eco Bảo An, Sim Eco Bảo An. Đây là một cái dự án tôi cho rằng các bạn đã thể hiện rất là tốt phần trình bày trong cái cuộc thi chung kết ngày hôm nay. Thì đến với cuộc thi hôm nay thì tôi cũng đặt ra một số cái vấn đề đối với cái nhóm khởi nghiệp các bạn. Thế thì cái rượu thì các bạn đã biết rồi, trên thị trường thì rất là nhiều và rất là đa dạng. Thế thì rượu Sim của các bạn có những khác biệt gì để cạnh tranh với những cái rượu thông thường hiện nay trên thị trường, và đặc biệt là cái rượu xuất phát từ nông nghiệp, từ lĩnh vực nông nghiệp để khởi nghiệp? Và cái câu hỏi thứ hai đặt ra đối với các bạn là các bạn đã được công nhận OCOP 3 sao đúng không ạ? Thế thì bạn đến cái cuộc thi này có mục đích gì? Và muốn được thông tin những cái vấn đề gì đối với sản phẩm nữa mà bạn tham gia cái cuộc thi ngày hôm nay, chung kết ngày hôm nay? Cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn ban giám khảo đã đặt ra câu hỏi. Tôi xin trả lời câu hỏi như sau. Rượu Sim rừng Bảo An khác với các rượu khác ở điểm như thế nào? Cái thứ nhất là rượu Sim rừng Bảo An hoàn toàn là từ quả sim rừng 100%. Và hoàn toàn tự nhiên ở tại Hoàng Xuân của huyện Hoàng Hóa, chứ không phải là nơi khác. Cái thứ hai nữa là rượu Sim rừng Bảo An được sản xuất từ nguồn gạo của nông dân ở địa phương và nguồn men thuốc bắc 100%. Và xin thưa với quý vị khán giả và ban giám khảo, thì rượu Sim rừng Bảo An được kết hợp giữa truyền thống và hiện đại để nâng cao được cái chất lượng của sản phẩm. Và cái tính ở đây, và cũng là cái slogan mà Bảo An luôn hướng tới, đó là sự đảm bảo an toàn khi sử dụng sản phẩm rượu Sim rừng Bảo An. Và sản phẩm rượu Sim rừng Bảo An nó có những cái ưu điểm như sau. Đó là uống không đau đầu, không mệt mỏi, say chậm tỉnh nhanh và rất là dễ uống, rất là ngon. Nếu trong hội trường những ai đã sử dụng rượu Sim rừng Bảo An thì cho em một tràng pháo tay ạ. Vâng, xin được dạ, em xin phép trả lời câu hỏi hai. Dạ. Là rượu Sim rừng Bảo An đã được OCOP 3 sao của tỉnh Thanh Hóa, tại sao lại vẫn mang đến đây? Thì xin thưa với ban giám khảo là rượu Sim rừng Bảo An đã được OCOP 3 sao, nhưng mà rượu Sim rừng Bảo An muốn biến cái ước mơ đó là ước mơ để nâng cao nông sản cho người nông dân. Và cái thứ hai nữa là phát triển du lịch cộng đồng tại địa phương của huyện Hoàng Xuân, của xã Hoàng Xuân, huyện Hoàng Hóa, bởi vì ở đây có một cái địa thế rất là đẹp là đồi rừng Sim tự nhiên tầm 300 ha. Và ở đây có núi non, có sông nước,
và có một cái ngôi chùa, ngôi phủ rất là linh thiêng gọi là Phủ Vàng Linh Từ và rất là thu hút đông khách thập phương tham quan. Và ở đây nữa là ở xã Hoàng Xuân, huyện Hòa Hóa, chúng tôi thì có một cái đường giao thông rất là thuận lợi, đó là cái cầu nối giữa cao tốc Bắc Nam và rất là gần thành phố, nên chúng tôi muốn phát triển cả du lịch sinh thái trải nghiệm ở tại nơi đây. Tôi xin hết ạ. Vâng, xin được cảm ơn bạn đã trả lời cái câu hỏi vừa rồi, nhưng mà tôi nghĩ rằng là các bạn đến cuộc thi này là một cái cơ hội để truyền thông cho sản phẩm, thứ nhất là du lịch. Và tôi tin rằng các bạn nên phát triển du lịch mạnh hơn, sau đấy thì tiếp thị thêm cái phần sản phẩm, đấy là rượu sim, đưa ra thị trường và quảng bá cho Thanh Hóa với cái vùng mà có thể sản xuất được rượu sim và thương hiệu của địa phương. Đặc biệt đã có cái thương hiệu ô cốp 3 sao rồi và phát triển tiếp lên những sao cao hơn, đúng không ạ? Vâng, thì cuộc thi này tôi thấy là trong cái phần dự án của các bạn cũng có một cái ý như này, thực chất tôi cũng không hỏi thôi, nhưng mà tôi cũng có cái ý là góp ý thêm với các bạn rằng là cái dự án các bạn đề ra là đầu tư có 1 tỷ thôi, đúng không? Nhưng mà lợi nhuận năm đầu là trên 400 thì tôi nghĩ là cái tỷ suất lợi nhuận này rất là cao. Và tôi cho rằng các bạn cũng phải nghiên cứu để làm sao mà tính các cái chi phí để phù hợp. Chứ còn nếu như lợi nhuận như thế này là rất lớn và cái sự chính xác trong cái thể hiện cái lợi nhuận này là chưa đủ các cái chi phí báo cáo như thế. Và các bạn cũng nên tìm hiểu và nghiên cứu lại thêm một cái phần chi phí và lợi nhuận trong cái thiết trình dự án. Vâng, xin được cảm ơn bạn trả lời những câu hỏi của tôi. Xin cảm ơn. Vâng ạ, một lần nữa thì chúng em rất là biết ơn và hôm nay rất là vinh dự được đại diện cho tuổi trẻ của quê hương xã Hoàng Xuân, Hoàng Hóa có mặt trong cuộc thi ngày hôm nay và hy vọng rằng sau cuộc thi này, thương hiệu EcoSim Bảo An và rượu sim rừng Bảo An sẽ được lan tỏa, quảng bá cho hình ảnh Hoàng Xuân, Hoàng Hóa và tỉnh Thanh Hóa. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, một lần nữa xin được chúc mừng dự án Bảo An EcoSim đã trình bày rất là thành công. Xin cảm ơn. Thưa quý vị, và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với dự án C-Driver, phần mềm trao đổi công việc và lưu trữ dữ liệu an toàn tin cậy cho doanh nghiệp với phần trình bày của nhóm tác giả Tô Quang Linh, Trịnh Sĩ Tuấn, Nguyễn Mậu Đức, Nguyễn Phú Chiến đến từ trường Đại học Hồng Đức. Lời đầu tiên em xin được gửi lời chào đến toàn thể quý vị, quý ban giám khảo và toàn thể các đội thi đang có mặt trong buổi thi chung kết ngày hôm nay. Em là Tô Quang Linh, là sinh viên của khoa công nghệ thông tin và truyền thông của trường Đại học Hồng Đức. Sau đây em xin phép được trình bày dự án C-Drive, phần mềm lưu trữ bảo mật đáng tin cậy cho cơ quan doanh nghiệp. Thưa quý vị, hiện nay vấn đề quản lý và bảo mật dữ liệu là một trong những vấn đề rất là nan giải trong lĩnh vực công nghệ thông tin nói chung, cũng như là lĩnh vực quản lý cũng như là điều hành một cái bộ máy doanh nghiệp nói riêng. Cái việc mà chúng ta chia sẻ dữ liệu như là quản lý bảo mật, đó là một trong những vấn đề cấp thiết cũng như là vấn đề quan trọng để có thể đảm bảo cái tính an toàn cũng như là quản lý điều hành một cái bộ máy nói chung, để cho cái việc quản lý cũng như là điều hành hắn tối ưu nhất cũng như là phát triển cho một cái bộ máy doanh nghiệp. Hiện nay trong doanh nghiệp thì thường sử dụng những công cụ trao đổi dữ liệu cũng như là gửi file dữ liệu nội bộ cho doanh nghiệp, cụ thể như là Facebook, Zalo, email cũng như là những cái công cụ nền tảng mạng xã hội khác, thì đó vẫn chưa có thể đáp ứng được những cái nhu cầu cấp thiết trong quá trình chúng ta quản lý cũng như là bảo mật dữ liệu. Nó đang gặp phải những cái hạn chế rất là nhiều, những cái nhược điểm rất là nhiều. Em có thể lấy ví dụ điển hình, ví dụ như là Zalo, một trong những cái phần mềm mà hiện nay đang sử dụng rất là phổ biến nhất hiện nay. Nó sẽ gặp phải những cái tình trạng, ví dụ là chúng ta có thể thấy được là khó lưu trữ cũng như là trong quá trình chúng ta trao đổi thông tin dữ liệu và quản lý nội bộ của chúng ta, nó rất là khó lưu trữ cũng như là phải thành lập cũng như là tạo rất là nhiều nhóm để có thể quản lý cũng như là điều hành một cái bộ máy chung, thì cái việc đó sẽ dẫn đến rất là nhiều cái tác nhân khác và còn bị những cái tác động từ những cái yếu tố bên ngoài, những cái nền tảng mạng xã hội bên ngoài tiến sẽ liên quan đến cái vấn đề bảo mật, thì sẽ dễ dẫn đến những cái tình trạng ví dụ là dễ bị rò rỉ cái dữ liệu ra bên ngoài nói chung, cũng như là cái việc quản lý thì sẽ không được suôn sẻ. Đấy, thì đấy là một trong những cái hạn chế lớn nhất mà những cái phần mềm hiện nay đang gặp phải trong cái quá trình chúng ta quản lý cũng như bảo mật trong một cái cơ quan doanh nghiệp cũng như một cái hệ thống nói chung. Vậy thì
làm sao để có thể giải quyết cái bài toán đó thì hôm nay em đem đến cho quý thầy cô, em đem đến cho quý vị, đó chính là Shopify. Bằng cái việc mà áp dụng công nghệ mã hóa quảng bá vào trong một trong những cái công nghệ mà đang phát triển top đầu hiện nay trong cái lĩnh vực bảo mật, nó sẽ giải quyết cái bài toán quản lý bảo mật dữ liệu chúng ta một cách hiệu quả nhất với cái tiêu chí là hiệu quả, an toàn. Và cái việc tiết kiệm thời gian ở đây đó chính là cái việc mà chúng ta điều hành cũng như quản lý nội bộ của cái cơ quan doanh nghiệp của chúng ta. Và một trong những cái điểm đặc biệt ở đây đó chính là bằng cái việc áp dụng cái công nghệ mã hóa quảng bá, nó sẽ giải quyết cái bài toán ở đây đó chính là quản bảo mật dữ liệu cũng như là cái không gian lưu trữ thì cực kỳ lớn luôn. Ở đây chúng em mang tính chất là bán những cái hệ thống phần mềm của những cái giải pháp này không chỉ riêng cho những cái doanh nghiệp vừa và nhỏ như là những cái doanh nghiệp mà đã và đang có những cái hệ thống gọi như là quản lý server mà vẫn chưa có một cái hệ thống quản lý điều hành một cách gọi là tốt nhất cũng như là trơn tru nhất. Để mà hiểu rõ hơn về cái công nghệ mã hóa quảng bá thì hầu hết hiện nay thì tất cả những cái phần mềm quản bảo mật thì đều sử dụng những cái công nghệ mã hóa. Ở trên đây thì em có đưa ra một số cái ví dụ về cái bài toán hiện nay thì mọi người có thể quan sát ở trên slide đây. Thì về cái công nghệ mã hóa quảng bá truyền thống thì khi mà người dùng đưa cái dữ liệu lên trên hệ thống của chúng ta thì sẽ gặp phải rất là nhiều hạn chế khi mà áp dụng cái công nghệ mã hóa thông thường. Ví dụ như là 100 MB dữ liệu khi mà em truyền lên trên hệ thống thì để mà có thể gửi cho 3 người thì nó phải nhân gấp 3 lần lên để có thể lưu trữ ở trên server cũng như là truyền tải cho 3 người dùng để có thể nhận được. Thì đó là một trong những cái hạn chế, thứ nhất là về chi phí cũng như là về cái không gian lưu trữ thì sẽ dẫn đến cái tình trạng là tốn chi phí cũng như là về cái vốn đầu tư ban đầu của chúng ta. Vậy thì khi mà chúng ta áp dụng công nghệ mã hóa quảng bá vào trong cái phần mềm mà hiện tại em đang áp dụng ở đây thì nó sẽ giải quyết cái bài toán trên. 100 MB dữ liệu chúng ta khi mà truyền tải lên server cũng như là hệ thống thì khi truyền tải cho người dùng ở đây em có 5 người thì ví dụ như là em muốn truyền tải cho 3 người thì 100 MB đó truyền tải cho 3 người thì 100 MB lưu trữ trên server cũng như là truyền tải cho 3 người thì cũng chỉ có 100 MB. Đó mọi người có thể thấy được là đó chính là về cái chi phí cũng như là cái về cái không gian lưu trữ thì rất là ít đúng không ạ? Và nó thêm một cái chức năng bảo mật ở đây đó chính là cái bản mã cũng như cái bản rõ của nó. Em có thể cấp quyền cũng như là cho phép có thể ấn đây có 5 người đúng không ạ? Thì em có thể cấp quyền ở đây là 3 người này có thể đào dữ liệu về cũng như là 2 người kia không có quyền đào dữ liệu về mà chỉ có thể xem qua cũng như nhận cái dữ liệu và cái thông tin đó thôi. Thì đấy là một trong những cái tính năng bảo mật tuyệt đối của cái công nghệ mã hóa quảng bá, một trong những cái công nghệ mà top lĩnh vực hiện nay. Thì về cái phần mềm hiện tại thì em đã có phần mềm và đang triển khai, đang trong cái quá trình sử dụng. Ở trên đây là một số hình ảnh về phần mềm hiện tại em đã triển khai. Mọi người có thể thấy được là đó chính là về cái giao diện thì rất là thân thiện đúng không ạ? Và những cái chức năng đi kèm ở đây giống như là một cái diễn đàn để chúng ta có thể quản lý cũng như là chia sẻ cái dữ liệu nội bộ trong doanh nghiệp của chúng ta. Nó có mã khóa từ ngay từ đầu vào luôn ạ. Và rất là nhiều chức năng khác để chúng ta có thể trao đổi. Về mô hình kinh doanh thì ở đây em đã phân định cũng như là ra những cái kế hoạch rõ ràng từ ngay từ cái phần của khách hàng thì sẽ tập trung vào những cái doanh nghiệp vừa và nhỏ như những cái doanh nghiệp mà đã có những cái hệ thống lưu trữ cũng như là chưa có những cái hệ thống quản lý một cách trơn tru nhất. Một trong những cái ưu điểm cũng như là cái điểm tốt nhất ở trong cái dự án chúng em là trong suốt quá trình em hình thành dự án cũng như là xây dựng ý tưởng thì có được cái sự có một cái đội ngũ đó chính là 4 người, có em và bạn Đức là bên bộ phận kỹ thuật cũng như là bạn Chiến là một trong những cái sinh viên của khoa truyền thông thì bên lĩnh vực marketing thì sẽ mang tính chất là thương mại hóa sản phẩm sau này. Và một cái đồng hành lớn nhất ở đây đó chính là cái sự cố vấn của thầy cô bên khoa công nghệ thông tin cũng như là khoa quản trị kinh doanh của trường Đại học Hồng Đức để giúp bọn em có thể xây dựng cũng như là phát triển dự án một cách tốt nhất. Chiến lược marketing, một trong những cái điểm mà rất là quan trọng để chúng ta có thể xây dựng cũng như là đưa cái sản phẩm của chúng ta thương mại hóa ra thị trường đúng không ạ? Thì ở đây em có lên cũng như là một cái số chiến lược ở đây. Em muốn thông qua cái cuộc thi này cũng như là một số những cái tổ chức này để có thể đưa cái sản phẩm của em tiếp cận đến những cái tệp khách hàng khác cũng như là thương mại hóa về sản phẩm. Ở đây em có liệt kê ra một số tổ chức, ví dụ như là Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Thanh Hóa, Hiệp hội Doanh nhân nữ tỉnh Thanh Hóa, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa. Và em muốn thông qua những cái tổ chức này để có thể kêu gọi một trong những cái số vốn đầu tư cũng như là những cái tệp khách hàng để cho dự án của em có thể có nhiều cơ hội hơn để phát triển cũng như là xây dựng một cái đội ngũ trong tương lai. Về quảng cáo thì em sẽ chạy trên tất cả nền tảng quảng cáo Facebook cũng như TikTok và trên tất cả đa nền tảng. Mang tính chất là tiếp thị thì trong những cái giai đoạn đầu thì chúng ta sẽ cho khách hàng sử dụng miễn phí về sản phẩm trong những cái tháng đầu. Và khi khách hàng có những cái trải nghiệm tốt nhất về sản phẩm thì chúng ta sẽ nâng cấp chi phí đầu tư cũng như là những cái dịch vụ tốt hơn. Trên đây là bảng dự kiến doanh thu. Ở đây là tiếp theo.
là về lộ trình thì trong suốt những cái năm xây dựng thì sẽ tập trung vào phát triển dự án cũng như là mở rộng cái thị trường để có thể thương mại hóa sản phẩm ngày càng gọi là nhiều cơ hội hơn. Thì vừa rồi cũng là phần trình bày của em về dự án Shopify, phần mềm lưu trữ bảo mật đáng tin cậy. Một lần nữa thì em cảm ơn quý vị, quý ban giám khảo cũng như toàn thể mọi người đang có mặt trong hội trường ngày hôm nay đã lắng nghe về dự án của em. Em mong là qua cuộc thi này em có thêm rất là nhiều cơ hội hơn nữa để có thể tiếp cận đến những cái nhà đầu tư cũng như là giúp cho dự án của em ngày càng có thể phát triển hơn rất là nhiều. Em cảm ơn. Vâng, xin được chúc mừng các bạn đã vừa trình bày xong dự án C-Driver, phần mềm trao đổi công việc và lưu trữ dữ liệu an toàn tin cậy cho doanh nghiệp. Và bây giờ thì xin mời các bạn sẽ cùng lắng nghe những câu hỏi từ phía ban giám khảo. Xin mời ban giám khảo. Vâng, xin được chúc mừng nhóm tác giả là Tô Quang Linh đã thực hiện xong cái phần trình bày C-Driver, phần mềm trao đổi công việc và lưu trữ dữ liệu an toàn tin cậy cho doanh nghiệp. Thì đây là phần mềm công nghệ tôi thì cũng rất là tâm đắc cái sản phẩm phần mềm. Đặc biệt phần mềm này được các bạn sinh viên của trường Đại học Hồng Đức lên ý tưởng và để thực hiện khởi nghiệp cho cái giai đoạn tới đây, và cũng là xu thế về cái chuyển đổi số và phát triển công nghệ. Thế thì tôi thấy, tôi đọc cái thuyết minh dự án này thì tôi thấy rằng là cũng là một dự án có ý tưởng mới và yếu tố công nghệ rất là hay. Nhưng cũng đặt ra vì là cái sản phẩm công nghệ này ở thị trường cũng có rất nhiều sản phẩm, nhưng cái bảo mật dữ liệu thì chưa cao như các bạn cũng trình bày trong đây. Thế thì cái sản phẩm này của các bạn đưa ra thị trường, thế thì các bạn nói rõ về cái bảo mật dữ liệu, đặc biệt cái dữ liệu hiện nay người dùng là cái dữ liệu Big Data rất là lớn. Thế thì các bạn bảo mật như thế nào, các bạn nói rõ thêm về cái công nghệ bảo mật cho cái sản phẩm phần mềm an toàn này để mà thuyết phục được doanh nghiệp, thậm chí là những khách hàng cá nhân có thể dùng được. Vâng. Xin cảm ơn. Vâng. Alo. Vâng, em xin cảm ơn câu hỏi của ban khán giả, ban giám khảo. Thì em xin trả lời câu hỏi của ban giám khảo. Thì bọn em sử dụng công nghệ mã hóa BGV kép. Đây là một cái công nghệ mã hóa quảng bá rất là mới và bảo mật rất là tốt. Kẻ tấn công mà muốn giải được cái bản mã đấy thì cần phải giải một cái bài toán khó. Và bài toán khó này với máy tính bình thường ấy thì nó mất tới khoảng 100 năm thì mới có thể giải được. Thì đây là một cái việc rất là an toàn cho dữ liệu được lưu trữ trên phần mềm. Xin hết ạ. Thế bạn trả lời sự khác biệt này, nếu như một cái phần mềm Zalo chúng tôi cũng dùng nhóm mà sử dụng trên, thì cái khác biệt của các bạn đối với cái phần mềm Zalo hoặc là Facebook trong cái việc bảo mật như thế nào, bạn sẽ giải thích thêm một chút trong cái góc độ của công nghệ đối với cái sản phẩm bạn đang muốn tung ra thị trường để sử dụng cho người dùng và doanh nghiệp. Vâng. Thì cái dữ liệu như Zalo ấy, thì khi mà nó lưu trữ thì bản thân ấy là nó lưu trữ cái dữ liệu đấy ở bản gốc của máy chủ. Còn bọn em là bọn em ở máy chủ, bọn em là bọn em chỉ lưu trữ cái bản mã hóa thôi. Thì kể cả những cái người quản trị hệ thống ấy thì họ cũng không thể giải mã được cái dữ liệu đấy. Vâng. Vâng, thế thì cảm ơn các bạn. Nhưng mà thế thì nếu như một doanh nghiệp mà muốn sử dụng cái phần mềm của bạn trong cái phần thiết kế của bạn đây, thế thì người dùng có phải là đầu tư một cái máy chủ, mà tôi biết rằng cái máy chủ này thì rất là lớn tiền, vất chi phí rất là cao. Vâng. Thế thì liệu có phải sử dụng đầu tư máy chủ hay là thuê bao thông qua các bạn? Vâng, bọn em thì rất là linh hoạt cho người dùng. Thì nếu như mà người dùng muốn thuê bao ấy thì bọn em sẽ cung cấp cái dịch vụ thuê bao cho người dùng. Mà nếu như người dùng mà muốn sử dụng trên máy chủ lưu trữ tại doanh nghiệp của người dùng thì bọn em cũng sẽ cung cấp và cài đặt lên trên cái máy chủ của người dùng ạ. Vâng, cảm ơn ạ. Vâng, xin cảm ơn bạn. Tôi xin phép hỏi thêm các bạn một câu. Đối với các doanh nghiệp phần mềm ấy, thì để khách hàng dùng sản phẩm khi người ta có sự tin tưởng, thì trong quá trình viết ra phần mềm thì nó sẽ mất một khoảng thời gian khá dài để các bạn tiếp cận khách hàng, tạo ra niềm tin cho khách hàng. Và trong khoảng thời gian này, thông thường như tôi được biết là sẽ không tạo ra nhiều nguồn doanh thu. Thì kế hoạch của bạn về doanh thu ấy, thì trong những năm đầu tiên sẽ như thế nào nếu chúng ta không bán được hàng? Và các bạn có duy trì chú ý được trong bao lâu?
Đầu tiên thì em cảm ơn câu hỏi của ban giám khảo. Em xin phép được trả lời câu hỏi của mình ạ. Hầu hết tất cả những cái phần mềm hiện nay thì trong quá trình chúng ta phát triển ứng dụng cũng như phần mềm của mình thì sẽ gặp phải những khó khăn, và cũng như những cái giai đoạn đầu thì chúng ta sẽ tập trung vào cái việc nghiên cứu sản phẩm cũng như là đưa ra thị trường như thế nào để một cách gọi là tốt nhất. Thì đấy cũng là một trong những cái vấn đề mà em cũng như là những cái phần mềm hiện nay cũng đang gặp phải. Thì những cái giai đoạn đầu như vậy thì chúng ta sẽ mang tính chất là tiếp thị để cho khách hàng để có thể sử dụng được cái sản phẩm, gọi là những cái trải nghiệm tốt nhất về sản phẩm. Và những cái nguồn thu như vậy thì trong những cái năm tới chúng ta sẽ cải thiện hơn rất là nhiều khi mà chúng ta đã phát triển cũng như xây dựng hoàn thiện về sản phẩm của mình. Em cảm ơn ban giám khảo. Về phần này thì các bạn lưu ý một chút là đối với các phần mềm trao đổi công việc thì nó rất nhiều, đúng không các bạn? Có rất nhiều phần mềm mà thậm chí nhiều khi là chúng ta tiêu dùng, tất cả các anh chị trong hội trường đây thì chúng ta tiêu dùng gần như là phần lớn là miễn phí. Và người ta thu nhiều từ gì ạ? Từ quảng cáo, đúng không ạ? Đúng các bạn? Thì các bạn đây, trong các bạn đang tính là cái doanh thu hàng năm các bạn là các bạn tính trên các, chủ yếu là các sản phẩm bán gói. Và liệu người tiêu dùng nó có sẵn sàng chi tiền để mua các sản phẩm của bạn không? Thì bạn giải quyết vấn đề này như thế nào? Em cảm ơn câu hỏi của ban giám khảo ạ. Thì về những cái gói sử dụng trong năm thì đầu tiên là những cái khách hàng, tệp khách hàng ban đầu sử dụng những gói dữ liệu trong tháng cũng như là những cái năm giai đoạn đầu tiên thì bên em sẽ cho khách hàng sử dụng những cái trải nghiệm tốt nhất cũng như là về cái không gian lưu trữ của cái hệ thống phần mềm dành cho khách hàng, thì để cho khách hàng có thể trải nghiệm cũng như là sau những cái tháng tiếp theo, những cái gói tiếp theo khi khách hàng là một trong những tệp khách hàng cũ thì em sẽ đưa ra những cái ưu đãi cũng như là những cái tốt nhất để cho khách hàng, để giữ chân khách hàng và đưa ra. Và trong những cái giai đoạn phát triển như vậy thì sẽ kêu gọi cũng như là tiếp cận đến những cái nhà đầu tư để và những cái doanh nghiệp, những cái nơi mà có nhu cầu về tìm một cái hệ thống quản lý bảo mật tốt như cái sản phẩm mà em đang có để có thể phát triển cũng như là huy động cái nguồn vốn cũng như cái dòng tiền được duy trì. Em cảm ơn ban giám khảo. Các bạn phải làm rõ đấy phần này đấy, bởi vì là cái này là ý tưởng rất hay nhưng mà các bạn duy trì thôi, thì các bạn chỉ cần làm rõ một điều ấy là khi người tiêu dùng đang được sử dụng sản phẩm công nghệ của các tập đoàn hàng đầu thế giới miễn phí, lý do nào để khách hàng chi tiền cho một sản phẩm mới tinh với những sinh viên mà đang còn non kinh nghiệm chẳng hạn? Thì các bạn có thể là nếu các bạn giải quyết được vấn đề này ấy, thì các bạn trả lời câu hỏi đó thì các bạn mới khởi nghiệp được. Xin chúc mừng các bạn. Em cảm ơn các câu hỏi từ ban giám khảo rất là nhiều ạ. Vâng, xin được cảm ơn những câu hỏi và những góp ý từ phía ban giám khảo và một lần nữa xin được chúc mừng các bạn. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta chỉ còn một dự án cuối cùng trong 10 dự án tham dự chung kết ngày hôm nay. Và ngay bây giờ sẽ là phần trình bày dự án Nông trại hồng Ecofarm, tinh hoa từ hoa hồng cổ và thảo mộc bản địa của tác giả Trần Thị Hồng đến từ xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Thủy. Hãy dành cho cô gái Trần Thị Hồng của chúng ta một tràng vỗ tay thật lớn ạ. Xin kính chào các quý vị đại biểu, quý ban giám khảo cùng toàn thể các bạn đoàn viên thanh niên có mặt trong hội trường ngày hôm nay. Sau đây, thay mặt cho nhóm dự án Nông trại hồng Ecofarm, tinh hoa từ hoa hồng cổ và thảo mộc bản địa, tôi xin phép được trình bày dự án của mình ạ. Từ xa xưa, phụ nữ ở cả phương Đông và phương Tây đều đã sử dụng trà hoa hồng như một loại trà dưỡng nhan và sử dụng nguyên liệu hoa hồng trong các sản phẩm chăm sóc sắc đẹp và sức khỏe. Và trong khoa học hiện đại, sở dĩ hoa hồng có những cái tác dụng tốt như vậy bởi vì nó có chứa hàm lượng các cái chất chống oxy hóa rất là cao, đặc biệt là acid organic, anthocyanin, và hoa hồng còn là một loại hoa có tần số rung động cao, giúp cho con người
được thư thái, thoải mái hơn, giảm cảm giác căng thẳng, stress. Và với dự án này thì chúng tôi thực hiện sản xuất các sản phẩm kết hợp từ hoa hồng cổ và thảo mộc bản địa, dựa trên cái nguồn nguyên liệu được trồng tại farm và đảm bảo minh bạch nguồn gốc, sản xuất theo hướng hữu cơ, không sử dụng các loại hóa chất. Hiện nay thì dự án đã được đi vào hoạt động với tổng số vốn ban đầu là 1,3 tỷ đồng, với các hạng mục đó là xây dựng xưởng sản xuất, mua sắm trang thiết bị, máy móc và phục vụ nghiên cứu phát triển sản phẩm và đưa sản phẩm ra thị trường. Hiện nay farm lõi trồng hoa hồng hữu cơ đang có diện tích tổng là 1,2 hectare, được đặt tại huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa, và dự kiến trong năm tới thì sẽ mở rộng diện tích là 3 hectare. Hiện nay thì nông trại có các cái dòng sản phẩm chính, thứ nhất đó là trà hoa hồng xế lạnh, toner hoa hồng tươi và dầu gội bồ kết hoa hồng lên men. Dòng hoa hồng cổ mà chúng tôi lựa chọn để làm nguyên liệu chính đó là dòng hồng cổ tường vi. Đây là một dòng hồng có cái sức sống, này, sức tăng trưởng và khả năng kháng sâu bệnh rất là tốt. Vì vậy nên là nó phù hợp để lựa chọn trồng theo hướng hữu cơ. Và đặc biệt thì đây là một loại hoa rất là sai và có cho chất lượng bông hoa thơm, màu sắc đẹp và form hoa cũng đẹp để góp phần tạo nên chất lượng của sản phẩm. Với cái đặc điểm đấy là xưởng sản xuất và các thiết bị máy móc được đặt ngay tại cơ sở sản xuất nguyên liệu, nên là khi mà chúng mình thu hái hoa thì sẽ được đưa ngay vào sản xuất, đảm bảo độ tươi mới cho sản phẩm. Với sản phẩm trà hoa hồng thì mình sử dụng công nghệ sấy lạnh để đưa sản phẩm vào trong cái hệ thống sấy lạnh ở nhiệt độ thấp, thì sẽ góp phần giảm thiểu những cái tác nhân gây oxy hóa cho sản phẩm và góp phần giữ được chất lượng sản phẩm một cách tốt nhất. Hiện nay thì sản phẩm trà hoa hồng sấy lạnh của nông trại Hồng Eco Farm cũng đã được chứng nhận là sản phẩm OCOP 3 sao của tỉnh Thanh Hóa. Với sản phẩm toner hoa hồng tươi thì chúng mình sẽ thu hoa tươi từ sáng sớm và sau đó đưa vào thiết bị chưng cất lôi cuốn hơi nước trong chu trình khép kín và thu được cái thành phẩm đấy là nước cất hoa hồng và một phần nhỏ tinh dầu hoa hồng tươi. Đây cũng là một điểm đặc biệt giúp cho cái sản phẩm có được cái mùi hương tự nhiên nhất của hoa hồng. Và nó còn có một điểm đặc biệt nữa, đấy là nó tăng cái khả năng tự bảo quản của sản phẩm mà không cần bất cứ một cái chất hóa học bảo quản nào khác. Sản phẩm dầu gội bồ kết hoa hồng lên men thì ở đây là mình sử dụng công nghệ lên men trong thời gian dài và không sử dụng gia nhiệt. Sau quá trình lên men thì sẽ giải phóng được sản phẩm có chứa các saponin, các vitamin, axit amin và các axit hữu cơ kết hợp cùng với tinh dầu hoa bưởi và xà phòng từ dầu dừa, dầu ô liu, giúp tạo nên một cái sản phẩm dầu gội thuần ưu việt, thuần tự nhiên và có tác dụng là làm sạch và hạn chế được các cái vấn đề về tóc và da đầu rất là tốt. Hoạt động trải nghiệm nông nghiệp tại farm thì là một hoạt động phụ một năm sẽ được tổ chức từ 1 đến 2 lần vào mùa hoa nở rộ để khách hàng đang sử dụng sản phẩm của farm có thể đến để trải nghiệm cái không khí, cái nguyên liệu tươi thực tế được trồng ở farm như thế nào. Và với cái dự án này thì mình có những cái điểm đổi mới và điểm mạnh của sản phẩm như sau. Thứ nhất, đấy là dòng sản phẩm thuần tự nhiên rất là lành tính đối với người sử dụng. Thứ hai, việc lựa chọn nguyên liệu chính là hoa hồng cổ kết hợp với cả hoa hồng cổ bản địa kết hợp với cả thảo mộc thì đây là một cái dòng sản phẩm khá là mới tại Việt Nam. Và trước giờ thì các sản phẩm tự nhiên từ hoa hồng thì hầu hết là được nhập khẩu từ nước ngoài và ở Việt Nam thì cũng đã có. Tuy nhiên là số lượng sản phẩm tự nhiên từ hoa hồng còn rất là ít và giá thành đang khá là cao. Vì vậy với cái mong muốn áp dụng công nghệ và sản xuất và các cái điều kiện tự nhiên của địa phương, chúng mình mong muốn là tạo ra được một cái dòng sản phẩm tốt, chất lượng và giá thành hợp lý hơn đối với người tiêu dùng. Và đối tượng khách hàng mà nông trại muốn hướng đến đó là những chị em phụ nữ trong độ tuổi từ 28 đến 45 tuổi, có mức tài chính thu nhập ổn định, có quan tâm đến tiêu dùng xanh, nông nghiệp sạch và có cái sự yêu thích đối với các cái sản phẩm mùi hương tự nhiên, lành tính và tốt cho sức khỏe. Với chiến lược đấy là chăm sóc khách hàng cũ thật là tốt để khi mà khách hàng yêu thích và sử dụng sản phẩm có thể giới thiệu thêm các cái khách hàng mới cho mình ấy, thì mình quan tâm đặc biệt đến cái vấn đề chăm sóc khách hàng. Và kênh phân phối chính của chúng mình đấy là phân phối trực tiếp và gián tiếp. Mình sẽ lựa chọn tham gia một số cái hội chợ uy tín nơi mà các cái chị em yêu thích các sản phẩm tự nhiên thường hay tham gia và tin tưởng, như chợ Sớm Bình Yên của đội sản xuất Thanh Hóa, hội chợ nông sản và thực phẩm an toàn của tỉnh Thanh Hóa. Ngoài ra thì chúng mình cũng đang nỗ lực xây dựng các trang Facebook,
Fanpage, TikTok, YouTube để thường xuyên cập nhật những cái hình ảnh, quy trình công nghệ sản xuất tại farm và kết nối farm đối với người tiêu dùng. Qua dự án này thì mình mong muốn là từ việc tạo nên các cái sản phẩm độc đáo và mới mẻ có thể góp phần tạo nên thu nhập cho không chỉ cho bản thân mình mà mình có thể được tận dụng những cái kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng mà mình đã học được để phát triển ngay cái nguồn nguyên liệu tại địa phương nữa. Và ngoài ra thì góp phần tạo nên thu nhập cho nông dân ở địa phương và sinh kế bền vững cho người nông dân hơn. Và qua câu chuyện của mình thì mình cũng mong muốn được truyền tải một cái câu chuyện khởi nghiệp từ thanh niên tại quê hương để các bạn thanh niên có cái nguồn động lực phát triển hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa để có thể thực hiện được những cái ước mơ ấp ủ của mình. Và với những điều đã và đang làm, nông trại Hồng Eco Farm sẽ mang đến cho khách hàng những sản phẩm hạnh phúc được canh tác tự nhiên, bền vững, là tinh hoa của đất, của nước sạch, của không khí trong lành, của tâm huyết, sự tỉ mỉ cẩn thận của người sản xuất và của công nghệ sản xuất để giúp tạo nên những sản phẩm chất lượng, an lành cho người tiêu dùng ạ. Bài thuyết trình dự án của mình đến đây là hết. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe và xin nhận được những cái ý kiến góp ý của quý ban giám khảo ạ. Vâng, xin được chúc mừng tác giả Trần Thị Hồng đã vừa trình bày xong phần dự án của mình. Còn bây giờ thì xin được mời bạn sẽ cùng lắng nghe những câu hỏi từ phía ban giám khảo. Xin mời ban giám khảo. Chúc mừng bạn đã hoàn thành với cái giới thiệu về cái ý tưởng dự án khởi nghiệp của mình. Thế thì đối với cái phần mà bạn vừa thuyết trình ấy, thì thay mặt cho ban giám khảo thì tôi cũng có một số câu hỏi như sau. Cái thứ nhất thì theo như bạn giới thiệu thì nguyên liệu chính của cái sản phẩm về hoa hồng ấy là hoa hồng cổ là bạn đang thực hiện tại địa phương là hiện nay là 1,2 ha và dự kiến trong thời gian tới là mở rộng thành 3 ha. Thế thì tôi muốn hỏi ở đây là cái hiện nay mà bạn đã và đang sản xuất các cái sản phẩm này rồi đúng không? Dạ, đúng ạ. Đấy, thế thì bạn có thể giới thiệu thêm hơn nữa và phân tích đánh giá hơn nữa về cái hiệu quả trong thời gian vừa qua bạn đã sử dụng nguyên liệu và đã sản xuất ra sản phẩm đưa ra thị trường như thế nào? Và bạn đánh giá rõ hơn nữa về cái quy trình sản xuất. Bởi vì là cái này nó chủ yếu là hướng tới để làm đẹp và cho sức khỏe của phụ nữ. Thế thì cái công nghệ quy trình sản xuất của bạn là sản xuất qua quy trình công nghệ như thế nào? Nó có những cái tác dụng phụ gì không? Và ưu điểm, nhược điểm của nó là như thế nào? Thì đề nghị bạn đánh giá rõ hơn nữa. Đấy. Dạ, em xin cảm ơn câu hỏi của ban giám khảo ạ. Đối với cái dự án này thì em đã thực hiện được gần 2 năm rồi ạ. Và trong quá trình mà sản xuất và đưa ra thị trường ấy, thì em cũng có nhận được những cái phản hồi feedback và những cái ưu nhược điểm của sản phẩm. Thực ra cái sản phẩm dòng tự nhiên này rất là kén khách, bởi vì là so với các dòng hóa học ấy, thì hương nó thơm, nó nồng và cái lượng khách hàng mà người ta thích cái sản phẩm đấy rất là nhiều. Nhưng mà đối với việc lựa chọn một dòng sản phẩm tự nhiên ấy, thì phải là khách hàng mà am hiểu, mà người ta phải hiểu là cái hương tự nhiên nó rất là nhẹ nhàng, thơm, nó không kiểu thơm nồng như sản phẩm hóa học ạ. Cái thứ hai nữa đấy là các sản phẩm tự nhiên như thế này lại đặc biệt rất lành tính, và bởi vì nó không có sự can thiệp của các cái chất hóa học. Tuy nhiên nó có một cái nhược điểm đấy là hạn sử dụng nó sẽ khá là ngắn hơn và cách bảo quản của nó phải kỹ hơn. Vì vậy cái người sử dụng cũng cần phải đảm bảo là có cái sự tính tỉ mỉ hơn. Đó. Và bản thân em là một cựu sinh viên công nghệ sinh học, ra trường đến đây là 10 năm rồi. Và em mong muốn đấy là làm được những cái sản phẩm thuần tự nhiên. Vì vậy nên là khi mà không sử dụng cái hóa chất bảo quản ấy, mình cũng cần phải kỹ lưỡng hơn trong quá trình mà sản xuất. Ví dụ như sản phẩm toner hoa hồng tươi chẳng hạn, thì nó sẽ có khả năng tự bảo quản trong vòng 6 tháng. Và cái tinh dầu ở trong cái hoa hồng tươi đó, nó sẽ có tác dụng
tạo hương thơm tự nhiên và tự bảo quản cho sản phẩm trong vòng 6 tháng. Và cái sản phẩm dầu như dầu gội lên men ấy, thì nó là cái nó có khả năng tự bảo quản nhờ cái dịch lên men của nó. Thành phẩm của nó có pH là axit nên là nó có khả năng tự bảo quản, kết hợp với cái xà phòng lỏng từ dầu dừa và dầu ô liu có khả năng chăm sóc tóc và tăng khả năng bảo quản của sản phẩm hơn. Và sản phẩm đấy thì có cái khả năng tự bảo quản lên đến 1 năm ạ. Tôi có một câu hỏi nữa là theo như tôi được biết thì để trồng cái hoa hồng cổ ấy, nó phải phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố và điều kiện kinh thổ nhưỡng này, điều kiện về khí hậu này. Thế thì nếu như mà ở cái địa bàn của bạn đang trồng cái hoa hồng cổ này, thế thì trong trường hợp ví dụ như là bạn chỉ sử dụng ở tại địa phương đó thôi, thế thì nếu như mà nó bị thiên tai hoặc là bị ảnh hưởng yếu tố tác động vào mà cái vùng nguyên liệu đấy họ không đáp ứng cái sản phẩm đó để sản xuất, để cung ứng cái nguyên vật liệu đầu vào cho bạn, thì bạn sẽ có phương án giải quyết như thế nào? Đấy, bởi vì cái hoa hồng cổ nó rất là trồng rất là khó. Dạ, đúng rồi ạ. Hoa hồng bản thân nó là một cái giống hoa có đến hơn 100 giống hoa hồng khác nhau cơ. Và trong đó thì Farm đã lựa chọn một cái giống hồng rất là khỏe để có thể canh tác theo cái phương hữu cơ này, đó là giống hồng cổ Tường Vi ạ. Và để chủ động trong cái việc cung cấp nguyên liệu thì Farm là chúng em đã tự chủ động một cái nguồn farm lõi chính và các cái farm khác chỉ là farm liên kết thôi. Và bọn em thì sẽ tập trung vào hệ thống bán lẻ nhiều hơn là bán sỉ, bởi vì là do là cái hạn chế về nguồn nguyên liệu và số lượng nguồn nguyên liệu của em sẽ ít, nên là mình sẽ bán lẻ để tập trung chăm sóc cái khách hàng lẻ đó. Và khi mà khách hàng lẻ thì thường có cái khả năng là quay lại tái sử dụng các sản phẩm tự nhiên rất là cao, vì vậy nó sẽ ổn định hơn so với khi mà bọn em phát triển bán sỉ số lượng lớn. Cái nguồn bán lượng lớn ấy nó sẽ dẫn đến sự biến động về nguồn nguyên liệu mà bọn em sẽ không thể xoay sở kịp. Nên đó là cách bọn em đáp ứng được với cái nguyên liệu bây giờ ạ. Là mình phải chủ động ạ. Rồi, cảm ơn bạn. Em cảm ơn ạ. Vâng, xin được chúc mừng cả 10 tác giả, nhóm tác giả đã thực hiện rất thành công phần trình bày dự án của mình. Thưa quý vị, có thể nói rằng cuộc thi năm nay, các tác giả, nhóm tác giả của chúng ta họ đã chuẩn bị rất là kỹ lưỡng từ nội dung cho đến hình thức thể hiện. Cho nên ngày hôm nay cuộc thi của chúng ta thật sự chất lượng khi mà họ đã trình bày rất là tốt phần trình bày dự án của mình. Còn bây giờ thì trong lúc chờ đợi ban giám khảo làm việc, cũng như là trước khi đến với cái phần công bố kết quả và trao giải, thì xin được mời toàn thể quý vị và đặc biệt là các bạn đoàn viên thanh niên và các bạn sinh viên, chúng ta sẽ cùng đến với phần mini game có thưởng từ ban tổ chức của chúng tôi. Và hãy cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để cùng chào đón MC Hữu Hảo. Xin mời ạ. Alo. Xin được nồng nhiệt chào đón trệ diện của quý vị đại biểu khách quý cũng như là các bạn đoàn viên thanh niên đang có mặt tại chương trình ngày hôm nay. Và trong lúc thì chờ ban giám khảo của chúng ta đang làm việc, thì bây giờ thì chúng tôi mong muốn là tất cả các bạn đoàn viên thanh niên chúng ta sẽ cùng thể hiện tinh thần thanh niên của mình và sẽ nhận những phần quà thật lớn đến từ ban tổ chức, được không ạ? Các bạn thanh niên cho tôi thấy cánh tay của các bạn được không ạ? Vỗ tay thật lớn được không ạ? Và bây giờ các bạn thân mến, chúng tôi sẽ có 10 phần quà dành cho 10 bạn sẽ có xuất sắc trong phần thi của chúng tôi. Vậy thì bây giờ trong vòng 3 tiếng đếm chúng tôi thì đếm, thì các bạn nào nhanh chân nhất chúng ta sẽ di chuyển lên sân khấu để nhận những phần quà của chúng tôi, được không ạ? 3, 2, 1, xin mời. Chúng tôi cần 20 bạn. Vâng ạ, 20 bạn sẽ di chuyển lên sân khấu. Các bạn Chuyên Lam Sơn. Rồi ạ, Chuyên Lam Sơn di chuyển lên luôn ạ. Tiếp tục ạ. Xin mời các bạn. Rất tuyệt vời ạ. Các bạn phía sau nữa, các bạn trường Đại học Hồng Đức đâu rồi ạ? Rồi, nữa đi ạ, 10 bạn. Vin ạ, trường Vin, xin mời em. Rồi, xin cảm ơn tất cả các bạn, rồi, ok. Và bây giờ thì trên sân khấu đang là 19 bạn. Và chúng tôi sẽ có 10 phần quà. Rồi mời em lên luôn.
Rồi, bỏ mũ, bỏ khẩu trang em. Mời bạn bỏ mũ, bỏ khẩu trang ra. Chúng tôi sẽ có 10 phần quà dành cho 10 bạn có những cái phần thi xuất sắc của chúng tôi. Và bây giờ, phần trò chơi của chúng ta như sau ạ. Chúng tôi sẽ có một chiếc lon này ạ. Vâng ạ. Và bây giờ thì khi nhạc nổi lên, chiếc lon này sẽ được truyền cho tất cả các bạn. Khi nhạc dừng lại, chỗ bạn nào, bạn ấy đang cầm chiếc lon này đấy ạ, thì bạn đấy sẽ được xuất sắc về chỗ. Vâng ạ. Các bạn hiểu luật chơi chưa ạ? Các bạn hiểu luật chơi chưa ạ? Vâng ạ. Cổ vũ nhiệt tình cho các bạn trên sân khấu được không ạ? Vâng ạ, cho em một chút âm nhạc sôi động một chút ạ, được không ạ? Bây giờ chúng ta thử nhá. Chúng ta thử ạ. Xin mời bạn, chúng ta truyền bằng hai tay. Truyền bằng hai tay ạ. Chúng ta truyền bằng hai tay và nhạc có thể dừng lại bất cứ lúc nào. Nhạc to lên một chút ạ. Vâng, bên dưới vỗ tay được không ạ? Rồi, nhạc có thể dừng lại bất cứ lúc nào. Vâng ạ, nhạc có thể dừng lại bất cứ lúc nào ạ. Vâng ạ, đây là ví dụ thôi ạ. Nếu mà chơi thật, bạn sẽ di chuyển về chỗ ạ. Đó chưa ạ? Các bạn hiểu là chơi chưa? Rồi, và bây giờ, một tràng vỗ tay thật lớn để chúng ta bắt đầu chương trình ngày hôm nay. Rồi, và bây giờ chúng ta xin mời bạn. Xin mời âm nhạc. Âm nhạc có thể to, sôi động hơn một chút nữa được không ạ? Và âm nhạc thì có thể dừng lại bất cứ lúc nào để chúng ta sẽ tìm ra những bạn ở lại trên sân khấu. Vâng ạ, chúng tôi thấy là bạn đã cầm chiếc lon nhưng mà bỏ. Bạn nào ạ? À rồi, cảm ơn bạn rất nhiều. Chúng ta tiếp tục vỗ tay thật lớn để chia buồn cùng với bạn. Chúng ta bắt đầu. Tiếp tục, xin mời. Âm nhạc. Một bạn học sinh đến từ trường Trung học phổ thông chuyên Lam Sơn. Xin được chúc mừng em. Mời em về chỗ. Xin mời tiếp tục ạ. Lại thêm một bạn đến từ chuyên Lam Sơn. Một bạn đến từ chuyên Toán 1. Xin kính chúc mừng em. Mời em về chỗ. Vâng ạ. Tiếp tục xin mời ạ. Và trò chơi này thì chúng tôi sẽ có 10 phần quà. Vâng ạ, cảm ơn bạn. Xin được chúc mừng bạn. Xin mời bạn về chỗ. Rồi, tiếp tục ạ. Chúng tôi đang thấy rất sự nhiệt huyết đến từ bạn chuyên Lam Sơn. Vâng ạ, lại Lam Sơn tiếp. Vâng, tiếp tục, xin cảm ơn bạn. Âm nhạc dài dài hơn một chút đi ạ. Và xin thông tin là giải thưởng của chúng ta rất là lớn, trị giá dưới 10 triệu ạ. Cảm ơn bạn. Những phần quà của chúng ta sẽ dành tặng cho những bạn nào nhanh tay nhất và may mắn nhất. Và bên dưới cổ vũ thật lớn được không ạ? Và xin được cảm ơn bạn. Tiếp tục ạ. Chia buồn cùng với em. Nhạc đã dừng lại rồi mà cố cầm. Xin mời, tiếp tục ạ. Chúng ta sẽ chuyển bằng hai tay nhá. Nếu bạn nào làm rơi chiếc lon thì bạn đấy sẽ đồng nghĩa là việc là bạn ấy sẽ dừng lại cuộc chơi luôn. Âm nhạc hơi dài hơn một chút. Bên dưới cổ vũ thật lớn được không ạ? Tay đâu còn có bạn đâu ạ? May mắn là hai bạn này là hai bạn thân.
Tôi vừa thấy là hai bạn này thì hai bạn thân vừa dắt nhau lên. Nhưng mà là chia buồn cùng với bạn là bạn này, bạn nào nhà bạn nào đang cầm nào? Rồi, may mà bạn này không cầm đấy nhá. Cảm ơn em. Rồi, tiếp tục xin mời. Bây giờ chúng ta sẽ tìm ra hai bạn rời khỏi sàn thi đấu của chúng ta nữa, để chúng ta tìm ra 10 bạn sẽ giành giải thưởng đến từ chương trình. Vâng ạ, xin mời bạn. Em đến từ trường nào nhỉ? Xin mời em. Lam Sơn ạ. À, bạn đến từ chuyên Lam Sơn. Em đến từ chuyên nào? Em chuyên Anh ạ. À, chuyên Anh. Hôm nay thì có rất nhiều bạn chuyên Lam Sơn đến đây. Và em có muốn nhắn gửi lời nào tới những bạn mà hôm vừa rồi vừa thi với chúng ta chương trình ngày hôm nay không? Ở chuyên Lam Sơn mình. Em thấy các bạn đã làm rất là tốt rồi, thì mong là các bạn sẽ đạt được giải cao nhất. Vâng, rất cảm ơn bạn. Một tràng pháo tay thật lớn dành cho chuyên Lam Sơn. Và thưa các bạn thân mến, hiện tại thì bây giờ chúng ta sẽ còn một người nữa rời khỏi sàn thi đấu, để chúng ta sẽ tìm ra 10 bạn đoàn viên của chúng ta trên sân khấu nhận những phần quà đến từ ban tổ chức. Và bây giờ xin mời âm nhạc có thể dài hơn một chút nữa ạ. Rồi, tiếp tục ạ. Bên dưới vỗ tay thật lớn nhá. Thì chẳng giờ đây, chẳng mang vết thương trong nhau. Những dòng ký ức chẳng nhiều sao theo nhau. Bên dưới vỗ tay thật lớn được không ạ? Mà sao cứ buồn mãi thế? Liệu em có cảm giác giống anh lúc này? Điều dằn vặt bản thân khiến mình hỏng đây. Lại một bạn chuyên Anh một. Em cảm thấy thế nào? Em cảm thấy rất là hối tiếc. Rất là tiếc đúng không? Chỉ còn một bạn nữa thôi là mình có thể được nhận quà rồi. Nhưng mà rất là tiếc. Cảm ơn em. Rồi và bây giờ, thưa các bạn thân mến, trên sân khấu của chúng ta đang là 10 bạn đoàn viên thanh niên. Và 10 bạn này sẽ nhận được những món quà đến từ ban tổ chức tại chương trình ngày hôm nay. Trước tiên thì bây giờ thì tôi mong muốn là phỏng vấn các bạn một chút. Các bạn đến từ đơn vị nào, được các bạn là tên là gì và đến từ đơn vị nào được không ạ? Xin mời bạn. Chào mọi người ạ, em là Lê Thành Huy ạ, đến từ trường Hồng Đức ạ. Em học công nghệ thông tin ạ. Rồi, một bạn đến từ trường Đại học Hồng Đức. Trường Đại học Hồng Đức đang đâu ạ? Rồi, cảm ơn các bạn. Xin mời bạn. Vâng, mùa xuân thì có hoa đào, còn hoàng xuân thì có lương đào, em đây. Và tôi là đoàn viên thanh niên đến từ xã Hoàng Xuân, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Vâng, ở huyện Hoàng Hóa, vỗ tay thật lớn ra cho Hoàng Hóa. Xin mời bạn. Xin chào tất cả mọi người, em tên là Nguyễn Mai Anh, hiện tại đang là sinh viên của trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa và em học ngành dược ạ. Các bạn Cao đẳng Y đâu ạ? Rồi, cảm ơn các bạn. Em tên là Đinh Sĩ Đức, đến từ lớp 12-1 trường Trung học phổ thông chuyên Lam Sơn ạ. Rồi, một tràng pháo tay thật lớn dành cho chuyên Lam Sơn. Em là Nguyễn Phú Chiến ạ, đến từ khoa công nghệ thông tin trường Đại học Hồng Đức ạ. Rồi, một tràng pháo tay thật lớn dành cho Hồng Đức tiếp theo ạ. Dạ, em tên là Trần Văn Sơn, em đến từ khoa công nghệ thông tin trường Đại học Hồng Đức ạ. Hôm nay thì có rất nhiều trường Đại học Hồng Đức ạ, vỗ tay thật lớn nữa đi ạ. Dạ, em xin tự giới thiệu, em là Nguyễn Mai Hoa và em đến từ trường Đại học Hồng Đức ạ. Vẫn tiếp tục Hồng Đức, vỗ tay thật lớn nữa ạ. Em là Nguyễn Thị Huệ, đến từ trường Đại học Hồng Đức ạ. Cảm ơn bạn. Xin chào tất cả mọi người, em là Nguyễn Yến Vi ạ. Em đến từ khoa khoa học xã hội trường Đại học Hồng Đức ạ. Có lẽ hôm nay Hồng Đức là rất nhiều bạn đến đây và có thể là muốn nhận quà đến từ ban tổ chức đấy ạ. Và hy vọng rằng là một chút nữa thôi để chúng ta sẽ tìm ra xem là Hồng Đức có đạt giải cao trong chương trình ngày hôm nay không. Và bạn cuối cùng. Xin chào mọi người, con là Đào Vũ Hà My, con đến từ trường Trung học phổ thông liên cấp Vinschool Star City ạ. À, vậy thì bạn cho mình hỏi là bạn cảm thấy hôm nay trường Vin đã thể hiện mà chương trình của chúng ta như thế nào? Dạ con xin nói là hôm nay trường Vin của con rất là tự hào khi mà được chứng kiến các bạn ở trường Vin của con nỗ lực và hết sức rất là tuyệt vời ạ. Rất tuyệt vời đúng không ạ? Bạn có đặt niềm tin vào trường Vin của mình đạt giải gì trong chương trình ngày hôm nay không? Dạ, con tin chắc là trường của con sẽ đạt giải cao nhất là giải nhất ạ. Rồi, một tràng pháo tay thật lớn dành cho trường Vin. Xin được cảm ơn tất cả các bạn và bây giờ sau đây xin được những món quà đến từ ban tổ chức của chương trình. Xin được chúc mừng 10 bạn có mặt trên sân khấu của chúng ta đã nhận những món quà đến từ ban tổ chức. Xin được cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia phần chơi, phần mini game của chúng ta trong chương trình ngày hôm nay.
Một tràng vỗ tay thật lớn dành cho các bạn trên sân khấu được không ạ? Cảm ơn tất cả các bạn. Vậy thì các bạn ơi, bây giờ thì vừa rồi đã lắp có 10 bạn trên sân khấu và nhận những món quà đến từ ban tổ chức chương trình ngày hôm nay. Vậy thì những bạn bên dưới chúng ta có muốn nhận quà được không ạ? Có muốn nhận quà được không ạ? Rồi, và bây giờ thì tôi mong muốn tôi sẽ có một phần chơi nho nhỏ dành cho tất cả các bạn. Tôi mong muốn lên sân khấu đây một bạn trường chuyên Lam Sơn. Bạn nào ạ? Một bạn trường chuyên Lam Sơn. Bạn nào di chuyển lên sân khấu ạ? Bạn chuyên toán cũng được ạ. Xin mời các bạn. Xin mời bạn, rồi mời con, mời em. Một bạn trường Vinschool. Một bạn trường Vinschool. Một bạn trường Hồng Đức ạ. Vâng ạ, xin mời Vinschool ạ. Rồi, mời bạn. Mời một bạn trường Đại học Hồng Đức ạ. Hồng Đức đâu rồi ạ? Mời bạn lên sân khấu ạ. Rồi, nữa được không ạ? Rồi, và bây giờ thì thưa với toàn thể quý vị thân mến, chúng tôi mong muốn là thử tài các bạn học toán trường chuyên Lam Sơn một chút ạ. Vâng ạ, nhẹ nhàng thôi. Xin mời bạn sẽ cùng đếm với mình, đếm từ 1 đến 30. Ai đếm đến trước người đấy giành chiến thắng. Nhưng mỗi lần đếm chỉ được trong vòng 3 số. Ví dụ, mình đếm 1, 2, 3 hoặc 1, 2. Bạn có thể đếm là 4, 5, 6 hoặc 4, 5 hoặc 4. Tối đa 3 số, tối thiểu 1 số. Bây giờ thử nhá. Thử nhá. Rồi, bây giờ xin mời bạn nào. Ví dụ, bản thân mình đếm 1, 2, 3 4, 5, 6 7 8, 9 10 11, 12, 13 14, 15, 16 17, 18, 19 20 21 22, 23, 24 25, 26, 27 28 29, 30. Đấy, dễ dàng chiến thắng không ạ? Rồi, bây giờ chúng ta thử nhá. Vừa rồi chỉ là thử thôi, bây giờ mới là thật ạ. Nhá, một tràng vỗ tay thật lớn dành cho bạn chuyên toán Lam Sơn ạ. Rồi, bây giờ em đã sẵn sàng chưa? Chưa sẵn sàng. Bây giờ chúng ta sẽ cố gắng nha. Bây giờ đếm này. Em đếm trước hay đếm trước? Ừ, đúng rồi. Ai đếm trước nào? Rồi, 1, 2 3, 4, 5 6 7, 8, 9 10 11, 12, 13 14 15, 16 17, 18 19, 20 21, 22 23 24, 25, 26 27 28, 29, 30. Vâng ạ. Thử một lần nữa nhá. Rồi, ok. Bây giờ nào. Bây giờ vừa rồi anh đếm trước rồi. Bây giờ lần này thì ai đếm trước được? Mời anh. Rồi, 1, 2 3 4, 5, 6 7 8, 9, 10 11 12, 13, 14 15 16, 17, 18 19, 20, 21 22 23 24, 25, 26. Tiếp tục ạ 27, 28, 29 30 ạ. Rồi, cảm ơn em. Bạn nào nữa ạ? Xin mời bạn nào một phần quà thật lớn dành cho những bạn giành chiến thắng ngày hôm nay. Vâng ạ, một bạn trường Vin. Bạn vừa rồi đấy ạ. Xin mời bạn. Rồi, xin mời bạn. Rồi, Lam Sơn nữa không ạ? Rồi, vỗ tay thật lớn đi ạ. Các bạn Hồng Đức đang ở đâu ạ? Rồi, xin mời bạn. Bạn giới thiệu bạn tên là gì? Và bạn đến từ lớp nào của chuyên Lam Sơn, của trường Vin? Em tên là Vi Anh, em học lớp 11A1 và em đến từ trường Vin ạ. Rồi, ok. Bây giờ bây giờ bạn đã hiểu luật chơi rồi chứ? Rồi, bây giờ bạn đếm trước hay mình đếm trước? Em. Rồi, mời bạn. 1, 2 3 4, 5, 6 7, 8 9 10 11 12, 13, 14 15, 16, 17 18 19 20, 21, 22 23, 24 25, 26 27, 28, 29
30. Anh 30. Rồi ạ. Thử lần nữa không? Lần nữa nhá. Rồi, bây giờ nào thử này. Cổ vũ thật lớn dành cho bạn đi ạ. Rồi ạ. Bạn đếm trước hay mình đếm trước? Em. Rồi, mời bạn. 1. 1. 2. 3. 4, 5, 6. 7, 8, 9. 10. 11. 12, 13, 14. 15, 16. 17, 18. 19. 20, 21, 22. 23, 24. 25, 26. 26. Tiếp tục ạ. 27. Là bạn nói lại ạ. 27. 27 ạ. 28, 29, 30. Mình 30. Rồi, cảm ơn bạn. Bạn nào nữa ạ? Rồi, bạn nào nữa ạ? Rồi, mời một bạn đứng sau đi ạ. Rồi, mấy em. Đứng sau đây, đây, đây. Rồi, đúng rồi. Bạn có thể bỏ áo khoác ngoài của mình xuống ra. À, phần chơi này thì rất là dễ thôi. Rồi, xin mời bạn. Bạn giới thiệu nhé, bạn tên là gì và bạn đến từ đâu? Em chào anh, chào mọi người ạ. Em là Thành Đạt, em đến từ khoa công nghệ thông tin, trường Đại học Hồng Đức ạ. Bây giờ nâng cấp hơn rồi ạ, vừa rồi là cấp 3, bây giờ là đại học ạ. Vỗ tay thật lớn dành cho Hồng Đức đi ạ. Bây giờ bạn đếm trước hay mình đếm trước? Rồi, mời bạn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, mình 30 bạn ạ. Vâng ạ. Thử một lần nữa không? Một lần nữa nhá. Rồi, xin mời bạn. 1, 2 ạ. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Cảm ơn bạn. Rồi, tiếp tục ạ, xin mời em. Bạn đã tự tin chưa? Rồi, tự tin, rất tự tin. À, bạn đến từ đơn vị nào? Từ trường Trung học phổ thông chuyên Lam Sơn. À, bạn tên là gì nhỉ? Em tên là Cao Đức Trung. Rồi, bây giờ bạn Trung đến từ chuyên Lam Sơn. À, bạn đếm trước hay mình đếm trước? Em đếm chưa. Rồi, mời bạn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Rồi, rất tuyệt vời. Một tràng vỗ tay thật lớn dành cho bạn đi ạ. Chúc mừng bạn. Và một phần quà dành cho bạn ạ. Xin mời ban tổ chức một phần quà dành cho bạn. Thưa với toàn thể quý vị thân mến, ở trò chơi này thì cũng rất là dễ thôi. Chúng ta sẽ đếm số. Ai đếm đến số 30 trước, người đấy giành chiến thắng. À, nếu được có số được có số 30 thì chúng ta phải có được số 26. Nếu có được số 26 thì chúng ta phải có được số 22. Và nếu có muốn số có 22 thì chúng ta phải có số 18. Muốn có số 18 thì chúng ta phải có số 14. Muốn có số 14 thì chúng ta phải có số 10. Muốn có số 10 thì chúng ta phải có số 6. Muốn có số 6 thì chúng ta phải có số 2. Và muốn có số 2 thì chúng ta phải là người đếm trước ạ. Vâng, và bây giờ một món quà dành cho bạn. Rất tuyệt vời đúng không ạ? Một tràng vỗ tay thật lớn dành cho bạn nữa đi ạ. Cảm ơn bạn, xin mời bạn về chỗ. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn tất cả các bạn, quý vị đại biểu khách quý cũng như là các bạn đoàn viên thanh niên đã cùng chú ý đón xem. Xin được chào và hẹn gặp lại toàn thể quý vị. Vâng, xin được cảm ơn MC Hữu Hảo và các bạn đoàn viên thanh niên sinh viên đã cùng vừa tham gia phần mini game rất là sôi động và vô nhụn trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, còn ngay bây giờ thì
chúng ta hãy cùng chào đón sự quay trở lại trên sân khấu của 10 tác giả, nhóm tác giả tham dự chung kết ngày hôm nay. Xin mời ạ. Xin được mời 10 tác giả, nhóm tác giả chúng ta sẽ cùng quay trở lại sân khấu. Xin mời ạ. Vâng, thưa quý vị, và trên sân khấu của chúng ta lúc này đó chính là 10 tác giả, nhóm tác giả của 10 dự án tham dự vòng chung kết ngày hôm nay. Chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng, bởi vì ngày hôm nay họ đã thể hiện rất thành công phần trình bày dự án của mình cũng như là phần phản biện với ban giám khảo. Thưa quý vị, và theo thể lệ của cuộc thi thì ban tổ chức chúng tôi sẽ trao 4 giải khuyến khích, 3 giải ba, 2 giải nhì và 1 giải nhất cho các thí sinh. Ngày hôm nay thì ban giám khảo chúng tôi đã phải làm việc rất là vất vả để có thể lựa chọn ra những tác phẩm, ra những dự án, nhóm tác giả xuất sắc nhất để có thể trao giải. Và ngay bây giờ thì không để các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta sẽ cùng đến với phần công bố và trao giải 4 giải khuyến khích. Vâng ạ, chúng tôi xin được chúc mừng và mời bước lên phía trước ở các dự án sau đây ạ. Xin được chúc mừng giải khuyến khích đầu tiên, dự án Sáp Thơm Nature của nhóm tác giả đến từ trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa. Tiếp theo xin được chúc mừng dự án Dầu Lạc Chuli của nhóm tác giả đến từ xã Định Long, huyện Yên Định. Giải khuyến khích tiếp theo xin được chúc mừng dự án Say Driver, phần mềm trao đổi công việc và lưu trữ dữ liệu an toàn, tin cậy cho doanh nghiệp của trường Đại học Hồng Đức. Và giải khuyến khích cuối cùng, chúng tôi xin được chúc mừng dự án Nông trại Hồng Eco Farm, tinh hoa từ hoa hồng cổ và thảo mộc bản địa. Vâng ạ, xin được chúc mừng cho các tác giả, nhóm tác giả đã đạt được giải khuyến khích của chương trình ngày hôm nay. Ban tổ chức xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Thanh Hóa và ông Nguyễn Văn Quỳnh, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh. Hai thành viên ban giám khảo sẽ cùng lên sân khấu để cùng trao giải khuyến khích. Trân trọng kính mời. Vâng, thưa quý vị, giải thưởng dành cho mỗi tác giả, nhóm tác giả đạt giải khuyến khích sẽ bao gồm bằng khen của ban chấp hành tỉnh đoàn và 5 triệu đồng tiền thưởng. Xin được chúc mừng các bạn. Vâng, chúng ta dành một tràng pháo tay lớn nữa để cùng chúc mừng cho 4 giải khuyến khích trong chương trình ngày hôm nay. Xin được trân trọng cảm ơn các thành viên trong ban giám khảo đã vượt trao giải. Thưa quý vị, còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những giải thưởng tiếp theo. Chúng ta sẽ đến với 3 giải ba trong cuộc thi ngày hôm nay. Và Lê Dung nghĩ rằng ngày hôm nay dù các bạn đạt được kết quả như thế nào đi chăng nữa, nhưng các bạn đã đến đây khẳng định mình, tự tin để thuyết trình dự án của mình trước đám đông. Đó là một điều vô cùng tuyệt vời, thể hiện cho sức trẻ của tỉnh Thanh Hóa. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với giải 3. Chúng tôi xin được chúc mừng giải 3 đầu tiên, một dự án đến từ trường Đại học Hồng Đức. Đó là dự án phát triển cây mận hậu trở thành sản phẩm du lịch độc đáo tại thôn Húng, xã Giao Thiện, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa.
Giải ba tiếp theo xin được chúc mừng dự án phát triển nông sản địa phương theo chuỗi giá trị của tác giả Đỗ Đồng Tâm. Và giải ba cuối cùng xin được chúc mừng các bạn học sinh rất trẻ đến từ trường Trung học phổ thông chuyên Lam Sơn với dự án VNGmart, sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ hoàn hảo. Xin được trân trọng kính mời đồng chí Phùng Tố Linh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn và đồng chí Trịnh Văn Thúy, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ sẽ cùng lên trao giải ba. Xin trân trọng kính mời ạ. Quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để cùng chúc mừng cho các tác giả, nhóm tác giả đã đạt được giải ba trong cuộc thi hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Phùng Tố Linh và đồng chí Trịnh Văn Thúy. Xin cảm ơn các bạn ạ. Mời các bạn lui xuống phía dưới một chút ạ. Thưa quý vị, như vậy là còn 3 dự án chưa có giải. Chúng tôi xin được mời đại diện của 3 dự án ạ. Vâng ạ, cả 3 dự án chúng ta sẽ cùng bước lên phía trước ạ. Chúng ta có thể lui vào phía trong sân khấu được không ạ? Xin mời các bạn ạ. Chúng ta... Vâng, thưa quý vị, như vậy là bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những giải thưởng cao hơn trong cuộc thi ngày hôm nay. Đó chính là 2 giải nhì và 1 giải nhất. Cho phép Lê Dung xin được công bố giải nhì đầu tiên. Vâng ạ, giải nhì đầu tiên. Xin được chúc mừng các bạn. Xin chúc mừng các bạn học sinh rất trẻ đến từ trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Vinscostasi với dự án Ecopectin sản chiết xuất pectin từ vỏ thanh long. Xin được chúc mừng các bạn. Và còn 2 dự án nữa chưa có giải. Chúng ta sẽ còn 1 giải nhất và 1 giải nhì. Lê Dung nghĩ rằng ngày hôm nay các bạn đã thể hiện rất là thành công và thật sự rất là xuất sắc phần trình bày của mình cũng như là dự án của chúng ta. Thưa quý vị thì dự án nào sẽ là dự án đạt được giải cao nhất trong chương trình ngày hôm nay ạ? Vâng ạ, mỗi người chúng ta có những dự đoán và những cảm nhận riêng. Và cho phép Lê Dung xin được công bố giải tiếp theo. Còn 2 dự án nữa chưa có giải ạ. Chúng tôi xin được chúc mừng dự án trứng gà thảo mộc sản xuất xanh từ nguyên liệu bản địa của tác giả Hà Minh Nguyện đã là dự án đạt được giải nhất trong chương trình ngày hôm nay. Và dự án giải nhì còn lại đó chính là dự án Bảo An Ecosim của nhóm tác giả Nguyễn Thanh Hà và Lương Thị Đào. Xin được chúc mừng ạ. Vâng ạ, xin được mời tác giả đạt được giải nhất. Chúng ta sẽ lui vào phía bên này một chút ạ, để cho 2 tác giả, 2 nhóm dự án chúng ta sẽ cùng nhận giải. Xin được trân trọng kính mời đồng chí Bùi Văn Lưỡng, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Thị Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh sẽ cùng lên trao giải nhì. Trân trọng kính mời ạ. Thưa quý vị, giải thưởng dành cho các tác giả đạt giải nhì sẽ bao gồm bằng khen của Ban chấp hành tỉnh đoàn và 15 triệu đồng tiền thưởng.
chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn ạ để cùng chúc mừng hai dự án rất là xuất sắc đã đạt được giải nhì trong cuộc thi năm nay. Xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Bùi Văn Lưỡng, Phó trưởng ban dân vận tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Thị Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Xin cảm ơn các bạn. Thưa quý vị, và bây giờ sẽ là giây phút để chúng ta cùng chúc mừng và tôn vinh cho giải thưởng cao nhất trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, tác giả đạt giải nhất trong chương trình hôm nay của chúng ta đó chính là tác giả Hà Minh Nguyệt đến từ thị xã Bỉm Sơn với dự án Trứng gà Thảo Mộc sản xuất xanh từ nguyên liệu bản địa. Ngày hôm nay đến với cuộc thi của chúng ta và rất là vinh dự cũng như là vô cùng xuất sắc đã giành được giải nhất trong chương trình. Thế thì bạn có muốn lan tỏa điều gì tới tất cả các bạn đoàn viên thanh niên, và đặc biệt là tôi thấy có rất là nhiều các bạn trẻ có mặt ở đây cũng đang ấp ủ dự định đi thi trong những năm tiếp theo. Bạn có muốn lan tỏa điều gì tới tất cả các bạn không? Lời đầu tiên, cho em xin cảm ơn tới quý ban giám khảo, quý vị đại biểu đã tin tưởng vào dự án và có một cái mong muốn mà em mong muốn các bạn trẻ, các bạn thanh niên khởi nghiệp ở đây đó là hãy luôn vững tin, hãy luôn bước tiếp và cơ hội sẽ luôn đến với mình với những người mà sẵn sàng đi đến cuối con đường. Em xin cảm ơn. Vâng, xin được cảm ơn tác giả Hà Minh Nguyệt. Chắc chắn rồi ạ, câu chuyện của bạn sẽ truyền cảm hứng cho rất là nhiều các bạn trẻ đang có mặt ở đây để năm sau và các năm sau nữa cuộc thi của chúng ta sẽ càng thành công hơn và thu hút nhiều hơn nữa các bạn trẻ tham gia. Ngay bây giờ chúng tôi xin được trân trọng kính mời đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và đồng chí Lê Văn Châu, tỉnh ủy viên, Bí thư tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh sẽ cùng lên sân khấu để trao giải nhất cho tác giả Hà Minh Nguyệt. Xin mời. Vâng, chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay thật lớn nữa để cùng chúc mừng cho dự án Trứng gà Thảo Mộc sản xuất xanh từ nguyên liệu bản địa của tác giả Hà Minh Nguyệt đến từ thị xã Bỉm Sơn đã là dự án đạt được giải nhất trong chương trình hôm nay. Vâng ạ, xin được mời các bạn sẽ cùng chụp hình lưu niệm với các đồng chí lãnh đạo. Xin mời ạ. Xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và đồng chí Lê Văn Châu, tỉnh ủy viên, Bí thư tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh. Kính thưa quý vị và các bạn, nhằm cổ vũ xây dựng tinh thần khởi nghiệp, truyền nguồn cảm hứng kinh doanh, khơi dậy và ươm mầm những ý tưởng khởi nghiệp, đam mê khát vọng, làm giàu chính đáng trong các bạn đoàn viên thanh niên, thì Viễn thông Thanh Hóa có những món quà trao tặng cho các thí sinh tham dự vòng chung kết ngày hôm nay. Và xin được trân trọng kính mời ông Lê Minh Ánh, Phó Giám đốc VNPT Thanh Hóa sẽ lên sân khấu trao quà tài trợ cho các tác giả. Xin trân trọng kính mời ông. Thưa quý vị, VNPT Thanh Hóa là đơn vị đã đồng hành tổ chức cuộc thi cùng với tỉnh đoàn Thanh Hóa trong rất nhiều năm qua và cũng luôn có những phần quà để trao tặng cho các tác giả, nhóm tác giả tham dự cuộc thi mỗi năm. Ban tổ chức chúng tôi, tỉnh đoàn Thanh Hóa rất hân hạnh và xin được trân trọng cảm ơn VNPT Thanh Hóa đã luôn đồng hành cùng chúng tôi. Vâng ạ, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để cùng chúc mừng cho các tác giả, nhóm tác giả
Xin được trân trọng cảm ơn ông Lê Minh Ánh, Phó Giám đốc VNPT Thanh Hóa. Và hy vọng là trong những năm tiếp theo, cuộc thi của chúng ta sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành của VNPT Thanh Hóa. Kính thưa quý vị, một tin vui, một tin rất vui dành cho các tác giả, nhóm tác giả tham gia dự án ngày hôm nay. Đó là sau khi theo dõi, nghe các tác giả trình bày dự án khởi nghiệp, thì ông Nguyễn Văn Quỳnh, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Thanh Hóa, Giám đốc Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất khẩu Nông sản Việt, cũng là thành viên trong ban giám khảo của hội thi ngày hôm nay, đã quyết định bảo trợ cho dự án Sáp Thơm Nature. Xin được chúc mừng nhóm tác giả Vũ Mai Thanh, Nguyễn Mai Anh, Nguyễn Thị Kim Lân, Nguyễn Thị Như Quỳnh, Nguyễn Thủy Linh, Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa. Và xin được trân trọng cảm ơn cá nhân ông Nguyễn Văn Quỳnh rất nhiều ạ. Thưa quý vị và các bạn, cuộc thi dự án khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên tỉnh Thanh Hóa năm 2024 ngày hôm nay đã được diễn ra thành công tốt đẹp. Có thể thấy rằng các thí sinh đã mang tới những phần trình bày dự án vô cùng tuyệt vời. Và chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn quý vị đại biểu, quý vị khách quý, các bạn đoàn viên thanh niên đã cùng tham gia chương trình ngày hôm nay. Hy vọng là năm tiếp theo, cuộc thi của chúng ta sẽ tiếp tục tổ chức và thu hút thật nhiều các tác giả, nhóm tác giả và các dự án chất lượng cao tham gia. Còn bây giờ xin được nói lời chào tạm biệt tới toàn thể quý vị. Xin trân trọng cảm ơn.